kính bạch từ youtube của bạn Hoàng Anh. kính thưa thầy con thưa thầy con trai con mới mất cháu Hưởng Dương 14 tuổi. Thầy cho con hỏi rằng quần áo sách vở và đồ dùng của con trai con nên đốt đi hay là mang đi làm từ thiện ạ? À? Con xin thầy chỉ dạy cho con, con xin tạ ơn thầy. À tức là từ bạn Hoàng Anh bạn hỏi rằng là con trai của bạn ấy mới mất cháu có rất trẻ 14 tuổi thôi thế thì bây giờ là sách vở đồ dùng tất cả các thứ của con trai của bạn ấy nên đốt đi hay là để lại dùng hay là đem đi làm từ thiện đó thế thầy xin trả lời bạn hoàng anh và đại chúng thế này quả thật đấy là cái câu hỏi này cũng nhiều người lăn tăn đấy và không biết cái đồ dùng của những người đã chết mới chết này rồi đã chết, kể cả chết lâu rồi thì xử lý thế nào? Đó. Có những người thì là đem những cái đồ dùng ấy cho tống hết vào quan tài. À, ngày xưa thì quan tài đem trôn trôn luôn, và áo quần giày dép, trang sức các thứ tống hết vào đấy đem trôn theo quan tài. Thế cho nên có nhiều cái quan tài trôn vàng, trôn bạc, trôn ngọc trong đấy cho nên về sau mới mì cái bọn mà đi đào mộ, ấy, bọn bọn trộm mới nó biết là trong quan tài có của, nó, tối nó ra nó đào tung cả mộ ra Nó lấy vàng đấy cho nó bị đau thế sau này biết là như thế rồi thì không cho vàng bạc vào đấy nữa đấy, thế rồi thì là là, là là, 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 cho những cái khác vàng giả gọi là, là vàng mã đấy đốt vào đấy, thưa đại chúng nó nhiều cái chuyện lắm thế rồi có khi là không dám dùng cứ để ở đấy cất ở đấy mãi mãi lưu cữu đời này đời sau cứ sợ không dám dùng đấy thì nó là thế nào thế thì chúng ta phải à, tư duy cái việc này nó thật là thấu đáo theo đúng tinh thần của đạo Phật nhé thì theo tinh thần của Phật giáo chúng ta thì biết rồi một người sau khi chết ấy nếu họ không tái sinh vào các cõi như là cõi trời cõi thần tu la cõi người hay cõi súc sinh kể cả cõi địa ngục nếu họ không rơi vào các cõi đấy họ tái sinh làm ngã quỷ mà đa phần chúng ta là sinh vào ngã quỷ thưa đại chúng kinh Đức Phật dạy rồi những người sống trên cõi trần này sau khi chết thì đa phần rớt vào ngã quỷ hoặc địa ngục giống như đất ở móng tay so với đất đại địa đó à, ừ. những người tái sinh được lại làm người ít như đất ở móng tay còn những người đọa làm ngã quỷ và địa ngục nhiều như đất đại địa cơ đại chúng thế cơ mà cho nên nói chúng ta hầu hết sinh làm ngã quỷ thế thì trong 49 ngày của thân trung ấm á, ở đây thì thầy khẳng định với đại chúng thế này hiện nay cái chuyện về thân trung ấm á, thì giữa phật giáo nguyên thủy và phật giáo phát triển cũng còn có những cái bất đồng có những vị nói rằng chết một cái là tái sinh liền đầu thai ngay à, không có cái giai đoạn trung chuyển gọi là thân trung ấm nhưng mà thầy thầy không chấp nhận quan điểm này vì chính bản thân thầy đã từng thoát xác và thầy biết rất rõ cái chỗ này khẳng định nó có một cái thân bên ngoài Thoát thân này ra vẫn còn Không phải là đầu thai ngay Không phải là tái sinh ngay đâu Nó có cái thân trung ấm Nó có một cái giai đoạn Đấy là sự thật thưa đại chúng Đó. Có một lần Thầy cũng thoát thân Ra khỏi cái thân này Nhìn thấy rõ hết mọi việc Thưa đại chúng Thấy cái thân mình nằm tranh anh ở đấy luôn Rồi mình đi đi chơi chỗ này chỗ kia Thưa đại chúng Đó cái hồi ấy là thầy còn ở trường đại học kinh tế quốc dân ừ. lúc ấy cũng đã thiết tha tu tập rồi cũng gọi là 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 dục như ý túc tha thiết tu tập lắm rồi à, lúc ấy nó sinh ra được cái đó à, lúc mà thầy đi ngao du thế nhìn thấy rất còn đi ra biển rất là nhanh thế đại chúng đúng là chân thầy mới nói nó đi như sóng điện là như vậy nhìn thấy các cảnh thấy người dân ở biển họ đi biển thế nào đến lúc quay về lại trong trường thì còn nhìn thấy một anh bạn anh đáy bậy cơ lại chúng ấy Đấy vậy cho đến lúc mà thầy về thì nhìn thấy cái, cái xác mình nằm đấy thầy còn nghĩ là nên nhập hay không nhập đó thế khi mà bảo ờ, chứ đang suy nghĩ thế thì mình đã nhập vào cái thân rồi nhập vào thân rồi xong lúc sau thì ngồi dậy ngồi dậy thầy đi mới tìm cái anh bạn lúc nãy thầy nhìn thấy thầy hỏi thật là lấy có đúng không đấy vậy không đúng không đấy đấy, đấy thật đấy thế thì thế thì ai phủ nhận được cái chuyện này nó có một cái thân cho nên thầy biết biết cái thần thức mình nó thoát ra nó đi như thế nào là có không phải không nó vẫn nghe vẫn thấy được và vẫn nghe vẫn thấy được đấy nhé yeah. thế cho nên ấy, khi mà trong bốn chín ngày thì nếu vong linh không bị tái sinh vào những cõi kia thì ở trong thân trung ấm vong linh vẫn đi vẫn về được và ra mộ về nhà đến những chỗ mà vong linh thương nhớ vẫn đi được đó và phải nói rằng những vong linh này họ cũng rất là quyến luyến với vật dụng Tiếc xót chúng đó. Thì khi mà chúng ta mà dùng cái vật dụng đấy đó, Hoặc chúng ta phạm vào vật dụng đấy Làm hư hỏng của người ta hay đem vật dụng ấy cho ai Thì khiến cho họ có thể buồn khổ, giận trách Và làm những cái điều không tốt với mình Đó, những cái, những cái vong linh mà trước khi đi mà Họ còn những cái vật quý báu của họ Lúc sống ở đời họ rất quý, rất yêu, rất thích Không rời ấy để đến khi họ chết ấy, trong 49 ngày nhất là trong 49 ngày họ sẽ rất là quyến luyến những cái vật đấy thưa đại chúng thế cho nên ấy, thầy mới khuyên là người trước khi mất ấy, nên xả hết xả bỏ hết thì không ngại cái chuyện mình cho đồ đạc nữa Đấy, đại chúng nhớ cái câu chuyện trong kinh phật kể đấy có ông lão trước khi chết ấy, ông có trôn một cái hũ vàng mà ông chết ông không kịp nói cho con cho cháu cho nên sau khi chết ấy, hết 49 ngày ông lập tức ông tái sinh đầu thai vào con chó của nhà ông ấy vào bụng con chó cái nhà ông ấy, và sinh ra làm con chó và con chó ấy từ ngày nó sinh ra nó cứ chăm chăm nó nằm ở cái chỗ mà ông chôn hũ vàng nó giữ hũ vàng ấy và về sau thì đức phật đi khất thực qua nhà đấy đức phật mới con chó nó ra nó sủa đức phật đức phật mới quở nó thì đức phật biết mà nó bỏ ăn sau đó nó bỏ ăn nó bỏ ăn rồi nó chết thì cái anh chủ nhà anh rất là bực anh mới chạy đến tinh xá anh mới hỏi phật là tại sao mà mà ngài lại quả con chó nhà tôi để cho nó chết thế đức phật mới nói là ngươi ngồi đây ta lại nói lại cho người ta con chó đấy chính là bố ngươi đấy ngày xưa ông có chôn hũ vàng trước khi chết ông không trăng chối được cho nên cái tâm tiếc của luyến tiếc ấy, khiến cho ông đầu thai lại làm con chó này đấy à, anh nghe lời ta anh về anh tìm đúng cái chỗ con chó nó hay nằm anh đào xuống anh sẽ thấy hũ vàng Thế là anh này về anh đào lên đúng chỗ đấy và đúng hũ vàng luôn. Thế là anh mới tỉnh ngộ ra anh mới biết quả thật cái tâm tham tiếc này khiến cho đọa lạc. Và sau đó thì anh đã cúng hết cái bán hết chỗ vàng để anh làm cúng dường trai tăng, cúng dường đại chúng đức Phật hồi hướng phước cho bố anh để cho bố anh không bị đọa lạc. Đấy. Thế rồi trong nhà thiền còn kể câu chuyện có một vị sư già cũng cao tuổi rồi nhưng vị này không biết tu tập ở chùa thôi nhưng mà chả biết tu tập thì chỉ có biết làm thôi nhân vị này thì hôm vị này có trồng được một cái cái luống mía rất là đẹp cây nào nó nên nó cũng mập mạp nó cũng đẹp à, mía gọi là giống như mía tím mía nó đẹp lắm à. mà lại ngọt ngon nữa thế thế thì đến lúc là vị chết cái tâm vị trước đó ngày nào cũng ra tưới mía rồi là chăm sóc cho mía tỉa lá bắt sâu này khác quý cái bụi mía lắm thưa đại chúng thế rồi mà đến khi chết thần thức của vị sư già này đọa làm con sâu trong bụi mía thưa đại chúng quý bụi mía mà làm đấy là sư đấy vì không biết tu thưa đại chúng. không học đạo đi tu là chỉ có ở chùa đấy không học đạo không tu tập gì chỉ là người ở chùa trong chùa thôi không có biết học đạo đâu cho nên đi xuất gia mà không gặp được môi trường tốt tu tập vẫn có thể đọa thưa đại chúng đấy chứ không phải chuyện thường đâu lên một vị sư già trong nhà thiền có kể câu chuyện này đó nhé và, và rất nhiều những câu chuyện của những người mà khi chết còn người ta còn ham tiếc của cải vật dụng bị đọa lạc trong cái thời gian họ chưa tái sinh mà ở thân trung ấm ấy, nếu mà chúng ta đem của cải vật dụng họ đi cho là họ sẽ rất khổ tâm vì trước khi chết họ còn luyến tiếc những vật đó, đó. nhé thế thì thầy có kể một câu chuyện một câu chuyện thực đấy ở đây thầy không nói tên cái, có một cái anh, anh này thanh niên thôi anh là cán bộ Ở cấp huyện của một thành phố Địa chính của một thành phố ừ. Thế thì Anh ta chết rất là trẻ Mới có ngoài 30 tuổi thôi Vợ dạy con thơ Cho nên ta, anh ta luyến luyến ái gia đình lắm nha yeah. Quyến luyến lắm Và đại chúng biết không Anh ta đã nhập vào người nhà Anh ta báo cho người nhà Tức là lên miệng nói luôn Đi đòi nợ ở những nhà ai Đúng luôn không sai Ai nợ bao nhiêu tiền nói hết đấy nhé thế rồi gì nữa anh chết thì anh để lại một cái xe máy rất là đẹp mới mua nên vợ thì có xe rồi hai đứa con thì nó còn nhỏ tí một đứa mới đẻ nó còn bé mà thế cho nên ở nhà thì nghĩ bây giờ cái xe máy anh chết thì không có ai đi cả thì đem cho cô em gái thế nhưng mà rồi anh cũng nhập vào anh nhập vào và anh lên miệng nói luôn không cho để đấy để sau này con nó lớn nó đi Đấy, cái tiền phúng viếng đại chúng biết không? Thì bà mẹ anh cầm. Thế mà rồi sau anh anh nhập luôn vào cô em gái, anh nói luôn mẹ phải đưa cho vợ con nó cầm. À, đấy, chứ không phải chuyện thường anh đòi đòi tiền đấy. Đấy, đại chúng thấy ghê không? Thế và đặc biệt nữa là thế này. Cái ghế của anh ở cơ quan không ai dám ngồi luôn, ngồi vào là có chuyện ngay. Cho nên ở cơ quan ấy, quyết định là thôi để hết 49 ngày mới cho người vào cái ghế đấy ngồi vào vị trí cái ghế đấy để mà ngồi, có khi còn phải đổi ghế khác, ấy, không dám ngồi cái ghế mà ngồi cái bàn của anh ấy, phải thay cái ghế khác. đấy đại chúng thấy nó gớm đến như vậy cơ mà. vì sao thầy biết câu chuyện này vì vì chính thầy có làm cái lễ tang cho anh ấy. nó nó, nó ở ngoài đời gọi là thiêng đến như vậy, chết trẻ nó thiêng như vậy. nhưng mà ở đây thầy nói đấy là cái tâm, cái tâm còn ái luyến với trần gian, ái luyến với quyến thuộc còn chấp giữ đại chúng hiểu không? đấy là câu chuyện thật đấy. Chuyện rất thật luôn. Rất thật luôn, nghe. Thế cho nên thầy mới khuyên mọi người. Thứ nhất ấy, đối với người già không nên cho người già giữ nhiều tiền nhiều của đại chúng ạ. À, vì người già là người sắp ra đi rồi. Nếu để cho họ giữ nhiều tiền nhiều của cái tâm tham, cái tâm tiếc ấy, nó sẽ dinh sinh ra. Rồi đến lúc mà họ nhắm mắt họ đi thì họ cứ thế luyến ái và rất khổ cho nên đối với các cụ già thì ta chăm sóc các cụ thật chu đáo về dinh dưỡng thật đầy đủ thuốc men đầy đủ nhưng tiền vàng và của báu đừng trao các cụ làm gì nhiều cụ á, lúc đời sống thì nghèo bây giờ già con cái nó có của ăn của đẻ nó cho tiền cho của là cứ giữ chầm chặt ấy phải biết có nhiều cụ ngày ngày cứ đem bọc tiền ra đếm nha yeah. có một chị đạo tràng trưởng chị kể cho, cho cho thầy nghe đấy mẹ chồng chị có một bọc tiền mà cứ ngày ngày đem ra cụ đếm xong lại cất đi đó. mà chẳng kể đâu ra ngay cái cụ ở chùa lân ngày xưa cụ sư già chùa lân ngày xưa thầy ở đấy cụ cũng có một bọc tiền ngày nào cụ cũng mang tiền ra cụ đếm cứ thầy thấy mình ấy sang đây sang đây đếm tiền xong lại cất đi để đầu ở gối đầu giường ấy. thế thì thầy nói cụ này chết thì chắc là cũng lại làm con mọt cái đống tiền này thôi có mà mà siêu sinh được lắm thưa đại chúng đó cho nên ấy, người già rồi đến lúc già rồi là phải học buông đi phải không? đừng nắm giữ cái gì nữa thì đến lúc chết nó mới thanh thản được và tất cả vật tử chúng ta cũng nên hiểu cái điều này nghe không? đó nên hiểu cái điều này để chúng ta chúng ta ứng dụng đối với người thân của mình nghe không? đừng để người già cầm giữ tiền của tài sản những vật quý báu rất là khổ đấy chết rồi là đọa đấy khổ lắm nhé. Ừ. Yeah. thế cho nên À, liên hệ với trường hợp của bạn này thì uh, thầy khuyên bạn có thể là uh, những cái đồ dùng ấy á, không có nên đốt đi, đừng đốt đi làm gì cả. Với Phật giáo chúng ta biết là không đốt đi không giải quyết được vấn đề gì nhé. Để lại mà dùng đỡ lãng phí. Thế nhưng mà cũng đừng có chôn theo cái quan tài nhé. Để lại nhưng mà dùng thế nào, Nhá, dùng thế nào thì trước khi mà dùng thì ta lên có cái lễ hoặc là thỉnh chư tăng về nhà hoặc là đến chùa thỉnh chư tăng làm lễ khai thị cho vong linh nghèo để cho vong linh họ hiểu giác ngộ họ buông xả buông xả vong linh trẻ con thì nó khó hơn người lớn đấy người lớn người ta cũng trải qua cuộc đời rồi người ta dễ xả hơn còn vong linh trẻ con nó nhiều khi nó thích cái gì là nó chấp trước cái đấy dữ lắm cho nên phải khai thị kỹ và tốt nhất là luôn luôn để cho hết 49 ngày đi Kể cả chưa tăng khai thì rồi cũng nên để qua 49 ngày Để cho vong linh thứ nhất ấy, nó nguôi ngoai Nó biết là nó đã chuyển kiếp rồi Không còn ở cõi trần nữa à, Không dùng được vật dụng cõi trần nữa Hết 49 ngày Một là chuyển kiếp đi đâu rồi thì không nói Nhưng nếu sinh làm ngã quỷ Thì ngã quỷ ấy nó cũng nguôi ngoai với cái vật dụng rồi Nghe không? Cho nên sau 49 ngày Mà thầy, thầy khuyên thế này tiếp là Cái vật dụng ấy nên để cho người thân người ta dùng đã nhé người thân như mẹ như cha anh em ruột thịt dùng thì vong linh nó cũng không sinh ra cái tâm khó chịu hiểu không nó về nó thấy ông oh, mẹ mình dùng bố mình dùng thì thôi không sao thế người thân phải dùng một thời gian thấy yên ổn không có chuyện gì nữa thì mới đem cho ai thì cho hiểu đấy là cái cách để cho vong linh nó được yên ổn nhé đó thế thì đấy là cái cách mà mình làm với trường hợp này cũng thế nên sau khi mà thấy yên ổn rồi thì đi làm từ thiện cũng được không dùng nữa đi làm từ thiện cũng được còn ngay mà ngay trong 49 ngày đem cho ngay thầy nghĩ là chưa nên vì chưa biết vong linh nó đã giác ngộ nó buông xả hay chưa nhé đấy thì thầy xin chia sẻ với bạn này như vậy nha kính thưa đại chúng có bạn gửi câu hỏi về cho thầy như thế này thầy xin đọc nội dung câu hỏi Kính chào thầy. Con có câu hỏi về địa ngục, mong được hỏi thầy ạ. À. Thưa thầy, có nhiều tài liệu mô tả về địa ngục là có 18 tầng, có sắt, có dao, có lửa như là một không gian có thật, là nơi giam giữ những linh hồn tội lỗi sau khi chết. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng với người đã khuất không còn thân xác thì địa ngục đó chỉ là địa ngục tâm chứ không có địa ngục hữu hình. Thậm chí con người trên trần gian khi nào đau khổ thì cũng gọi là địa ngục, khi nào chúng ta vui thì là thiên đường. Còn địa ngục hữu hình là do con người hình tượng hóa để người trần dễ hiểu. Thưa thầy, vậy đạo Phật giải thích thế nào về những quan điểm này? Địa ngục thật sự hiện hữu? hay ở trong tâm mình ạ? À? Con xin kính cảm ơn Thầy. À, đại chúng nghe rõ câu hỏi chưa? À, bạn này ấy, tên là bạn Bùi Anh Hợp. À, bạn gửi câu hỏi về cho Thầy. Bạn hỏi về địa ngục. Đại chúng chắc à, chúng ta ai cũng được nghe danh từ địa ngục rồi, đúng không? Nhưng mà quả thật ý, để hiểu về nó thì cũng không phải đơn giản. À, Đấy. Không phải đơn giản Chúng ta, nhất là chúng ta là Phật tử Thì ai cũng nghe đến từ địa ngục Và chúng ta cũng rất hay thường dùng đến nó đấy. Điều này không được làm nếu làm là đoạn địa ngục đấy Nghe không? Đấy. Nếu mà giết người là đoạn địa ngục đấy Nếu mà bất hiếu với cha mẹ là đoạn địa ngục đấy Nếu mà chúng ta phá chùa chiền Vào thiêu đốt kinh tượng Wow. xua đuổi tăng ni là đoạn địa ngục đấy à, nếu chúng ta phạm giới là đoạn địa ngục đấy chúng ta danh từ địa ngục rất nhiều trong cuộc sống à, hay là ác quá cũng bảo nó ác như thế thì chết nó đoạn địa ngục <laughs> wow. nên trong tâm chúng ta thì ai cũng cũng mường tượng hiểu về cái địa ngục à. đấy. thế thì thực ra thì hiểu một cụ thể nó như thế nào thì cũng không phải ai cũng hiểu biết về cái địa ngục cho nó, nó tường tận đâu. Thế cho nên là bạn bạn Bùi Anh Hợp này, bạn gửi câu hỏi về cho Thầy. Bạn nói rằng là sao? Có nhiều tài liệu, tài liệu thì chắc ở đây trong đó có kinh điển. Nói về địa ngục, trong địa ngục có đến 18 tầng, 18 tầng địa ngục. Rồi ở trong địa ngục có đủ các cái hình cụ tra tấn, các cái dụng cụ tra tấn. Nào là dao, nào là xe lửa, nào là kiếm, nào là đao, À, nào là giường sắt nào là cột đồng vạc dầu sôi vân vân nhiều thứ à, đó, giống như là một cái cái nhà tù cái ngục tù có thật á đấy bạn hỏi thế thế nhưng rồi cũng có những quan điểm thì họ lại nói rằng là người đã chết rồi á, là không còn cái thân xác nữa thì địa ngục nó chỉ là ở trong tâm thôi mà cái này ấy, thì thưa đại chúng không phải là là người dân thường đâu mà có một số các vị tu sĩ phật giáo đệ tử xuất gia của phật đấy chứ không phải không cũng nói thế cũng nói là chỉ có địa ngục trong tâm thôi Đã. chứ làm gì có cái địa ngục thật ừ. không có địa ngục hữu hình thật đâu ừ. thế rồi lại có quan điểm là à, cái địa ngục là ở trên trần gian thì chúng ta cũng có khi nào mình khổ thì gọi là địa ngục khi nào mình vui mình sướng đấy gọi là thiên đường Đã. Thế còn cái mà gọi là địa ngục ấy thì chắc là các tôn giáo đặt ra để cho mình dễ hiểu thôi hay là để răn đe con người không phạm tội thôi. Đấy, đại chúng thấy không? Vấn đề nó đặt ra là vấn đề rất là phức tạp, rất phức tạp. Thế thì bạn Bùi Anh Hợp, bạn gửi về, bạn hỏi Thầy quan điểm của Thầy thế nào? Tất nhiên, Thầy thì không thể gọi là quan điểm riêng mà phải đứng trên cái cái chi kiến của Phật giáo cái kinh điển của Phật dạy, Đó. đồng thời với những cái mà tu tập quán chiếu của mình để mình luận giải về vấn đề này, Đó. thì ở đây á, thầy xin trả lời cho bạn Bùi Anh Hợp cũng như tất cả đại chúng chúng ta cùng nghe, nghe không? À, về cái vấn đề này như thế nào. Trước hết ý, để nhận định về cái vấn đề địa ngục ý, thì chúng ta thấy là cái danh từ địa ngục thì nó xuất phát từ trong các cái tôn giáo và các cái tín ngưỡng đã có từ rất lâu đời hầu hết tôn giáo nào cũng nói đến địa ngục ấy Nghe à? có thể cái danh từ nó khác nhau có tôn giáo gọi là hỏa ngục hay luyện ngục à, hay này khác nhưng mà nó đều chỉ chung là một cái nơi trốn rất là đau khổ một cái nơi trốn một chỗ để mà giam cầm tra tấn à thực hiện các cái hình phạt đối với những cái người có tội khi sống ở trên trần gian chết rồi phải linh hồn phải đi vào trong cái chốn này cái chốn đấy gọi là địa ngục về cắt nghĩa từ thì đây nó là một cái từ hán việt địa là đất ngục là cái, là cái tù là cái nhà tù ở trong lòng đất Thế cho nên khi nói đến địa ngục thì chúng ta ai cũng nghĩ là nó ở dưới lòng đất đây này. này. Wow. Ai cũng nghĩ là địa ngục ở dưới lòng đất này. Âm ti địa ngục nghĩ là ở dưới đất này. Nhưng sự thực thì nó có phải thế không? Và wow. rất nhiều các nhà khoa học rồi các cái công trình mà khảo cứu họ đào xuyên lòng đất hàng, hàng bao nhiêu cây số không có thấy địa ngục đâu. Nghe không? <laughs> hay là chúng ta cứ nghĩ là khi người chết chúng ta đào đất chúng ta vùi xuống đấy gọi là xuống địa ngục Thế thực ra thì cái danh từ địa ngục nó cũng không phải là cái nghĩa đen như thế nhưng mà chúng ta thì khi nói đến chữ địa là cứ nghĩa nghĩ là ở trong lòng đất nhưng sự thực thì cái nghĩa thật thì nó không phải như thế Đó, thế nhưng mà ai cũng hiểu cái địa ngục là cái chỗ rất khổ cái chỗ bị tra tấn bị hành hạ giam cầm tối tăm u ám à, của những tội nhân của những linh hồn khi sống ở trên trần gian này tạo những cái tội lỗi ác và làm những việc xấu ác chết đấy là linh hồn bị giam cầm ở đấy bị tra tấn ở đấy Nghe không? đấy là cái quan niệm chung ở trong dân gian thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là địa ngục này nó có thật hay không hay nó này chỉ là cái tâm của chúng ta và quả thật bàn về vấn đề địa ngục có hay không không phải là dễ không phải, không phải dễ đấy cho nên thầy mới nói là chúng ta nghe thì nhiều dùng từ địa ngục cũng nhiều nhưng mà để hiểu chính xác về nó không không? hiểu thì rồi mới tin một cách sự thực như thế nào đấy, cho nên học phật của chúng ta là học phải hiểu thấu đáo để rồi có niềm tin cho nó đúng đắn mình gọi là chính tín không không? còn nếu mà chưa hiểu mà tin thì vẫn gọi là mê tín phải học hiểu cho thấu đáo rồi chúng ta tin yeah. Đấy, tất nhiên ở đây thì thầy nói rằng chúng ta chưa ai là phạm nhân này chưa ai nhìn thấy địa ngục wow. nếu mà chúng ta một người nhìn thấy rồi wow, thì người đó là tin chắc rồi vì chúng ta thấy rồi mà ở đời thì cứ phải nói sao mắt thấy tay sờ wow, thì mới tin và tay sờ được mắt nhìn thấy thì chúng ta mới tin À, nhưng mà ở đây thầy cũng nói rằng thế này, này có nhiều cái mắt thấy rõ ràng mà chưa chắc đã đúng phải không? tay sờ hẳn hoi mà chưa chắc đã phải <laughs> đúng không đại chúng theo có nhiều cái mắt mình nhìn thấy nhưng mà hóa ra nhiều cái mắt của mình nó bệnh nó có phải đúng đâu người ta gọi là nhìn gà hóa cuốc cái anh uống rượu đấy phải không? nhìn một hóa hai nhìn gà hóa cuốc anh uống rượu cũng mắt ấy nhưng mà rượu nó làm mê mẩn tâm thần thấy tôi thấy thật đấy nhưng mà có đúng đâu đại chúng thấy không cho nên không phải cái mắt chúng ta thấy đã là đúng ở người đời thì cứ nói mắt tôi thấy là đúng rồi nhưng mà để xác nhận nó đúng thật hay không thì cũng chưa chắc tay mình nắm được rồi đấy mà cũng còn chưa chắc là đã, đã có thật phải không thì chúng ta phải thấy nhé cái độ tin cậy của các giác quan của chúng ta nó chưa chắc đã phải là tuyệt đối chính xác đâu Đấy. nhưng mà thôi về cái tương đối thì tôi gọi là mắt thấy và tay sờ và tay nghe được thì cũng gọi là là tí đi đấy thầy nói thế nhé ừ. thế thì ở đây chúng ta biết ấy, chắc là địa ngục để mà thấy được ý, thì chỉ có các bậc vĩ nhân bậc thánh nhân à như là đức phật hay là các vị bồ tát các vị thánh tăng họ có lục thông mà thấy hết mà À, lục thần thông đấy. như là la hán lục thông đấy. Đấy, thấy hết sáu phép thần thông có thiên nhãn à. có thiên nhĩ đó mới thấy à, có phật nhãn ừ. chứ còn thì phàm phu chúng ta thì cái mắt này gọi là mắt thịt tầm nhìn xa của con mắt thịt này không quá 10 km <laughs> mà thấy thì không thấy được những vật rất nhỏ đó, nhỏ như là vi trùng mình không thấy chúng ta giỏi lắm thì thấy được mấy cái con mà à, con bọ nhỏ thôi, phải không? À, chứ còn đến con vi trùng, vi khuẩn, vi virus mắt mình không thấy rồi, cái đấy phải vào kính hiển vi, bằng à, kính hiển vi đến tế bào của mình mình cũng còn không nhìn rõ nữa, đó. Thế chúng ta biết là cái giác quan của mình nó rất là 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 hữu hạn, nó không phải là cái khả năng vô hạn để thấy được. Thế thì ở đây á, trước hết để bàn về vấn đề này. Thì đứng trên cái giác độ của Phật giáo Phải phải nói Phật giáo thì lấy kinh điển Lấy những lời của Đức Phật dạy Làm kim chỉ nam để xác định Các vấn đề Và Chúng ta không thể xa rời kinh điển của Phật được Vì kinh Phật Là lời dạy của Đức Phật Là kim khẩu của Phật Thuyết ra Mà Đức Phật là bậc toàn giác Ngài thấy biết tất cả Không thiếu sót Một vật nào cho nên đức phật gọi là bậc thế gian dài thấy suốt thấu suốt không việc gì việc phật không biết không vật gì sự hiện, hiện tượng sự vật gì mà phật không thấy đó cho nên chúng ta phải thấy cho nên chúng ta là đệ tử phật thì phải căn cứ vào kinh điển của phật để chúng ta tìm hiểu nhé thế thì chúng ta biết kinh điển phật giáo bây giờ thì có hai cái hệ kinh điển phật giáo bắc tông và kinh điển phật giáo nam tông Nghe không? cái này là do lịch sử phát triển của phật giáo phân chia ra như thế thành phật giáo bắc tông phật giáo nam tông nhưng nhìn chung cả hai hệ dù là bắc tông hay nam tông thì đều ghi nhận là có địa ngục trong kinh điển Đó. địa ngục trong kinh ấy, thì là một trong sáu cái cảnh giới luân hồi của chúng sinh theo phật giáo thì chúng sinh sau khi chết bỏ thân nhất là ở cõi người này sẽ đi vào trong lục đạo luân hồi có sáu cõi sáu cảnh giới sáu con đường à, cao nhất là cõi chư thiên thứ nữa là đến các cõi thần a tu la rồi thứ ba là đến cõi người chúng ta thứ tư là đến cõi súc sinh thứ năm là đến cõi ngã quỷ mình vẫn gọi là ma quỷ thứ sáu là cõi địa ngục hay cảnh giới địa ngục đấy là sáu cõi luân hồi gọi là lục đạo luân hồi của chúng sinh. thì một chúng sinh ấy, khi mà chết ở cái thân cõi này thì thần thức à, dân gian chúng ta thì gọi là linh hồn à, sẽ đi tái sinh vào trong một trong sáu cõi đó tùy theo cái duyên nghiệp của người đó. Đấy. Thì Phật giáo thì khẳng định cái điều đó, à, có sáu cõi luân hồi và chúng sinh khi rời bỏ một cái cõi nào đó có thể từ cõi trời bỏ thân cõi trời cũng đi vào một trong sáu nẻo này hoặc từ cõi thần hay từ cõi người hay từ cõi súc sinh kể cả từ cõi địa ngục khi hết kiếp ở địa ngục thì cũng tái sinh vào một trong sáu cõi này Nghe không? đó đấy cho nên là bỏ cái thân trước sinh vào thân sau thì thân sau sẽ nằm trong sáu cái cõi này Đấy chúng ta rất là rõ nha Thế thì à, chúng ta thấy trong kinh điển Đức Phật khẳng định là có sáu cõi luân hồi và địa ngục là một trong sáu cõi đó, à, là một trong sáu cõi đó. chứ Đức Phật không nói là có năm cõi, luân hồi có sáu cõi và địa ngục là một cõi. loài người chúng ta là một cõi một cảnh giới. À. Thầy nhớ có câu chuyện mà khi ngài Mục Kiều Liên ngài tu Đắc A La Hán rồi, có một hôm ngài từ trên núi ngài đi xuống ngài nhìn thấy một con ngạ quỷ, à, bụng rất là to, cổ nhỏ như cái kim, chân tay giống như cái sậy vậy đó, và người thân nó bốc cháy dữ dội, la hét, đi trong không trung này. Thế thì ngài một kiểu liên nhìn thấy cái chúng sinh này lần đầu tiên ngài nhìn thấy, mà ngài lúc ấy là gọi là la hán lục thông thôi, có sáu phép thần thông ngài nhìn thấy thì không thể sai được. Đó. Ngài nhìn đâu phải chỉ bằng con mắt thịt của mình đâu. Ngài nhìn cả bằng thiên nhãn. À, ngài thấy được một cái chúng sinh này. Ngài cũng chưa biết chúng sinh này là cái loại gì. Rất là ngạc nhiên, lần đầu tiên từ khi đắc đạo, Ngài thấy. Ngài về, Ngài mới bạch Đức Phật. Là con trên núi xuống, con nhìn thấy một cái chúng sinh như thế. La hét, chạy bay giữa hư không này. Khiếp quá! Trông khổ quá! Thì chúng sinh ấy là chúng sinh gì đấy? Thế Đức Phật mới nói là ta cũng đã từng nhìn thấy những chúng sinh như vậy. Đấy chính là các ngã quỷ đấy. Ta đã từng nhìn thấy, nhưng vì chưa có ai trên thế gian này thấy cái chúng sinh này, chưa có con người nào nhìn thấy, cho nên ta chưa tuyên bố, ta chưa nói ra. Này, người đã thấy rồi thì ta sẽ nói ra sự thật này. Để cho mọi người cùng biết, tức là Đức Phật nói là có Ngài một Kiều Liên chứng kiến, chứng minh, chính con cũng nhìn thấy như Đức Phật. Ở đây cho nên Thầy nói là ngay cái cõi ngã quỷ đó. Mình gọi là quỷ ma đấy. Mà còn như vậy đấy. Mà đâu có phải ai cũng thấy đâu. Chân ở trên đời này có phải ai cũng nhìn thấy quỷ thấy ma đâu. Mà không phải. Không ai cũng thấy. Thế chân nói, để bà nói là có nó không phải dễ. Phải dẫn câu chuyện này để chúng ta thấy. Đấy. Đức Phật đã nhìn thấy ngã quỷ rất nhiều. Nhưng mà Ngài chưa tuyên bố, Ngài chưa nói gì cả vì ngài biết là trong cái loài người này chưa có ai nhìn thấy ngã quỷ, đúng không? lúc đó, cho nên ngài chưa nói ngài nói là sợ người ta không tin người ta phỉ báng thì người ta có tội. đợi đến khi chính Ngài Mục Kiều Liên là đệ tử thần thông bậc nhất rồi nhìn thấy ngã quỷ rồi về bạch với Phật, đức Phật mới nói mà đúng rồi, ta đã từng thấy những cái chúng sinh như vậy, đấy chính là chúng ngã quỷ đấy. đấy thì đại chúng các con thấy thế nào? một cái câu chuyện như vậy thì huống hồ là cõi địa ngục cõi địa ngục nó còn vi tế hơn cả cái cõi ngã quỷ này wow. không phải là mắt thường mà chúng ta thấy được đó nhé trên chúng ta mới thấy là nó là cái việc rất là khó mà nói vào wow. cái này chúng ta phải theo lời dạy của bậc thánh và bậc thánh tối cao là đức phật để chúng ta tin yeah. thầy xin dẫn chứng trong kinh phật nói về cõi địa ngục cảnh giới địa ngục. Trong hệ thống kinh A Hàm của Phật giáo Bắc tông á, kinh A Hàm là kinh thuộc cái kinh nguyên thủy nhưng mà nó nó nằm trong cái Hán tạng thuộc Phật giáo Bắc tông. Thì cũng nói đến địa ngục trong kinh Trường A Hàm thì còn nói rõ đến địa ngục nằm ở đâu? Địa ngục nằm ở giữa núi Đại Kim Cương thứ nhất và núi Đại Kim Cương thứ hai xung quanh là biển lớn bao bọc. Trong cái luận à, lập thế A Tỳ Đàm thì chỉ rõ địa ngục ở ngoài núi thiết vi đó trong cái cấu tạo của thế giới này có núi thiết vi thưa đại chúng. Thế rồi đại địa ngục thì ở phía Nam Thiệm Bộ Châu, à, Nam Thiệm Bộ Châu. Trong luận Đại Tỳ bà Sa thì lại nêu rõ có cô địa ngục và biên địa ngục nằm ở khắp nơi, ở rất nhiều nơi. Và tất cả những chúng sinh ở trong địa ngục đều có thân tướng xấu xí, kỳ dị, tâm thức luôn bị đau khổ, bị hành hạ, tra tấn, bị đói khát và sợ hãi, vô cùng đau khổ. Đấy, trong các kinh, các luận của Phật giáo Bắc Tông cũng đều nói rất rõ về địa ngục. Phải không? Chúng ta thấy như trong kinh Địa Tạng, này, Đức Phật Ngài Bồ Tát Địa Tạng nói bao nhiêu cảnh giới địa ngục, chúng ta thấy không? Rất sợ. Và có những cái địa ngục là chỉ có a la la, a ba ba, a cha cha nghĩa là chúng sinh đấy chỉ có kêu la suốt ngày thôi. Vì tra tấn liên tục các các con ạ. Chúng ta thử vào bệnh viện mà mấy cái bệnh nhân họ bị đau đấy, họ chỉ kêu chỉ la thôi. Họ lúc ấy không còn tư duy suy nghĩ gì được, nó đau đớn quá. Những cái bệnh nhân ung thư mà giai đoạn cuối thì chúng ta thấy nó đau khủng khiếp, thầy đã nhìn thấy cái, cái cô này có bị ung thư gan mà cái bụng nó trướng lên rồi nó đau khủng khiếp chỉ có đau và đau thôi thưa đại chúng không còn tư duy lúc ấy bảo nghĩ ngợi cái gì được ấy. À, lúc ấy cho nghe một bản nhạc hay cũng không thấy hay cho xem một bộ phim hay cũng không xem được đại chúng thấy cũng có ăn một cái gì đặt vào lưỡi cũng không thấy ngon được nữa nó đau quá cái đau ấy nó thống lĩnh hết tất cả rồi cho nên những chúng sinh trong địa ngục là suốt ngày chỉ kêu la rên xiết thôi vì liên tục bị tra tấn không có được nghỉ ngơi, khổ vậy đấy. Trong kinh Địa Tạng dân thấy nói rất rõ, hầu hết các kinh điển Phật giáo Bắc tông trong kinh hầu hết nói đến địa ngục, đó. xác định cảnh giới địa ngục đó. Thế còn trong kinh điển Nguyên thủy, kinh tạng Pali thì kinh tạng Pali chúng ta biết có 5 bộ là kinh Trường bộ, Trung bộ, Tăng chi bộ, Tương ương bộ và Tiểu bộ. Trong năm cái bộ kinh này thì có 3 bộ kinh đều nói đến địa ngục. Đó là kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi và kinh Tiểu Bộ đều nói đến địa ngục hết. Ừ. Thầy xin trích trong kinh Trung Bộ à, có một bài kinh tên là Kinh Thiên Sứ số 130 nói rõ về cảnh giới địa ngục. Nhé. Tại chúng cùng nghe xem Đức Phật trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy về địa ngục thế nào. Để, thế mà có những cái vị sư cũng là có học hàm học vị đấy này nói là không có địa ngục nói là kinh nguyên thủy không nói đến địa ngục cái đó rất là sai lầm cho nên bất kỳ một vị sư nào đệ tử phật mà nói là không có địa ngục là rất sai với kinh điển à, rất sai với kinh điển bây giờ thầy xin trích dẫn trong kinh à, trung bộ bài kinh thiên sứ nói thế này một thời đức thế tôn ở xá vệ tại kỳ viên nơi tinh xá ông cấp cô độc ở đấy đức thế tôn gọi các tỳ kheo và bảo này các tỳ kheo các tỳ kheo nói thưa vâng bạch thế tôn đức thế tôn nói như sau này các tỳ kheo ví như có hai nhà có cửa ở đây một người có mắt đứng chính giữa có thể thấy những người đi vào nhà đi ra khỏi nhà đi qua và đi lại có hai cái nhà có cửa ở đây mà có một người có mắt đứng ở chính giữa có thể thấy những người đi vào nhà và đi ra khỏi nhà, đi qua đi lại. Nghe không? Có hai cái ngôi nhà có cửa thì cái người đứng ở giữa ta nhìn thấy hai cái ngôi nhà này có người đi ra đi vào như nào. Cũng vậy này các tỳ kheo, ta với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, thấy các chúng sinh hữu tình chết đi sinh lại hạ liệt cao sang đẹp đẽ xấu xí thiện thú ác thú tùy theo hạnh nghiệp của họ. Đấy Đức Phật nói, ta đấy với cái thiên nhãn thanh tịnh và siêu nhân. Thanh tịnh tức là rất trong sạch, siêu nhân là nó vượt quá loài người. Loài người không thể không thể biết được, không thể hiểu được. Nó siêu vượt vượt lên hơn khả năng của con người. Đấy cái mắt của Đức Phật gọi là thiên nhãn siêu nhân. Ở ngoài đời hay có cái, cái cái câu chuyện về những siêu nhân trẻ con rất là thích đấy mà siêu nhân tức là loài người chúng ta không thể làm được nó vượt qua cái loài người chúng ta cái sức của loài người thanh tịnh siêu nhân đức phật thấy sao thấy các chúng sinh hiếu tình chết đi rồi lại sinh lại chết đi ở cõi này tái sinh lại ở cõi khác đấy gọi sinh lại hạ liệt hay là cao sang hạ liệt tức là thấp kém hay là cao quý đẹp đẽ hay là xấu xí sinh ra ở cái, cái kiếp sau đó, đẹp hay là xấu ở thiện thú hay là ác thú ở cái cõi lành cõi thiện ví dụ như cõi người hay cõi chư thiên là cõi thiện ác thú như là súc sinh ngã quỷ địa ngục gọi là ác thú tùy theo hạnh nghiệp của họ ngài thấy rõ là tùy theo hạnh nghiệp của họ tức là tùy theo cái nghiệp họ đã tạo trước đó Đó và đức thế tôn nói các bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành khẩu thiện hành ý thiện hành không công kích các bậc thánh có chính kiến thọ trì nghiệp phù hợp với chính kiến các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú ở đây ngài nói là ngài thấy các chúng hữu tình này do thành tựu được thân thiện hành khẩu thiện hành ý thiện hành tức là thân khẩu và ý thiện lành thành tựu được những cái nghiệp thiện ở thân khẩu và ý thân thiện tức là gì thân này không sát sinh không trộm cắp, không tà dâm, miệng thiện là gì? không dối láo, không hai lưỡi, không theo dệt và không ác khẩu. ý là gì? ý không tham sân si. À, đấy, đấy là thành tựu những cái người này thành tựu được thân khẩu ý thiện, thiện hành thì sao? và lại đặc biệt là những người này họ không công kích các bậc thánh, à, đối với các bậc thánh. ở đây thì thầy nói đại chúng chúng ta chưa biết ai là bậc thánh à. nhất là ở đây thầy nói những người tu hành chúng ta tuyệt đối không xúc phạm không vu khống không bôi nhọ chúng ta chưa biết à? đó, thế thì nếu mà chúng ta xúc phạm công kích phải bậc thánh thì chúng ta quả báo nặng lắm đấy đó. cho nên ở đây đức phật nói những cái vị này à, thân khẩu của họ thiện hành họ không công kích các bậc thánh họ có chính kiến sống có chính kiến và họ trì nghiệp phù hợp với chính kiến từ cái chính kiến tức là cái hiểu biết đúng đó gọi là chính kiến thì họ làm các việc nó đúng đắn nghe không? có trí tuệ đúng đắn hiểu biết đúng đắn thì việc làm của họ căn cứ theo chính kiến cho nên nó đúng đắn Đó. gọi là là thọ trì nghiệp phù hợp với chính kiến thì các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú tất cả những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung ở cõi này thì sẽ được sinh vào thiện thú tức vào những chỗ tốt lành những cõi tốt đẹp ở thiên giới ở đời này à, ngay trong đời này được có thể sinh làm người hoặc sinh lên cõi trời. Hay các vị hữu tình này do thành tựu thân thiện hành khẩu thiện hành ý thiện hành không công kích các bậc thánh có chính kiến thọ trì nghiệp phù hợp với chính kiến các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh ra ở giữa loài người Thế được sinh tái sinh trở lại làm người. đấy đại chúng thấy không? Ừ, phải tái sinh trở lại làm người. đấy từ cõi người cõi trời là gọi là thiện thú rồi đức Phật dạy tiếp, còn các hiếu tình do thành tiểu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sinh vào cõi ngã quỷ hay các hiếu tình này có thể bị sinh vào loại bàng sinh tức là súc sinh hoặc là sinh vào cõi dữ ác thú đọa xứ và địa ngục đấy nếu người nào thành tựu thân ác hành khẩu ác hành ý ác hành tùy theo mức độ nặng nhẹ mà đọa sinh vào các ác thú như là ngã quỷ như là súc sinh và địa ngục đấy ở à đây đức phật nhắc đến địa ngục này Đó. này các tỳ kheo các người coi giữ địa ngục sau khi bắt giữ người ấy với nhiều cánh tay Dẫn người ấy đến trước vua Diêm Ma và thưa Đấy thì Chính trong kinh nguyên thủy Đức Phật nói đến Cõi địa ngục Và khi cái người đấy Mệnh trung Thần thức thoát thân Thì sao Thì các cái người mà coi giữ ở địa ngục đấy Bắt giữ cái người đấy không? Với nhiều cánh tay Đấy chứ không phải không có à, Và dẫn người ấy đến trước vua Diêm Ma Ở đây nên là Diêm Ma Tức là mình gọi là Vua Diêm Vương đấy, Nghe? Bên Hán gọi là Chữ Hán gọi là Vua Diêm Vương à, Mình gọi là Vua Diêm Vương Thì ở đây là Diêm Ma Và thưa với Vua Diêm Ma rằng Là gì? Tâu Đại Vương Người này không có từ tâm Không xứng làm sa môn Không xứng làm bà la môn Không kính trọng các vị lớn tuổi Trong gia đình Đại Vương hãy trừng phạt nó Đó Đã. Mang xuống trước điện Diêm Vương à, chỉnh với Diêm Vương người này không có từ tâm, không? Đấy, rồi không có xứng đáng là Sa môn hay Bà La môn không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình tức là không có đạo đức, không có tôn ti gì cả Đại Vương hãy trừng phạt nó lúc đó Vua Diêm Ma chất vấn người tội và sau đó những tội nhân này bị hành hình Đức Phật nói rất rõ Nghe không? bị hành hình tra khảo hành hình cho vạc dầu sôi bắt leo cột đồng cháy hay là kéo lưỡi ra cho trâu cày hay là mổ bụng móc ruột hay gan hoặc là dùng cái xiên mà xiên vào, cho vào à, lửa nướng đây là chúng thấy các cái à, quẳng vào vạc dầu sôi tất cả các cái hình ngục xe tấn hoặc cho vào gọi là xe bay xe chém xe dao có những cái gọi trong địa ngục tả có những cái những cái, cái vòng xoáy nó xoáy từ bằng dao nó xoáy từ trên xuống nó xoáy vào đỉnh đầu nó xoáy xuống dưới dưới tận hậu môn nó chui ra nát hết thân thể trong địa ngục là như vậy đấy ừ. rồi đức phật kể tiếp các cảnh giới địa ngục như đại phấn nị địa ngục ở địa ngục này tội nhân bị cắt ra thịt và gân xương ra vân vân đại châm thọ lâm địa ngục ở địa ngục này tội nhân bị leo lên cây gai nhọn cháy đỏ rực Đại kiếm diệp lâm địa ngục, ở địa ngục này tội nhân bị các lá cây lay động, cắt đứt tay chân, mắt mũi, thân thể. Cái lá cây nó như con dao, nó lay động, nó cắt đứt hết. Đại khôi hà địa ngục, ở địa ngục này tội nhân bị trôi thuận và ngược theo dòng nước, và vân vân rất nhiều địa ngục. Sau khi kể rõ hình phạt nơi các địa ngục trên, Đức Phật nói thêm, Này các tỳ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn, hay một bà la môn nào khác nhưng điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi chỉ được ta thấy mà thôi chỉ được ta hiểu mà thôi. Đấy chúng ta thấy không? Ừ. vì ngay thời đức Phật cũng rất nhiều tỳ kheo cũng như chúng ta thôi đâu có biết địa ngục là cái gì ngã quỷ còn chẳng thấy nổi nữa huống hồ địa ngục Nghe không? các ngài chưa chứng đạo chưa thể thấy được bao giờ chứng đạt là hán thì mới thấy được có lục thông mới thấy được. Ừ. Như Ngài Mục Kiều Liên ấy, có lục thông rồi nhìn hết trên trời, dưới đất, tìm mãi, cuối cùng phát hiện ra mẹ mình đọa và làm ngã quỷ. Đấy, đại chúng theo ừ. Ngài có lục thông, Ngài mới thấy. Thế cho nên Đức Phật nói là cái điều này này không phải là ta nghe từ ai nói đâu, không phải ta nghe từ một cái ông bà la môn nào ông nói lại hay một vị sa môn nào nói lại cho ta hay là một ai ở trong đời này nói cho ta không phải mà cái điều này là chính ta thấy ta biết mà thôi và ta hiểu mà thôi đức phật biết rõ đấy nhá thế trong kinh nguyên thủy kinh tạng bali đấy mà đức phật khẳng định rõ cái địa ngục là như vậy khi ai mà hành ác nghiệp thân khẩu ý thì vào địa ngục đó Nghe không? Thế trong kinh pháp cú có bài kể nói đến địa ngục như này nhiều, nhiều người khoác cả xa ác hạnh không nhiếp phục người ác do ác hạnh phải sinh cõi địa ngục nhiều người khoác cà sa ở đây nói những vị xuất gia tu sĩ đấy ừ. mà ác hạnh không nhiếp phục không có điều phục cái tâm bất thiện của mình cái tâm ác của mình người ác do ác hạnh phải sinh cõi địa ngục khi bỏ thân này dẫu là mặc áo cà sa mà không tu dưỡng thì cũng đọa địa ngục vậy đấy thực hành ác hạnh cũng phải đọa bốn nạn chờ đợi người phóng giật theo vợ người mắc họa ngủ không yên bị chê là thứ ba đọa địa ngục là thứ bốn À, ở đây Đức Phật dạy cái người phóng giật theo vợ người, cái người ngoại tình đó cũng mắc vào cái, cái họa và cuối cùng là đọa địa ngục. Đó là bốn nạn chờ đợi người phóng giật theo vợ người. Cái người nào phóng giật buông lung và bỏ vợ nhà đi theo vợ người. đấy Thì sao? Thì mắc họa là một, ngủ không yên là hai, bị chê bai là thứ ba và chết đọa địa ngục là thứ bốn. Đấy, cái người ở đời là như vậy đấy. Nếu mà một cái tội đấy thôi, cái tội ngoại tình đấy thôi mà còn chết còn vào địa ngục đấy rồi sao nữa đức phật dạy tiếp là như cỏ xa vụng nắm tất bị họa đứt tay hành sa môn tà vậy tất bị đọa địa ngục vào cái cây cỏ xa nó rất là sắc cái lá cỏ nó rất sắc ở trong rừng nhà mình đấy như thế có những cái cây, cây cỏ mà mình đụng vào nó như lưỡi cưa luôn đứt tay đứt chân rất là đau Đó. thế thì ạ, cái người mà không biết nắm cái cây cỏ này là rất dễ bị đứt tay thì đức phật dạy hạnh sa môn mà tà vậy xuất ra làm sa môn mà tà vậy không có chính kiến không có chính hạnh không tu tập thì chết đọa địa ngục Đó. đức phật toán địa ngục Rồi trong kinh đức phật còn dạy thế này nếu lấy dao gậy hại người toàn thiện toàn nhân một người nào mà lấy dao lấy gậy chẳng phải chỉ dao gậy đâu vâng tay đánh chân đá vâng vâng vân. Ác hại Với một người toàn thiện Một bậc toàn nhân Thì lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ Trong 10 điều này Cái người mà ác với người toàn thiện Ác với một con người toàn thiện Một con người lành thiện thật sự Ở đây thầy nói là ác với cái người chân tu thôi Thì người ấy phải thọ lấy đau khổ Trong 10 cái điều này Ngay lập tức phải thọ đấy Thứ nhất là thống khổ về tiền tài bị tiêu mất Tiền tài, tài sản sẽ bị tiêu tán thứ hai thân thể bị bại hoại thứ ba là bị trọng bệnh bức bách đấy bị lâm trọng bệnh bức bách thứ tư là bị tán loạn tâm ý tâm ý nó cứ rối loạn lên không thể kìm được bất an vô cùng thứ năm là bị vua quan bức hại người đó hoặc mắc vào cái tội của vua quan đấy cứ thử đến mà ác hại một vị sư mà chân tu xem lập tức là sẽ mắc vào nạn vua quan luôn ừ. đấy, chúng thấy câu chuyện ở chùa mình đó đấy như là là cậu khá bảnh ấy cái cậu phúc xo đấy tuyên bố xuống đây là cho người xuống đây để bắt cô yến rồi để mà hại chùa vừa tuyên bố xong thì bị nhà nước túm luôn công an bắt luôn đấy đại chúng thấy không đấy, bị vua quan bức hại ngay ừ. thứ nữa là bị vu và trọng tội rồi tiếp theo là bị quyến thuộc ly tán gia đình tan nát cho nên, nên sư vụ mới nói, là, thầy mới nói là tất cả những ai ác hại chùa chúng ta trong thời gian vừa rồi, thế nào cũng bị quả báo, không sớm thì muộn, gia đình đấy có khi bị ly tán luôn. Đấy, rồi sau nữa bị tài sản tan nát, tài sản bị tan nát hết, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt và sau khi chết đọa vào địa ngục. Đấy là 10 điều. Một người ác hại cái bậc toàn thiện, cái bậc chân chính tu hành, cái bậc mà toàn nhân ấy. quả báo nặng lắm thưa đại chúng ác hại ai ác hại cái người có đức là mình chết có đức là chết luôn rất nguy hiểm đó và đoạn địa ngục đấy cuối cùng lại còn đoạn địa ngục hiện đời bị những cái quả báo như vậy gia đình tan nát tài sản tiêu tốn thân sinh bệnh tật à. rồi bị tâm tâm ý thì rối loạn bị vua quan bức hại hay là bị vu vào trọng tội quyến thuộc thì chia lìa ly tán bao nhiêu cái khổ nó đến chân chớ hại ai hại cái bậc thiện lương bậc chân tu là rất nguy hiểm rất nguy hiểm đó nha thế thì như vậy để chúng ta thấy là gì kinh điển của đức phật dù là bắc tông hay nam tông đều nói đến địa ngục không những là mô tả cảnh giới địa ngục như thế nào mà còn nói rõ địa ngục ở những chỗ nào à, chứ không phải không nghe không? chứ không phải chỉ nói là chung chung đâu trong tâm tưởng đâu nghe không? thế thì bây giờ thầy xin phân tích thêm về mấy cái điều mà bạn này bạn ấy thắc mắc bạn nói là có người nói là có tài liệu nói là địa ngục có 18 tầng à, thì thực ra thì nó không hẳn hoàn toàn như thế nhưng mà cái muốn gọi là 18 tầng cũng được cách phân chia thế nào cũng được nghe không? Đó, thế nào cũng được nhé. Đấy, thế thì ở đây 18 tầng Nó là xuất xứ từ cái chỗ Một con người ta Chúng sinh thì có 6 căn Đối với ngoài là 6 trần Và phát sinh ra 6 thức Ba cái 6 này cộng vào cũng thành 18 Đấy, Thế cho nên gọi là Có 18 địa ngục Hoặc là có 6 cái thức 6 cái thức nhận biết à, Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, thức Nghe không? Đấy, 6 cái thức này Nhân với ba thời thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai thành ra 18 thì cũng gọi là 18 tầng địa ngục. Yeah. Ở đây tại sao? Ví dụ Thầy nói, ví dụ như là um, ý thức của chúng ta chẳng hạn. Thầy nói trong sáu cái thức thì ý thức chẳng hạn nhé. Ý thức có thể chúng ta nghĩ về quá khứ, một cái quá khứ đau khổ thì mình cũng đau khổ, cũng buồn. Ý thức đối diện trong hiện tại, chúng ta gặp cảnh khổ, chúng ta cũng thấy khổ. Ý thức nghĩ về tương lai, nghĩ thấy một cái tương lai mù mịt, vào đầy bất chắc mình cũng thấy khổ đấy cho nên là khổ ngay cả trong quá khứ hiện tại và tương lai à, người ta gọi là khổ thế cho nên nhân với ba sáu cái thức này nhân ba thành 18 tám à, thì phân ra là 18 tầng địa ngục thầy tạm lý giải như vậy để cho bạn này hiểu tại sao lại nói là có 18 tầng địa ngục nhưng sự thực thì thực sự có rất nhiều địa ngục như phân tầng thì có thể phân làm 18 tầng tòa nhà có thể cao 18 tầng nhưng trong 18 tầng này có hàng ngàn các cái phòng và hàng, hàng ngàn các cái, cái, ngăn khác nhau tầng thì gọi là có 18 nhưng mà phòng mấy ốc thì hàng ngàn hàng vạn cũng được Đại chúng hiểu chỗ này chưa Đấy, có rất nhiều địa ngục nhưng mà thôi gọi là có 18 tầng cũng được là phân chia theo kiểu như vậy đó thưa giờ bạn nói là có những quan điểm nói là người đã chết rồi á, thì không còn thân xác thịt này nữa phải không? thì làm gì có địa ngục thật chỉ là địa ngục tâm thôi, không có địa ngục thật thiếu hình. À, đó, thế thì thưa đại chúng cái quan điểm này là quan điểm sai. Một vị sư nào hay một ai mà nói rằng chết rồi không có thân cái đó là sai. Là không có cái thân xác vật chất thô này thôi thưa đại chúng. Chúng ta sống ở trên cái cõi đời này này, dương gian này, chúng ta mang cái thân này gọi là vật chất thô. Nhá. Nó có các tế bào, phân tử, nguyên tử thô mà mắt chúng ta có thể thấy. Nghe không? gọi là sắc chất nhưng mà là thô chứ chưa phải tế nhưng khi chúng ta chút bỏ cái sắc chất thô này thần thức của chúng ta nó vẫn có cái sắc chất nhưng mà sắc chất vi tế và mắt của chúng ta không nhìn thấy Đấy. Tại chúng thấy như là sóng điện trường, sóng từ trường của điện thoại, của TV đó, nó cũng là một cái loại sắc chất, nhưng nó rất vi tế. Mắt mình không thể thấy được, các cái thiết bị khác nó mới đo được nó mới cảm nhận được đấy là một loại sắc chất đấy thưa đại chúng một loại vật chất vi tế cho nên thân của cái người chết họ có Nhớ như trong kinh điển nói ví dụ thân trung ấm của một người lớn thì nó giống như hình dáng một đứa trẻ 7 tuổi nào nó có đấy thế hay là thân của ngạ quỷ nó cũng là cái thân rất vi tế như mắt của ngài mục kiều liên như ngài nhìn thấy chúng ta có nhìn thấy đâu thân của chư thiên cực kỳ vi tế đại chúng. Trong kinh nói là thân của chư thiên ấy mắt người thường không nhìn thấy, chỉ khi nào có bậc đại giác ra đời xuất hiện và, và ở gần với bậc đại giác tức là đức Phật chẳng hạn thì loài người mới có thể thấy được thân chư thiên thôi. Nó mới nhờ cái ánh hào quang của Phật nó mới lộ cái thân hiện ra cái thân chư thiên cho chúng ta thấy. Đó, chứ còn bình thường chư thiên người ta có xuống đây mình cũng không nhìn thấy. Thân của họ rất vi tế. Đại chúng hiểu không nào? cho nên cái quan điểm nói rằng chết rồi không còn thân là sai là không còn cái thân xác vật chất thô ở cái, cái tứ đại thô này thôi cái này gọi là tứ đại thô còn nó có tứ đại tế vi tế cấu tạo rất vi tế là có cái thân đấy cho nên trong kinh đức phật mới nói là thân thể của những người trong địa ngục rất là xấu xí và thân của họ chật cả một địa ngục một người mà lọt vào cái địa ngục này thì thân của mình thấy choán hết cái địa ngục đó đại chúng hiểu không ví dụ thầy lấy ví dụ cái địa ngục bằng cái, cái chính điện của chùa chúng ta một người rơi vào đây thì cái thân của người đấy choán hết cái địa ngục đấy mà trong địa ngục này một trăm người thì cũng một trăm người đều thấy mình choán hết cái địa ngục này nằm hết luôn đó nó lạ như vậy đấy mà không chướng ngại nhau vẫn một trăm người ở trong đấy mà không chướng ngại nhau vì chúng ta thấy như cái sóng điện trường ở trong cái, cái gian tránh điện này có hàng trăm cái thứ sóng của các cái loại mạng ở đây này có chướng nhau đâu phải không? nó cũng lấp đầy hết cả cái sóng này là sóng wifi sóng mobile sóng viettel sóng tv có hết ở đây mà có phải cái nào chướng nhau đâu cũng đầy hết cái phòng này đấy đấy nhà để chúng ta mới thấy rất là rõ kinh phật đức phật nói rất rõ chúng sinh vào trong địa ngục tự thân mình choán đầy địa ngục mà không chướng ngại tại sao thân lại phải choán đầy địa ngục vì thân phải to như vậy thì mới tra tấn được nhiều đúng không bây giờ thân mình bé bé thế này thì chỉ một cái mũi dao là, là đâm là hết chật mất thân rồi nhưng mà thân mình to bằng cái nhà này, này thì phải một nghìn mũi dao mới đâm được mình càng đau đau một cổ một nghìn mũi dao tại chúng thấy không cũng giống như người mà bị kiến cắn ấy. cái người mà bé thì chỉ mấy trăm con kiến nó bâu vào thôi còn người to thì phải mấy nghìn con thế thì người to sẽ phải bị đau nhiều hơn tại chúng thấy không vì mấy nghìn con nó bâu vào người mình bé tí thì chỉ mấy chỉ mấy trăm con thôi đấy thế thì cho nên cái người vào địa ngục bị tra tấn đau khổ trên thân phải to ra như vậy nở ra như vậy đấy thưa đại chúng đó cho nên nói rằng chết rồi không có thân đấy là cái mắt của phàm phu chúng ta chết rồi là mất cái thân tứ đại thô này thôi còn tứ đại vi tế nó vẫn còn chỉ đến khi nào người đó sinh về cõi trời vô sắc thì mới gọi là không có cái thân đó. đến cõi trời vô sắc ấy, nhá, chúng ta ở cõi dục giới cõi sắc giới và đến cõi vô sắc giới thì mới gọi là không có thân. Lúc ấy hoàn toàn họ sống bằng tư tưởng, chứ còn đã còn trong cõi dục này là có thân hết, địa ngục vẫn nằm trong cõi dục. đấy nhé chúng rất rõ cái chỗ này cho thầy, cho nên cái quan điểm nói là chết rồi không còn thân xác thì địa ngục nó không có đâu, nó chỉ là cõi tâm không phải, nhá. Thế còn cái việc ở thế gian này, người đời chúng ta nói rằng khi mà tâm mình khổ đau phiền não đấy là địa ngục thì đấy là quan niệm của thế gian ta muốn gọi thế nào cũng được. Nghe không? Hay người ta gọi cái nhà tù ở, ở Trần Gian này là địa ngục Trần Gian cũng được. Cái đấy là quan niệm của người đời. Còn ở đây Thầy nói quan điểm và cái thấy biết của Phật giáo nó rõ ràng. Còn người đời thì có thể gọi như thế. Lúc sướng quá ở đấy nó đang ở thiên đường đấy. Nghe không? còn lúc nó đang phiền não đau khổ thất tình hả? chán đời và đấy nó đang trong địa ngục đấy thì cái đấy là chuyện quan niệm của người trần gian còn trong phật giáo là phải thấy thực thấy đúng hả? thế thì kinh thưa đại chúng để mà lý giải cho bạn này cho nó hiểu thì thứ nhất chúng ta tin rằng kinh điển đức phật nói đức phật thấy ngài nói nên sự thật nhưng trong phật giáo chúng ta có hai cái sự thật nghe không ở đây thầy nói để đại chúng nắm được có hai cái sự thật một là sự thật tuyệt đối hai là sự thật tương đối Nha? sự thật mà có hai cái đức phật dạy chúng ta cũng thế có lúc ngài nói ở cái sự thật tương đối có lúc ngài nói ở sự thật tuyệt đối à. Nhưng mà đạo phật là thấy toàn diện thưa đại chúng đạo phật là thấy được toàn diện cái thấy của phật giáo là thấy toàn diện thấy về mặt triết học gọi là gì thấy được cả bản thể bản chất lẫn hiện tượng thấy được cả nội dung lẫn hình thức à, thấy được hết thế còn trong phật giáo thì gọi là gì à, phật giáo thấy được chân đế và tục đế thấy được cái sự và cái lý thấy được cái tánh và cái tướng à, ấy, trong phật giáo gọi là chân và tục sự và lý tánh và tướng thấy như vậy đấy cái thấy của phật giáo là thấy toàn diện như vậy chứ không phải chỉ thấy một mặt người đời phàm phu chúng ta chỉ thấy một một cái phương diện thôi, còn trong Phật giáo là thấy toàn diện, à, sự lý tánh tướng là phải viên dung thấy hết, đó, Nhá. Thế cho nên ở đây thì thầy nói một chút về cái 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 triết lý của Phật giáo thấy rõ. Phật giáo thì khẳng định rằng nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp mà là duy thức biến, tất cả do tâm tạo mà muôn pháp có mặt ở đời này là do thức của chúng ta nó biến ra, Nhờ? Thế nó mới là khó đấy. Ngay cái thân thịt này, tứ đại thô này cũng là là thức của chúng ta, nghiệp thức chúng ta nó biến ra. Cái thế giới này vạn hữu này cũng do nghiệp thức biến ra. Đấy, đại chúng thấy không? Núi sông mà trời trắng mây gió đều là nghiệp thức của chúng sinh biến ra. Ừ mà thức thì lại gốc là tâm cho nên nó nói là vạn pháp nhất thiết duy tâm tạo là vậy đấy nó khó chỗ này đấy có một bài kệ của một vị thiền sư là ngài từ đạo hạnh rất là hay ngài nói thế này tác hữu trần sa hữu mà tác hữu trần sa hữu vi không nhất thiết không hữu không như thủy nguyệt vật trước hữu không không à yeah. tác hữu hữu đấy trần sa hữu nghĩa là nếu mà bảo là có đó thì có tự hạt cát từ mảy may à, nếu đã nói là có thì cái gì cũng có tôi đại chúng có thì cái gì tác hữu trần sa hữu hữu là có nếu bảo rằng có nếu cho là có thì cái gì cũng có sợi tơ sợi tóc hạt bụi cho đến nguyên tử phân tử Bây giờ khoa học nó khám phá ra rất nhiều cái còn dưới cả nguyên tử dưới cả điện tử dưới cả neutron đó, đó. nhỏ như thế vẫn là có không phải không có và thiên đường có địa ngục có muôn loài có xem cái bộ phim về biển ấy trông thấy vô số các loài đủ các hình dạng không thể tưởng tượng được trong kinh thập thiện đức phật dạy tại sao chúng sinh lại lắm hình lắm dáng thế nó là do nghiệp thức của chúng sinh biến ra do nghiệp khác nhau hành nghiệp của mỗi chúng sinh khác nhau mỗi loài khác nhau chân sinh ra các hình tướng khác nhau đấy ở đây ấy, thầy chỉ cần nói đại chúng nhìn đến trong cái bộ phim mà, mà hại xạ ở à dưới biển đấy thấy nó vô số các loài không tưởng tượng nổi đủ các hình thù kỳ quái kỳ lạ có những cái con vật mà cũng lần đầu tiên trong đời thầy mới nhìn thấy Ừ, nó rất lạ kỳ còn trên rừng nữa không biết bao nhiêu nó nhiều lắm Đấy. là do nghiệp thức khác nhau nó biến ra cho nên đã có là có tự mảy may từ cái hạt bụi cho đến rất nhỏ cái gì cũng có mà vi không nhất thiết không mà đã bảo là không á, thì không có cái gì cả cả thế giới này cũng không Đấy. to như trái núi người ta cũng là thấy không Và như mặt trời mặt trăng cũng là không cái chỗ không này rất là khó đấy thưa đại chúng đại chúng phải học ở cái mức độ sâu nữa mới thấy được cái không này ừ. từ ngày nói giao hữu hay không giống như thủy nguyệt như bóng trăng ở dưới lòng sông ấy. bóng trăng ở dưới đáy nước ở lòng sông ấy, bảo là có cũng không được bảo là không cũng không được phải không bảo là có thì bảo lấy lên đây thò tay xuống lấy cho tôi cái, cái trăng ở dưới đáy nước lên đây không lấy được nhưng bảo là không thì cái gì kia nó sáng lấp lánh ở dưới nước kia Đại chúng thấy không? <laughs> đấy. À, bảo có không không được, mà bảo không không được. Hay ở đây Thầy lấy ví dụ luôn để lại chúng tư duy một chút này. Ví dụ, chúng ta ai cũng nằm mộng cả rồi, ai cũng nằm mơ, à, ai cũng ngủ mơ cả rồi đấy. Trong đây tầng này con người không ai là chưa từng mơ. Bây giờ hỏi giấc mơ là có hay không? Nghe không? Bảo giấc mơ là có, có thì đâu? Mang nó ra đây, không mang được ai lấy được giấc mơ cho mọi người cả chẳng ai đem được một cái gì trong giấc mơ trong giấc mơ đấy tôi nào ăn ăn đủ thứ hải sản sơn hào hải vị và hay chúng tôi được đi du lịch những cảnh đẹp lắm những cảnh như đâu hết thôi mang ra không được nữa bảo là có thì không không làm sao mà chứng minh nào nó có bằng cách nào được cả nhưng bảo là không có giấc mơ thì tại sao tôi lại mơ hả bảo không có giấc mơ là không có thế không có tại sao tôi lại mơ và tại sao tôi lại nhớ tôi lại kể được hết tôi mơ như thế nào Tôi gặp ai trong mơ? Nếu mà nó không có làm sao tôi nhớ, làm sao tôi kể? Đúng không này chúng? Thế <laughs> cho nên ngay cái giấc mơ của chúng ta hàng ngày này bảo nó có hay nó không là cái vấn đề rất là khó. Thấy không? Nói có cũng không được, mà bảo không cũng không phải. Có những cái tình trạng mà chúng ta nói có không không được, mà nói không cũng không xong là như vậy đấy. Đó, đó nhé! thế còn chúng ta thấy đấy phật giáo là giải quyết được thấu đáo những vấn đề như vậy đức phật thì thấy, dạy rằng tất cả chúng sinh nhìn nhận và thấy thế giới này đều thông qua lăng kính nghiệp của mình chúng ta thấy thế giới này như thế nào là hoàn toàn theo cái lăng kính nghiệp của mình cũng giống như thầy nói ví dụ mình mà đeo cái kính đen thì thấy cả thế giới này tối đen mình đeo kính hồng thì thấy cả thế giới này có cái màu hồng đấy đấy gọi là cái kính chúng ta đeo hàng ngày đấy thôi theo còn, còn cái kính nghiệp ấy cái lăng kính nghiệp đấy thì nó làm cho chúng ta thấy thế giới khác nhau mỗi loài thấy thế giới khác nhau theo nghiệp của loài mình thầy lấy ví dụ như là nước chẳng hạn loài người gọi là nước nhé thì con cá nó không nghĩ là nước đâu loài người nghĩ là nước là để dùng để uống này tắm rửa giặt rũ này và cũng có thể là để bơi bơi lặn con cá thì nó không nghĩ là nước mà nó nghĩ đấy là cái hơi thở của nó phải không là cái môi trường sống của nó chứ nó sống ở trong cái nước nó ra khỏi nước nó chết mình thì phải là không khí mới là hơi thở còn con cá nước là hơi thở của nó có phải không đấy thế rồi cái loài ngã quỷ họ nhìn nước lại tất cả đều là một, một than hồng hết là một, một giống như là một cái dòng than hồng ấy, hay là một thỏi than hồng vậy đó. Nhìn thấy nước là rực lửa luôn. Đấy là một dòng sông lửa, một dòng sông đang nóng như than cháy vậy đó. Đấy là ngã quỷ, thấy nước thì lại là than hồng. Vậy chư thiên người ta nhìn thấy nước thì lại là ngọc bích. Chư thiên người ta nhìn thấy nước là ngọc bích hết đấy, thưa đại chúng. Đó đại chúng thấy không? À, khác nhau. À, cũng là một cái chất ấy nhưng mà do nghiệp của mỗi loài khác nhau thì lại thấy khác nhau đấy. thầy lấy nó hơi thô một chút ví dụ như bãi phân chẳng hạn loài người chúng ta là bãi phân thì rất là bẩn không ai muốn gần không ai muốn cầm không ai muốn chạm vào nó cả bịt mũi đi qua không? nhưng mà sao con bò hung con giòi thì nó thích thú vô cùng đấy là nhà của nó đấy là thức ăn của nó đấy là tất cả những cái gì gần như là thi vị nhất của đời nó rồi nó ra vào trong đấy đại chúng nhìn thấy những con giòi bọ chưa nó chạy ra chạy vào nó tung tăng ở trong cái đống phân ấy. thích lắm sư phụ đã nhìn những cái đó ở trong rừng nhìn thấy à. nhưng bãi phân trâu con giỏi nó bỏ nó chui ra chui vào hớn hở ở trong đấy vui lắm nhưng mà loài người mình thấy rất sợ phải wow. không đấy. hay con chó nó nhìn thấy bãi phân này là cũng là thức ăn của nó, nó rất thích thú hấp dẫn đấy các bạn như vậy chỉ một cái thôi mà chúng ta thấy nghiệp khác nhau thì đã thấy nó khác nhau rồi Nghe không? Rồi Thầy lấy thêm ví dụ, ví dụ như là trong mắt con ruồi nó thấy thế giới này khác, trong mắt con kiến nó thấy thế giới này khác, trong mắt con cua nó thấy thế giới này khác. À, cấu tạo mắt của nó khác nhau, nó thấy thế giới này khác. Trong mắt của loài người thấy thế giới này là như thế này. Bây giờ Thầy nói tất cả nhân loại chúng ta đều thay mắt hết. Con mắt của mình nó không phải là hình cầu như thế này nữa. Ví dụ nó là hình lục lăng hay hình tam giác chẳng hạn. Nó không phải cấu tạo những cái sợi dây thần kinh như thế này mà nó lại những hình que, hình kiếc gì đấy chẳng hạn. Thì lập tức chúng ta sẽ nhìn thấy thế giới này khác hoàn toàn. Đại chúng thấy không? Không phải thấy cái cột này nó giống như thế này đâu. Mà khi chúng ta nhìn thấy cột, có khi nó lại ngoằn ngoèo như con run chẳng hạn. À, nó không thấy như thế nữa. Đại chúng thử lấy tay, ấn vào mắt mình xem mọi cái nó biến đổi ngay. Nếu tất cả mắt mọi người đều, nhân loại này mắt đều bị méo hình số 8 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ nhìn thế giới này nó đảo ngược có khi là nhìn thấy mọi người cứ đi trồng đầu xuống. Đó. phải không? Đấy, thế thì chúng ta mới thấy có phải do nghiệp của mình không? nghiệp của chúng ta khiến chúng ta thấy thế giới này nó như vậy theo nghiệp của loài mình thôi đó. đại chúng rõ chỗ này không? Đấy nhá từ cái hôm nay thầy nói để đại chúng mới hiểu được à cho nên chúng ta thấy thế giới này là theo nghiệp của mình. Đó. cái người mà tâm lúc nào cũng phiền hận lúc nào cũng oán trách thì nhìn thấy cái việc gì người ta cũng khó chịu lắm. cái người ấy là suốt ngày ở đâu cũng ca thán chán đời, à, chán đất nước, chán quê hương, chán chính quyền này khác. thầy đã gặp những chuyện ấy rồi. cái người này là đeo cái lăng kính chán đời vào ở trong cơ quan cũng nói những chuyện chán đời ra ngoài quán trà vỉa hè cũng nói chuyện toàn chán đời thôi, toàn những cái chuyện chán đời đấy. thế còn cái người mà người ta tâm tính lạc quan vui vẻ thì chỗ nào ta cũng thấy vui vẻ, đó. Nên là cái lăng kính mình đeo vào. Cho à, cùng Nguyễn Du của nó hay lắm. Nghe không? À, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi một người đã buồn thì cái gì, gì nhìn buồn vì cái lăng kính của mình là cái kính buồn. Thế, thế khi, cái, 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 cháu nào mà nó vừa nghe tin hôm nay đỗ lại học thì nó đeo cái lăng kính vui, lúc đi đâu nó cũng vui. À, nó đi về nhà cũng vui, đi ra đường cũng vui, ra chợ, ra đồng nó cũng làm nó cũng vui. Cả ngày hôm nó vui. Đấy, vì hôm đó được đeo cái kính vui Đây chúng hiểu không nào? Đó nhé Đấy, Thế cho nên Cái chúng ta thấy được thế giới này Nó hoàn toàn do nghiệp thức của mình Mà nghiệp thức của mình Thì nó cũng sẽ thay đổi Khi chúng ta thay đổi tâm tính này Rồi chuyển kiếp thì nó nghiệp nó cũng chuyển Đó để chúng ta hiểu Và như vậy thì chúng ta mới thấy Nhìn nhận thế giới này thế nào cho nó đầy đủ Cho nó đúng Chỉ có mắt của Bậc Thánh mới thấu tột cái điều này Nghe không? Trong mắt các bậc thánh, thế giới này không có một vật. Nghe không? Ngài vẫn thấy có tất cả vạn vật, nhưng mà Ngài cũng lại thấy cái không có một vật. Trong bài kệ của Đức Lục Tổ Hệ Năng khi Ngài mà đạt đạo, ấy, Ngài nói thế nào? Bồ đề bản vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Nghe không? Bản lai vô nhất vật, Ngài nói là xưa nay không có một vật ạ. À tôi thấy xưa nay không có một vật cả thế giới này thật sự là không có cái gì hết á trong mắt bậc thánh các ngài nhìn các ngài thấy tận cái không trăm ngàn vạn người trước mặt cũng thấy là không hết à ngài thấy được cái không đó đại chúng hiểu không cái mắt của các ngài nó sâu đến như vậy mà Dù chúng ta vì mắt thịt cho nên thấy là đây là một cái khối đặc thấy cái thân thể này làm khối đặc nhưng mắt của các ngài giống như là các cái tia x quang á nó xuyên qua người mình thì đâu có thấy gì là mình đâu bây giờ mắt chúng ta mà có những cái tia x quang người ta nhìn người ta xuyên qua hết người này thì ta thấy ví dụ có chú nào ngồi trước mặt bây giờ nhìn xuyên qua thì anh thấy chẳng có chú ý đâu coi như là không có gì nữa này chúng thấy không xuyên qua tất cả các cái khe hở trong cơ thể mình rồi người ta xuyên qua các cái, cái khoảng cách các tế bào đó cho nên người ta thấy nó là không các bậc thánh nhìn thấy cái không của vạn vật Đức Lục Tổ ấy Năng Thế Ngài nói là xưa nay không một vật là như vậy đấy, Bản lai vô nhất vật. Thấy trái núi tôi cũng thấy là không thôi. Nhưng mà không phải là Ngài nói như thế là Ngài phủ nhận không có cái trái núi. Ngài vẫn thấy trái núi nhưng mà Ngài cũng thấy cái không của trái núi. Ừ. Cái rỗng không của nó. Đó. Đại chúng rõ chỗ này không? Ừ. Đấy nhá. Thế cho nên đứng trên cái góc độ gọi là tuyệt đối lý tính chân đế thì vạn pháp dai không tất cả vạn sự vạn vật trên thế giới này là không đấy là góc ở cái giác độ chân đế tuyệt đối lý tính thế còn ở cái góc độ sự thật tương đối tục đế gọi là tục đế tương đối ở cái chân lý tương đối này wow. Ở, ở góc độ về sự vật hiện tượng thì vẫn có đầy đủ mọi sự mọi vật có phật có ma có trời có địa ngục à, có thiên đường có địa ngục có chúng sinh có đủ các hạng loại có nhân và có quả nhân nào và quả đấy rõ ràng không sai đấy là sự thật tương đối như thầy nói đấy đối với đạo phật phát hiện ra hai cái sự thật một sự thật tuyệt đối và một sự thật tương đối nhưng mà tất cả chúng ta đều đang sống, đang tồn tại trong cái gì? Sự thật tương đối. Chúng ta chưa ai mà là thánh để chứng được vào cái chân đế tuyệt đối. Chúng ta vẫn đang sống và đang bị chi phối bởi cái sự thật tương đối này. Nghe không? Chưa ai thoát được cái sự thật tương đối này. Chỉ các bậc thánh, các ngài chứng được chân lý tuyệt đối, chứng vào chân đế. Vào, wow. các ngài sống được ở trong chân đế rồi, còn chúng ta chưa sống được chúng ta chưa sống được cho nên chúng ta không thể nói rằng là không có cái gì cả chúng chưa không thể nói được rằng là xưa nay không có cái gì không có địa ngục không có thiên đường chúng ta chưa nói cái đó được đâu chúng ta vẫn còn đang sống đang bị cái thế giới tương đối này nó chi phối chúng ta vẫn còn thấy đói vẫn còn thấy khát vẫn còn thấy đau vẫn còn thấy sợ vẫn còn ham muốn vẫn còn thấy khoái lạc Thế thì chúng ta chưa thể hết được. Phải không? Đó. Thầy kể cho câu chuyện về các bậc thánh giả khi Ngài đã chứng đạt được chân đế tuyệt đối, các Ngài mới có thể thấy là vạn pháp dai không được. Câu chuyện này về một vị thiền sư là tổ sư tử, là tổ thứ 24 của Phật giáo Thiền Tông. Thì tổ sư tử khi ấy đến nước kế tân để hoàng pháp, nhé, đến nước kế tân hoàng pháp, thì trong cái nước này á, có hai cái người ngoại đạo họ rất giỏi về huyễn thuật họ giỏi huyễn thuật lắm nhưng bây giờ khi mà thấy tổ đến ấy, tổ sư tử đến thì họ biết là họ sẽ họ sẽ không thể làm ăn gì được vì ngài quá đạo cao và tất cái đức hành, cái tất cả mọi cái phép thuật của ngài đều hơn họ cho nên họ rất là khởi ra cái ác tâm đố kỵ họ có mưu đồ ám sát nhà vua vì khi mà tổ sư tử đến nước kế tân này hoàng pháp ấy, thì vua của nước kế tân này là ông di La quật ông rất kính trọng phật giáo khi được gặp ngài rồi ông kính trọng phật giáo vì thấy trí tuệ của ngài nó mênh mông mọi cái ngài giúp cho rất đầy đủ cho nên ông, ông kính trọng phật giáo vô cùng ông cho phát triển phật giáo trong nước thế cho nên ấy, ngoại đạo họ rất là tức họ rất ghen ghét thế thì có hai cái vị ngoại đạo này họ giỏi về huyễn thuật lắm họ mới mưu đồ họ sẽ ám sát vua Nha, ám sát vua và cũng là để hại phật giáo đấy họ cái ý đồ để hại phật giáo đó. cũng giống như bây giờ cũng có một số những các cái ngoại đạo cũng có ý đồ họ hại phật giáo đấy. bôi nhọ phật giáo họ viết bài viết báo bôi nhọ phật giáo chúng ta biết đấy khi thấy phật giáo mà hưng thịnh là họ có ý đồ như vậy họ đâu có biết là phật giáo là cái tôn giáo đồng hành với dân tộc chúng ta hơn hai nghìn năm lịch sử và có thể nói là phật giáo đã thẩm sâu vào trong xương trong tùy của người con dân đất việt rồi nhưng mà họ ác hại phật giáo đấy ừ. thế thì các cái vị ngoại đạo lại cũng thế họ tính ám sát vua nhưng mà họ sợ bị bại lộ cho, cho nên ấy, họ rất là thâm họ cạo tóc đi họ mặc quần áo của một vị sư hình dáng vị sư vàng nghe không để đi ám sát vua đấy chúng ta thấy không cái chuyện này bây giờ cũng có có rất nhiều những cái vị nó ở ngoại đạo khác mà muốn hại Phật giáo họ cũng cạo tóc rồi họ mua mấy quần áo của nhà chùa đấy họ mặc vào xong rồi họ đi uống rượu ăn thịt họ đi trêu gái này khác thế xong nó quay lên nó bảo đấy sư đấy sư bây giờ đi ăn chơi như thế hiện nay là đã có những cái tình trạng đấy xảy ra đại chúng hiểu không bây giờ cạo tóc thì ai mà chả cạo chọc được rất dễ quần áo nhà chùa thì mua ở, ở hiệu có ngay Nghe không? rất dễ mặc vào cái là thấy là hình vị sư ngay rồi thế rồi là họ đi ăn đi chơi uống rượu xong rồi đủ các thứ sau đó họ tự quay phim cho người quay clip lên xong tung lên mạng nói đấy là sư đấy sư thế nọ thế kia đấy đấy chúng ta thấy ác vô cùng giống hệt những cái vị ngoài đạo đó. trong cái câu chuyện này thầy kể nó muốn ám sát vua nhưng mà sợ ám sát mà không thành thì thì chết và khờ, và mục đích của họ không đạt được cho nên họ giả làm sư cạo tóc mặc quần áo của các thầy tỳ kheo các vị sư Đã. rồi đi làm việc ám sát vua và quả nhiên thì sự việc nó bại lộ và bị bắt à, bị bắt thì đương nhiên hai vị này bị bắt thì sẽ bị xử tử thôi nhưng mà làm sao nó đã đạt được mục đích rồi lúc này thì ông vua di la quật ấy, ông tự nhiên ông rất là hận về phật giáo ông bảo không nghĩ là mình đã yêu quý phật pháp cho phát triển xây dựng chùa triển như vậy mà bây giờ họ lại quay về họ ác họ hại mình thế này đó tại chúng thấy kinh không Đấy. cho nên ông từ lúc ông phẫn uất lên này ông bắt đầu thay đổi hết tất cả. Ông bắt đầu quyết định là triệt hạ chùa triền, ra lệnh triệt hạ chùa triền, bắt nhốt tăng chúng. Đại chúng thấy không? Đó, bắt nhốt tăng chúng. Nó giống ghê lắm các thưa đại chúng. Đó, cái tình trạng bây giờ. Thế và ông Vua ông trách thế này. Lâu nay ta sùng kính Phật giáo, quý trọng các tỷ kheo, mà nay họ lại manh tâm sát hại ta. Vậy họ còn đạo đức ở chỗ nào? Đó bởi vậy thì nhà vua hôm ấy là đích thân tự mình cầm cái gươm cái gươm báu của ông đấy của hoàng cung mang đến chỗ tổ sư tử ông gặp ngài và ông hỏi thế này thầy đã được không tướng chưa <laughs> hỏi là thầy đã được không tướng chưa tức là ông này cũng là được am hiểu phật giáo đấy hỏi câu này là phải cái người mà đã từng học sâu về phật giáo phật giáo thì nói về tướng không mà tính không tướng không của các pháp Cửa chùa cũng gọi là cửa không là vậy đấy nghe không? Đấy. Cửa không, không cửa chung. Đấy. Đấy thì ở đây là hỏi là thầy đã được không tướng chưa? Đã chứng được cái không tướng của các Pháp chưa? Nghe không? Đấy. Thế thì Ngài Sư Tử mới nói, đã được. Ừ, Ngài đáp là đã được. Ông ông nói là nếu đã được, thì còn sợ gì sống chết chăng? Còn nếu Ngài đã được, thì Ngài còn sợ gì sống chết nữa? phải không? Đã, biết, đã chứng được tính không thì còn sợ gì sống chết thân này cũng là không có gì mà sợ Hả? hỏi cũng đúng đấy chứ thế thì ngài mới nói thế nào tổ sư tử nói là đã lìa sống chết thì đâu có sợ ngài nói là ta đã lìa cái chuyện sống chết ta đâu có sợ thế thì ông ông dồn tới thế này nếu chẳng sợ thì có thể cho ta cái đầu của ngài được chăng <laughs> ghê không <laughs> ông vừa là phẫn uất ông vừa đủ vừa là lấy cả đạo lý ra để cật phấn ngài mà cũng dùng đạo lý để mà diệt ngài mà nếu mà ngài chẳng sợ thì ngài có thể cho ta cái đầu được không nào cũng là để kiểm chứng xem ngài có thật chứng chưa nghe không tổ sư tử nói sao thân này còn chẳng phải của ta huống nữa là cái đầu thế là ngài mới ở đây ông lấy đầu ta đi thế là ngài chìa cổ ra cho ông thế và ông này ông ấy liền dơ gươm giống chặt đầu ngài rơi xuống đất nghe không? và khi đầu ngài vừa rơi ra thì một dòng sữa trắng nó cao nó phun lên cao cả hàng trượng trong trong đây nói là hàng trượng. Nó không phải là máu nữa mà nó là dòng sữa trắng, máu trắng nó phun lên. Và ngay sau đó thì tay của cái ông vua ờ uh, quật này ấy, tự nhiên là rời lìa luôn. Chém xong đầu ngài Dương đất lập tức cánh tay của ông rời luôn, đứt luôn, tự động đứt luôn. Và 7 ngày sau thì ông vua lại chết. Đấy. Đấy thì ở đây thầy nói là câu chuyện này câu chuyện trong lịch sử của phật giáo thiền tông nói là cái tổ sư tử ngài đã chứng được cái chân đế cái tuyệt đối rồi ngài đã sống được với cái chân lý tuyệt đối cái tánh không rồi à, cho nên ngài mới nói là ngài không còn sợ gì nữa cái thân này còn không phải của mình thì có gì cái đầu cái đầu còn tiếc cái gì nữa tức là ngài chứng được cái không rồi nghe không? vì ông hỏi là ngài đã đạt được không tính chưa không tướng chưa thì ngài mới ta được rồi đó nha Câu chuyện này để cho chúng ta mới thấy được là gì? Chúng ta không thể nói rằng vì Phật giáo nói là vạn pháp dây không cho nên không có gì cả. Và không cũng có mà có cũng có. Ừ, có một vị tổ sư cũng nói đấy. Thực tế lý địa bất thọ nhất trần vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái chỗ mà thật tuyệt đối cái chỗ chân lý tuyệt đối thì không có một mảy trần như lục tổ hệ năng nói là xưa nay không một vật là vậy đấy cái chỗ thực tế là xưa nay là chân thật không có gì nhưng vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp ở trong cái việc đạo hạnh công hạnh là không được bỏ một việc nào một pháp nào người ở đời mà chấp không bằng hạt cải ấy, thì còn nặng hơn là chấp có bằng núi tu di là vậy đó nghe không và là không có cái gì là chết. Thế cho nên vị sư nào nói là không có địa ngục mà nói với tất cả đại chúng như thế là chết đấy, là sai hoàn toàn. Nghe không? không là phải không với những bậc nào. Các thiền sư người ta có khi cũng nói không, không địa ngục, không này khác là nói để phá chấp cho cái người đương cơ, cái người đang đối diện với họ thôi. Chứ còn với tất cả đại chúng mà nói là không có địa ngục là chết, là mình bị đọa đấy vì sự thật là địa ngục nếu về mặt tương đối là hiện hữu có thật ở thế gian này chúng ta có nhà tù thì tại sao lại không có địa ngục có thiên đường thì phải có địa ngục nhưng những vị sư này thì lại chấp nhận có thiên đường nhưng mà lại không chấp nhận có địa ngục là thế nào Nghe không? thiên đường thì nó đối với địa ngục có thiên đường phải có địa ngục chứ đó có cái chỗ sung sướng thì phải có chỗ cực khổ đau Nghe không? Đại chúng thấy không? ở đây Thầy lấy ví dụ cái cảnh giới Chùa Ba Vàng chúng ta đây có phải cũng là do tuy tâm chúng ta tạo không? Do tâm của Thầy, tâm của các Phật tử, tâm của tất cả các cơ quan, chính quyền, nhà nước vào đều có chung một cái tâm muốn xây dựng cái chùa này. Thì nó mới hình thành cái chùa này. Chứ ngày xưa nó làm cái cái núi hoang. Đại chúng thấy không? Thế đây có phải cảnh giới này là do tâm mình tạo ra không? của những cái người yêu thích cái tình cảnh thì nó về đây nó hiện ra cái cảnh giới này thế còn nhà tù là cái chỗ mà tâm của những cái người tạo tội thì sẽ hiện ra cái cảnh nhà tù mai mốt ấy bỏ cái thân cõi người này thì sẽ có cảnh giới địa ngục đón những cái người tạo tội ấy nhưng chẳng qua vì mắt chúng ta là phàm nhân không thấy chứ đừng phủ nhận lời đức phật dạy Nghe không? Cho nên để trả lời câu hỏi cho bạn này, thì Thầy khẳng định với bạn về mặt tục đế nhé? Về mặt gọi là sự vật à, tương đối thì địa ngục hoàn toàn thực có. Không thể nói là không có, chỉ không có với những ai đã chứng đạt được chân đế mà thôi.. Nghe không? Còn đối với kẻ Phàm phu chúng ta địa ngục có thực vậy đấy? đừng coi thường đừng nghĩ rằng địa ngục chỉ là tâm chỉ là trạng thái tâm mà chết đấy mà sau này thì hối không kịp địa ngục là sự thật nhé? sự thật đấy chứ không phải cái chuyện chỉ là nói cảm xúc của tâm tôi khổ gọi là địa ngục không phải mà chúng ta bỏ thân này lập tức thần thức vào địa ngục nếu tạo ác nghiệp như kinh đức phật dạy có vua diêm la có ngục tốt quỷ sứ họ tra tấn rõ ràng à, không thể nói là không được khi chúng ta mê còn trong vô minh này thì địa ngục là thật Nghe không? chúng ta chưa giác ngộ thì chưa thể nói địa ngục không được hết tại chúng phải nhớ như vậy nhé Thầy xin trả lời câu hỏi cho bạn này như vậy để khẳng định với bạn cái điều này không còn phải mê lầm và không phải lăn tăn gì nữa Nghe không? trong cái chân lý tương đối cái thế giới tương đối này có thiên đường có địa ngục là thật đấy Nghe chỉ khi nào chứng thánh quả và wow, đạt được chân đế tuyệt đối mới biết được vạn pháp dai không lúc ấy thì hãy mở miệng nói rằng không có địa ngục còn bây giờ mà nói không có địa ngục là đọa vào địa ngục đấy lúc vào trong địa ngục rồi mới lúc <laughs> ấy nói có hay không đây nha thì thầy xin chia sẻ với đại chúng nhé thì mong đại chúng hiểu được để chúng ta tin sâu lời Phật dạy chúng ta thực hành kính bạch từ YouTube của bạn Hoàng Anh À kính thưa thầy, con thưa thầy con trai con mới mất, cháu hưởng dương 14 tuổi. Thầy cho con hỏi rằng quần áo, sách vở và đồ dùng của con trai con nên đốt đi hay là mang đi làm từ thiện ạ? À? Con xin thầy chỉ dạy cho con, con xin tạ ơn thầy. À tức là từ bạn Hoàng Anh bạn hỏi rằng là con trai của bạn ấy mới mất, cháu có rất trẻ 14 tuổi thôi. Thế thì bây giờ là sách vở đồ dùng tất cả các thứ của con trai của bạn ấy nên đốt đi hay là để lại dùng hay là đem đi làm từ thiện. Đó. Thế thầy xin trả lời bạn Hoàng Anh và đại chúng thế này. <laughs> Quả thật đấy là cái câu hỏi này cũng nhiều người lăn tăn đấy. Và không biết cái đồ dùng của những người đã chết, mới chết này rồi đã chết, kể cả chết lâu rồi thì xử lý thế nào? À, có những người thì là đem những cái đồ dùng ấy cho tống hết vào quan tài à, ngày xưa thì quan tài đem trôn trôn luôn bằng áo quần giày dép trang sức các thứ tống hết vào đấy đem trôn theo quan tài thế cho nên có nhiều cái quan tài trôn vàng trôn bạc trôn ngọc trong đấy cho nên về sau mới mì cái bọn mà đi đào mộ á bọn bọn mới nó biết là trong quan tài có của nó tối nó ra nó đào tung cả mộ ra nó lấy vàng đấy cho nó bị đào thế sau này biết là như thế rồi thì không cho vàng bạc vào đấy nữa à, thế rồi thì là, 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 cho những cái khác vàng giả gọi là, là vàng mã đấy đốt vào đấy, thưa đại chúng nó nhiều cái chuyện lắm thế rồi có khi là không dám dùng cứ để ở đấy cất ở đấy mãi mãi lưu cữu đời này đời sau cứ sợ không dám dùng đấy thì nó là thế nào thế thì chúng ta phải à, tư duy cái việc này nó thật là thấu đáo theo đúng tinh thần của đạo Phật nhé. Thì theo tinh thần của Phật giáo chúng ta thì biết rồi một người sau khi chết ấy, nếu họ không tái sinh vào các cõi như là cõi trời, cõi thần á tu la, cõi người hay cõi súc sinh, kể cả cõi địa ngục nếu họ không rơi vào các cõi đấy họ tái sinh làm ngã quỷ. Mà đa phần chúng ta là sinh vào ngã quỷ thưa đại chúng, kinh Đức Phật dạy rồi. Những người sống trên cõi trần này sau khi chết thì đa phần rớt vào ngã quỷ hoặc địa ngục giống như đất ở móng tay so với đất đại địa đó à. ừ. những người tái sinh được lại là người ít như đất ở móng tay còn những người đọa làm ngã quỷ và địa ngục nhiều như đất đại địa Cơ đại chúng thế cơ mà cho nên nói chúng ta hầu hết sinh làm ngã quỷ thế thì trong 49 ngày của thân trung ấm á ở đây thì thầy khẳng định với đại chúng thế này hiện nay cái chuyện về thân trung ấm á thì giữa phật giáo nguyên thủy và phật giáo phát triển cũng còn có những cái bất đồng có những vị nói rằng chết một cái là tái sinh liền đầu thai ngay à, không có cái giai đoạn trung chuyển gọi là thân trung ấm nhưng mà thầy, thầy không chấp nhận quan điểm này vì chính bản thân thầy đã từng thoát xác và thầy biết rất rõ cái chỗ này khẳng định nó có một cái thân bên ngoài thoát thân này ra vẫn còn Không phải là đầu thai ngay Không phải là tái sinh ngay đâu Nó có cái thân trung ấm Nó có một cái giai đoạn Đấy là sự thật thưa đại chúng đó. Có một lần thầy cũng thoát thân Ra khỏi cái thân này Nhìn thấy rõ hết mọi việc Thưa đại chúng Thấy cái thân mình nằm tranh anh ở đấy luôn Rồi mình đi đi chơi chỗ này chỗ kia Thưa đại chúng đó. cái hồi ấy là thầy còn ở trường đại học kinh tế quốc dân đó. Ừ. lúc ấy cũng đã thiết tha tu tập rồi, cũng gọi là 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 dục như ý túc tha thiết tu tập lắm rồi. À, lúc ấy nó sinh ra được cái đó, à, lúc mà thầy đi ngao du thế nhìn thấy rất còn đi ra biển rất là nhanh, thưa đại chúng đúng là chân thầy mới nói nó đi như sóng điện là như vậy, nhìn thấy các cảnh thấy người dân ở biển họ đi biển thế nào, đến lúc quay về lại trong trường thì còn nhìn thấy một anh bạn anh đáy bậy cơ, thưa đại chúng, đó đấy vậy cho đến lúc mà thầy về thì nhìn thấy cái, cái xác mình nằm đấy thầy còn nghĩ là nên nhập hay không nhập đó tới khi mà bảo ờ, chứ đang suy nghĩ thế thì mình đã nhập vào cái thân rồi nhập vào thân rồi xong một lúc sau thì ngồi dậy ngồi dậy thầy đi mới tìm cái anh bạn lúc nãy thầy nhìn thấy thầy hỏi thật là lấy có đúng không đấy bậy không đúng không đấy đấy vậy thật đấy thế thì thế thì ai phủ nhận được cái chuyện này nó có một cái thân cho nên thầy biết biết cái thần thức mình nó thoát ra nó đi như thế nào là có Không phải không Nó vẫn nghe vẫn thấy được Và vẫn nghe vẫn thấy được Đấy nhé yeah. Thế cho nên ấy, khi mà trong 49 ngày Thì nếu vong linh không bị tái sinh vào những cõi kia Thì ở trong thân trung ấm Vong linh vẫn đi vẫn về được Và ra mộ về nhà Đến những chỗ mà vong linh thương nhớ vẫn đi được đó và phải nói rằng những vong linh này họ cũng rất là quyến luyến với vật dụng tiếc sót chúng đó, thì khi mà chúng ta mà dùng cái vật dụng đấy đó, hoặc chúng ta phạm vào vật dụng đấy làm hư hỏng của người ta hay đem vật dụng ấy cho ai thì khiến cho họ có thể buồn khổ, giận trách và làm những cái điều không tốt với mình. Đó, những cái những cái vong linh mà trước khi đi mà họ còn những cái vật quý báu của họ, lúc sống ở đời họ rất quý, rất yêu, rất thích, không rời ấy, thì đến khi họ chết ấy trong 49 ngày nhất là trong 49 ngày họ sẽ rất là quyến luyến những cái vật đấy thưa đại chúng thế cho nên thầy mới khuyên là người trước khi mất nên xả hết xả bỏ hết thì không ngại cái chuyện mình cho đồ đạc nữa đấy đại chúng nhớ cái câu chuyện trong kinh phật kể đấy có ông lão trước khi chết ông có trôn một cái hũ vàng mà ông chết ông không kịp nói cho con cho cháu cho nên sau khi chết hết hết 49 ngày ông lập tức ông tái sinh đầu thai vào con chó của nhà ông ấy Vào bụng con chó, cái nhà ông ấy, Và sinh ra làm con chó Và con chó ấy từ ngày nó sinh ra Nó cứ chăm chăm nó nằm ở cái chỗ mà ông trôn hũ vàng ấy. Đã? Nó giữ hũ vàng ấy. Và về sau thì Đức Phật đi khất thực qua nhà đấy Đức Phật mới con chó nó ra nó sủa Đức Phật Đức Phật mới quở nó Thì Đức Phật biết mà Nó bỏ ăn Sau đó nó bỏ ăn Nó bỏ ăn rồi nó chết thì cái anh chủ nhà anh rất là bực anh mới chạy đến tinh xá anh mới hỏi phật là tại sao mà mà ngài lại quả con chó nhà tôi để cho nó chết thế đức phật mới nói là ngươi ngồi đây ta lại nói lại cho người ta con chó đấy chính là bố ngươi đấy ngày xưa ông có chôn hũ vàng trước khi chết ông không trăng chối được cho cái tâm tiếc của luyến tiếc ấy, khiến cho ông đầu thai lại làm con chó này đấy à, anh nghe lời ta anh về anh tìm đúng cái chỗ con chó nó hay nằm anh đào xuống anh sẽ thấy hũ vàng Thế là anh này về anh đào lên đúng chỗ đấy và đúng hũ vàng luôn Thế là anh mới tỉnh ngộ ra anh mới biết Quả thật cái tâm tham tiếc này khiến cho đoạn lạc Và sau đó thì anh đã cúng hết cái bán hết chỗ vàng thì anh làm cúng dường trai tăng Cúng dường đại chúng Đức Phật Hồi hướng phước cho bố anh để cho bố anh không bị đoạn lạc Đấy Thế còn trong nhà thiền còn kể câu chuyện Có một vị sư già cũng cao tuổi rồi nhưng vị này không biết tu tập ở chùa thôi nhưng mà chả biết tu tập thì chỉ có biết làm thôi Nhưng vị này thì hôm vị này có trồng được một cái cái luống mía rất là đẹp cây nào nó nên nó cũng mập mạp nó cũng đẹp à, mía gọi là giống như mía tím ấy, nó đẹp lắm à. mà lại ngọt ngon nữa thế thế thì đến lúc là vị chết cái tâm vị trước đó ngày nào cũng ra tưới mía rồi là chăm sóc cho mía tỉa lá bắt sâu này khác quý cái bụi mía lắm thưa đại chúng thế rồi mà đến khi chết thần thức của vị sư già này đọa làm con sâu trong bụi mía thưa đại chúng quý bụi mía mà làm đấy là sư đấy vì không biết tu thưa đại chúng. không học đạo đi tu là chỉ có ở chùa đấy không học đạo không tu tập gì chỉ là người ở chùa trông chùa thôi không có biết học đạo đâu cho nên đi xuất gia mà không gặp được môi trường tốt tu tập vẫn có thể đọa thưa đại chúng đấy chứ không phải chuyện thường đâu lên một vị sư già trong nhà thiền có kể câu chuyện này đó nhé và, và rất nhiều những câu chuyện của những người mà khi chết còn người ta còn ham tiếc của cải vật dụng bị đọa lạc trong cái thời gian họ chưa tái sinh mà ở thân trung ấm ấy, nếu mà chúng ta đem của cải vật dụng họ đi cho là họ sẽ rất khổ tâm vì trước khi chết họ còn luyến tiếc những vật đó đó nhé thế thì thầy có kể một câu chuyện một câu chuyện thực đấy ở đây thầy không nói tên cái, có một cái anh, anh này thanh niên thôi anh là cán bộ Ở cấp huyện của một thành phố Địa chính của một thành phố ừ. Thế thì Anh ta chết rất là trẻ Mới có ngoài 30 tuổi thôi Vợ dạy con thơ Cho nên ta, anh ta luyến luyến ái gia đình lắm yeah. Quyến luyến lắm Và đại chúng biết không Anh ta đã nhập vào người nhà Anh ta báo cho người nhà Tức là lên miệng nói luôn Đi đòi nợ ở những nhà ai Đúng luôn không sai Ai nợ bao nhiêu tiền nói hết đấy nhé thế rồi gì nữa anh chết thì anh để lại một cái xe máy rất là đẹp mới mua nên vợ thì có xe rồi hai đứa con thì nó còn nhỏ tí một đứa mới đẻ nó còn bé mà thế cho nên ở nhà thì nghĩ bây giờ cái xe máy anh chết thì không có ai đi cả thì đem cho cô em gái thế nhưng mà rồi anh cũng nhập vào anh nhập vào và anh lên miệng nói luôn không cho để đấy để sau này con nó lớn nó đi Đấy, cái tiền phúng viếng đại chúng biết không? Thì bà mẹ anh cầm. Thế mà rồi sau anh anh nhập luôn vào cô em gái, anh nói luôn mẹ phải đưa cho vợ con nó cầm. À, đấy, chứ không phải truyền thường anh đòi đòi tiền đấy. Đấy, đại chúng thấy ghê không? Thế và đặc biệt nữa là thế này. Cái ghế của anh ở cơ quan không ai dám ngồi luôn, ngồi vào là có chuyện ngay. Cho nên ở cơ quan ấy, quyết định là thôi để hết 49 ngày mới cho người vào cái ghế đấy ngồi vào vị trí cái ghế đấy để mà ngồi có khi còn phải đổi ghế khác ấy, không dám ngồi ghế mà ngồi cái bàn của anh ấy phải thay cái ghế khác đấy Đại chúng thấy nó gớm đến như vậy cơ mà vì sao thầy biết câu chuyện này vì vì chính thầy có làm cái lễ tang cho anh ấy nó, nó, nó ở ngoài đời gọi là thiêng đến như vậy chết trẻ nó thiêng như vậy nhưng mà ở đây thầy nói đấy là cái tâm cái tâm còn ái luyến với trần gian ái luyến với quyến thuộc còn chấp giữ đại chúng hiểu không đấy là câu chuyện thật đấy chuyện rất thật luôn rất thật luôn nghe thế cho nên thầy mới khuyên mọi người thứ nhất đấy, đối với người già không nên cho người già giữ nhiều tiền nhiều của đại chúng ạ à, vì người già là người sắp ra đi rồi nếu để cho họ giữ nhiều tiền nhiều của cái tâm tham cái tâm tiếc ấy, nó sẽ dinh sinh ra rồi đến lúc mà họ nhắm mắt họ đi thì họ cứ thế luyến ái và rất khổ cho nên đối với các cụ già thì ta chăm sóc các cụ thật chu đáo về dinh dưỡng thật đầy đủ, thuốc men đầy đủ nhưng tiền vàng và của báu đừng trao các cụ làm gì. Nhiều cụ á, lúc đời sống thì nghèo, bây giờ già con cái nó có của ăn của đẻ nó cho tiền cho của là cứ giữ chầm chặt ấy. Phải biết có nhiều cụ ngày ngày cứ đem bọc tiền ra đếm. Nha. Yeah. Có một chị đạo tràng trưởng chị kể cho, cho, cho thầy nghe đấy. Mẹ chồng chị ấy có một bọc tiền mà cứ ngày ngày đem ra cụ đếm xong lại cất đi đó. mà chẳng kể đâu ra ngay cái cụ ở chùa lân ngày xưa cụ sư già chùa lân ngày xưa thầy ở đấy cụ cũng có một bọc tiền ngày nào cụ cũng mang tiền ra cụ đếm cứ thầy thái mình ấy sang đây sang đây đếm tiền xong lại cất đi để đầu ở gối đầu giường ấy. thế thì thầy nói cụ này chết thì chắc là cũng lại làm con mọt ở cái đống tiền này thôi khó mà mà siêu sinh được lắm thưa đại chúng đó cho nên ấy, người già rồi đến lúc già rồi là phải học buông đi phải không đừng nắm giữ cái gì nữa thì đến lúc chết nó mới thanh thản được và tất cả vật tử chúng ta cũng nên hiểu cái điều này nghe không Đó. nên hiểu cái điều này để chúng ta chúng ta ứng dụng đối với người thân của mình nghe không đừng để người già cầm giữ tiền của tài sản những vật quý báu rất là khổ đấy chết rồi là đọa đấy khổ lắm ừ, nhé thế cho nên À, liên hệ với trường hợp của bạn này thì uh, thầy khuyên bạn có thể là uh, những cái đồ dùng ấy á, không có nên đốt đi, đừng đốt đi làm gì cả. Với Phật giáo chúng ta biết là không đốt đi không giải quyết được vấn đề gì, nhé? để lại mà dùng đỡ lãng phí. Thế nhưng mà cũng đừng có trôn theo cái quan tài nhé, để lại nhưng mà dùng thế nào, Nhá, dùng thế nào thì trước khi mà dùng thì ta lên có cái lễ hoặc là thỉnh chư tăng về nhà hoặc là đến chùa thỉnh chư tăng làm lễ khai thị cho vong linh nghèo để cho vong linh họ hiểu giác ngộ họ buông xả buông xả vong linh trẻ con thì nó khó hơn người lớn đấy người lớn người ta cũng trải qua cuộc đời rồi người ta dễ xả hơn còn vong linh trẻ con nó nhiều khi nó thích cái gì là nó chấp trước cái đấy dữ lắm cho nên phải khai thị kỹ và tốt nhất là luôn luôn để cho hết 49 ngày đi Kể cả chưa tăng khai thì rồi cũng nên để qua 49 ngày Để cho vong linh thứ nhất ấy, nó nguôi ngoai Nó biết là nó đã chuyển kiếp rồi Không còn ở cõi trần nữa Không dùng được vật dụng cõi trần nữa Hết 49 ngày Một là chuyển kiếp đi đâu rồi thì không nói Nhưng nếu sinh làm ngã quỷ Thì ngã quỷ ấy nó cũng nguôi ngoai với cái vật dụng rồi Nghe không? Cho nên sau 49 ngày Mà Thầy khuyên thế này tiếp là Cái vật dụng ấy nên để cho người thân người ta dùng đã nhé người thân như mẹ như cha anh em ruột thịt dùng thì vong linh nó cũng không sinh ra cái tâm khó chịu hiểu không nó về nó thấy ông oh, mẹ mình dùng bố mình dùng thì thôi không sao thế người thân phải dùng một thời gian thấy yên ổn không có chuyện gì nữa thì mới đem cho ai thì cho hiểu đấy là cái cách để cho vong linh nó được yên ổn nhé đó thế thì đấy là cái cách mà mình làm với trường hợp này cũng thế sau khi mà thấy yên ổn rồi thì đi làm từ thiện cũng được không dùng nữa đi làm từ thiện cũng được còn ngay mà ngay trong 49 ngày đem cho ngay thầy nghĩ là chưa nên vì chưa biết vong linh nó đã giác ngộ nó buông xả hay chưa nhé đấy thì thầy xin chia sẻ với bạn này như vậy nha kính thưa đại chúng có bạn gửi câu hỏi về cho thầy như thế này thầy xin đọc nội dung câu hỏi Kính chào thầy. Con có câu hỏi về địa ngục, mong được hỏi thầy ạ. À. Thưa thầy, có nhiều tài liệu mô tả về địa ngục là có 18 tầng, có sắt, có dao, có lửa như là một không gian có thật, là nơi giam giữ những linh hồn tội lỗi sau khi chết. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng với người đã khuất không còn thân xác thì địa ngục đó chỉ là địa ngục tâm chứ không có địa ngục hữu hình thậm chí con người trên trần gian khi nào đau khổ thì cũng gọi là địa ngục khi nào chúng ta vui thì là thiên đường còn địa ngục hữu hình là do con người hình tượng hóa để người trần dễ hiểu thưa thầy vậy đạo phật giải thích thế nào về những quan điểm này địa ngục thật sự hiện hữu hay ở trong tâm mình ạ? À? Con xin kính cảm ơn Thầy. À, đại chúng nghe rõ câu hỏi chưa? À, bạn này ấy, tên là bạn Bùi Anh Hợp. À, bạn gửi câu hỏi về cho Thầy. Bạn hỏi về địa ngục. Đại chúng chắc à, chúng ta ai cũng được nghe danh từ địa ngục rồi. Đúng không? Nhưng mà quả thật ý, để hiểu về nó thì cũng không phải đơn giản. không? À. Đấy. không phải đơn giản chúng ta nhất là chúng ta là phật tử thì ai cũng nghe đến từ địa ngục và chúng ta cũng rất hay thường dùng đến nó đấy. điều này không được làm nếu làm là đoạn địa ngục đấy nghe không đấy. nếu mà giết người là đoạn địa ngục đấy nếu mà bất hiếu với cha mẹ là đoạn địa ngục đấy nếu mà chúng ta phá chùa chiền vào thiêu đốt kinh tượng Wow. xua đuổi tăng ni là đoạn địa ngục đấy à, nếu chúng ta phạm giới là đoạn địa ngục đấy chúng ta danh từ địa ngục rất nhiều trong cuộc sống à, hay là ác quá cũng bảo nó ác như thế thì chết nó đoạn địa ngục <laughs> wow. Nên trong tâm chúng ta thì ai cũng cũng mường tượng hiểu về cái địa ngục à. đấy. thế thì thực ra thì hiểu một cụ thể nó như thế nào thì cũng không phải ai cũng hiểu biết về cái địa ngục cho nó nó tường tận đâu. Thế cho nên là bạn bạn Bùi Anh Hợp này bạn gửi câu hỏi về cho thầy. Bạn nói rằng là sao? Có nhiều tài liệu tài liệu thì chắc ở đây trong đó có kinh điển. Nói về địa ngục, trong địa ngục có đến 18 tầng, 18 tầng địa ngục. Rồi ở trong địa ngục có đủ các cái hình cụ tra tấn, các cái dụng cụ tra tấn. Nào là dao, nào là xe lửa, nào là kiếm, nào là đao. À, nào là giường sắt nào là cột đồng vạc dầu sôi vân vân nhiều thứ à, đó, giống như là một cái cái nhà tù cái ngục tù có thật á đấy bạn hỏi thế thế nhưng rồi cũng có những quan điểm thì họ lại nói rằng là người đã chết rồi á là không còn cái thân xác nữa thì địa ngục nó chỉ là ở trong tâm thôi mà cái này ấy, thì thưa đại chúng không phải là là người dân thường đâu mà có một số các vị Tu sĩ Phật giáo, đệ tử xuất gia của Phật đấy chứ không phải không? Cũng nói thế, cũng nói là chỉ có địa ngục trong tâm thôi Đã. Chứ làm gì có cái địa ngục thật ừ. Không có địa ngục hữu hình thật đâu ừ. Thế rồi lại có quan điểm là à, Cái địa ngục là Ở trên trần gian thì chúng ta cũng có Khi nào mình khổ thì gọi là địa ngục Khi nào mình vui, mình sướng Đấy gọi là thiên đường Đó thế còn cái mà gọi là địa ngục ấy thì chắc là các tôn giáo đặt ra để cho mình dễ hiểu thôi hay là để răn đe con người không phạm tội thôi Đấy, đại chúng thấy không vấn đề đặt ra là vấn đề rất là phức tạp rất phức tạp thế thì bạn bùi anh hợp bạn gửi về bạn hỏi thầy quan điểm của thầy thế nào tất nhiên thầy thì không thể gọi là quan điểm riêng mà phải đứng trên cái cái tri kiến của phật giáo cái kinh điển của Phật dạy Đó. Đồng thời với những cái mà tu tập quán chiếu của mình Để mình luận giải về vấn đề này Đó. Thì ở đây á, thầy xin trả lời cho bạn Bùi Anh Hợp Cũng như tất cả đại chúng chúng ta Cùng nghe, nghe Về cái vấn đề này như thế nào Trước hết ý, Để nhận định về cái vấn đề địa ngục ý, Thì chúng ta thấy là cái danh từ địa ngục thì nó xuất phát từ trong các cái tôn giáo và các cái tín ngưỡng đã có từ rất lâu đời hầu hết tôn giáo nào cũng nói đến địa ngục ấy có thể cái danh từ nó khác nhau có tôn giáo gọi là hỏa ngục hay luyện ngục à, hay này khác nhưng mà nó đều chỉ chung là một cái nơi trốn rất là đau khổ một cái nơi trốn một chỗ để mà giam cầm tra tấn à, thực hiện các cái hình phạt đối với những cái người có tội khi sống ở trên trần gian chết rồi phải linh hồn phải đi vào trong cái chốn này cái chốn đấy gọi là địa ngục về cắt nghĩa từ thì đây nó là một cái từ hán việt địa là đất ngục là cái, là cái tù là cái nhà tù ở trong lòng đất thế cho nên khi nói đến địa ngục thì chúng ta ai cũng nghĩ là nó ở dưới lòng đất đây này, này. Wow. ai cũng nghĩ là địa ngục ở dưới lòng đất này âm ti địa ngục là nghĩ là ở dưới đất này nhưng sự thực thì nó có phải thế không wow. rất nhiều các nhà khoa học rồi các cái công trình mà khảo cứu họ đào xuyên lòng đất hàng, hàng bao nhiêu cây số có thấy địa ngục đâu Nghe không? <laughs> hay là chúng ta cứ nghĩ là khi người chết chúng ta đào đất chúng ta vùi xuống đấy gọi là xuống địa ngục. Thế thực ra thì cái danh từ địa ngục nó cũng không phải là cái nghĩa đen như thế. nhưng mà chúng ta thì khi nói đến chữ địa là cứ nghĩ nghĩ là ở trong lòng đất. Nhưng sự thực thì cái nghĩa thật thì nó không phải như thế. Đó. Thế nhưng mà ai cũng hiểu cái địa ngục là cái chỗ rất khổ, cái chỗ bị tra tấn, bị hành hạ, giam cầm, tối tăm u ám à, của những tội nhân của những linh hồn khi sống ở trên trần gian này tạo những cái tội lỗi ác à, làm những việc xấu ác chết đấy là linh hồn và bị giam cầm ở đấy bị tra tấn ở đấy Nghe không? đấy là cái quan niệm chung ở trong dân gian thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là địa ngục này nó có thật hay không hay nó này chỉ là cái tâm của chúng ta mà quả thật bàn về vấn đề địa ngục có hay không không phải là dễ không phải, không phải dễ đấy cho nên thầy mới nói là chúng ta nghe thì nhiều dùng từ địa ngục cũng nhiều nhưng mà để hiểu chính xác về nó không không? hiểu thì rồi mới tin một cách sự thực như thế nào đấy, cho nên học phật của chúng ta là học phải hiểu thấu đáo để rồi có niềm tin cho nó đúng đắn mình gọi là chính tín không không? còn nếu mà chưa hiểu mà tin thì vẫn gọi là mê tín phải học hiểu cho thấu đáo rồi chúng ta tin yeah. Đấy, tất nhiên ở đây thì thầy nói rằng chúng ta chưa ai là phạm nhân này chưa ai nhìn thấy địa ngục wow. nếu mà chúng ta một người nhìn thấy rồi wow, thì người đó là tin chắc rồi vì chúng ta thấy rồi mà ở đời thì cứ phải nói sao mắt thấy tay sờ wow, thì mới tin và tay sờ được mắt nhìn thấy thì chúng ta mới tin À, nhưng mà ở đây Thầy cũng nói rằng thế này, này có nhiều cái mắt thấy rõ ràng mà chưa chắc đã đúng, phải không? Tay sờ hẳn hoi mà chưa chắc đã phải. <laughs> đúng không? Đại chúng thấy không? Có nhiều cái mắt mình nhìn thấy, nhưng mà hóa ra nhiều cái mắt của mình nó bệnh, nó có phải đúng đâu. Người ta gọi là nhìn gà hóa cuốc, cái anh uống rượu đấy, phải không? Nhìn một hóa hai, nhìn gà hóa cuốc, anh uống rượu cũng mắt ấy, nhưng mà rượu nó làm mê mẩn tâm thần thấy tôi thấy thật đấy nhưng mà có đúng đâu đại chúng thấy không cho nên không phải cái mắt chúng ta thấy đã là đúng ở người đời thì cứ nói mắt tôi thấy là đúng rồi nhưng mà để xác nhận nó đúng thật hay không thì cũng chưa chắc tay mình nắm được rồi đấy mà cũng còn chưa chắc là đã, đã có thật Đó, thì chúng ta phải thấy nhé cái độ tin cậy của các giác quan của chúng ta nó chưa chắc đã phải là tuyệt đối chính xác đâu Đấy. Nhưng mà thôi về cái tương đối Thì tôi gọi là mắt thấy Và tay sờ Và tay nghe được Thì cũng gọi là Là ti đi Đấy, Thầy nói thế Nhé ừ. Thế thì ở đây chúng ta biết ý, Chắc là địa ngục Để mà thấy được ý, Thì chỉ có các bậc vĩ nhân Bậc thánh nhân à, Như là Đức Phật Hay là các vị Bồ Tát Các vị Thánh Tăng Họ có lục thông và Thấy hết mà À, lục thần thông, Đấy. như là La Hán lục thông, Đấy. Đấy. thấy hết sáu phép thần thông. Có thiên nhãn, à. có thiên nhĩ Đó. mới thấy, à. có Phật nhãn. Ừ. chứ Còn thì phàm phu chúng ta thì cái mắt này gọi là mắt thịt, tầm nhìn xa của con mắt thịt này không quá 10 km, à. mà thấy thì không thấy được những vật rất nhỏ, Đó. nhỏ như là vi trùng mình không thấy, chúng ta giỏi lắm thì thấy được mấy cái con mà à, con bọ nhỏ thôi phải không? À, chứ còn đến con vi trùng vi khuẩn vi rút là mắt mình không thấy rồi cái đấy phải vào kính hiển vi bằng à, kính hiển vi đến tế bào của mình mình cũng còn không nhìn rõ nữa. đó thế chúng ta biết là cái giác quan của mình nó rất là, là, là hữu hạn nó không phải là cái khả năng vô hạn để thấy được thế thì ở đây ấy, trước hết để bàn về vấn đề này thì đứng trên cái giác độ của Phật giáo Phải phải nói Phật giáo thì lấy kinh điển Lấy những lời của Đức Phật dạy Làm kim chỉ nam để xác định Các vấn đề Và Chúng ta không thể xa rời kinh điển của Phật được Vì kinh Phật Là lời dạy của Đức Phật Là kim khẩu của Phật Thuyết ra Mà Đức Phật là bậc toàn giác Ngài thấy biết tất cả Không thiếu sót Một vật nào cho nên Đức Phật gọi là bậc thế gian dài, thấy suốt, thấu suốt. Không việc gì việc Phật không biết, không vật gì, sự hiện, hiện tượng, sự vật gì mà Phật không thấy. Đó, cho nên chúng ta phải thấy. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật thì phải căn cứ vào kinh điển của Phật để chúng ta tìm hiểu nhé. Thế thì chúng ta biết kinh điển Phật giáo bây giờ thì có hai cái hệ kinh điển phật giáo bắc tông và kinh điển phật giáo nam tông Nghe không? cái này là do lịch sử phát triển của phật giáo phân chia ra như thế thành phật giáo bắc tông phật giáo nam tông nhưng nhìn chung cả hai hệ dù là bắc tông hay nam tông thì đều ghi nhận là có địa ngục trong kinh điển Đó. địa ngục trong kinh ấy, thì là một trong sáu cái cảnh giới luân hồi của chúng sinh theo phật giáo thì chúng sinh sau khi chết bỏ thân nhất là ở cõi người này sẽ đi vào trong lục đạo luân hồi có sáu cõi sáu cảnh giới sáu con đường à, cao nhất là cõi chư thiên thứ nữa là đến các cõi thần a tu la rồi thứ ba là đến cõi người chúng ta thứ tư là đến cõi súc sinh thứ năm là đến cõi ngã quỷ mình vẫn gọi là ma quỷ thứ sáu là cõi địa ngục hay cảnh giới địa ngục đấy là sáu cõi luân hồi gọi là lục đạo luân hồi của chúng sinh thì một chúng sinh ấy, khi mà chết ở cái thân cõi này thì thần thức à, dân gian chúng ta thì gọi là linh hồn à, sẽ đi tái sinh vào trong một trong sáu cõi đó tùy theo cái duyên nghiệp của người đó đấy. thì phật giáo thì khẳng định cái điều đó à, có sáu cõi luân hồi và chúng sinh khi rời bỏ một cái cõi nào đó có thể từ cõi trời, bỏ thân cõi trời cũng đi vào một trong sáu nẻo này. Hoặc từ cõi thần hay từ cõi người hay từ cõi súc sinh. Kể cả từ cõi địa ngục khi hết kiếp ở địa ngục thì cũng tái sinh vào một trong sáu cõi này. Nghe không? Đó. Đấy cho nên là bỏ cái thân trước sinh vào thân sau thì thân sau sẽ nằm trong sáu cái cõi này. Đấy chúng ta rất là rõ nha thì à, chúng ta thấy trong kinh điển Đức Phật khẳng định là có sáu cõi luân hồi và địa ngục là một trong sáu cõi đó, à, là một trong sáu cõi đó. chứ Đức Phật không nói là có năm cõi, luân hồi có sáu cõi và địa ngục là một cõi. loài người chúng ta là một cõi một cảnh giới. À. Thầy nhớ có câu chuyện mà khi ngài Mục Kiều Liên ngài tu Đắc A La Hán rồi, có một hôm ngài từ trên núi ngài đi xuống. Ngài nhìn thấy một con ngạ quỷ à, Bụng rất là to Cổ nhỏ như cái kim à, Chân tay giống như cái sậy vậy đó. Và người thân nó bốc cháy Dữ dội La hét Đi trong không trung này Thế thì Ngài một kiểu Liên nhìn thấy Cái chúng sinh này lần đầu tiên Ngài nhìn thấy mà ngài lúc ấy là gọi là la hán lục thông rồi có sáu phép thần thông Ngài nhìn thấy thì không thể sai được ạ. Ngài nhìn đâu phải chỉ bằng con mắt thịt của mình đâu. Ngài nhìn cả bằng thiên nhãn. À, ngài thấy được một cái chúng sinh này. Ngài cũng chưa biết chúng sinh này là cái loại gì. Rất là ngạc nhiên lần đầu tiên từ khi mà đắc đạo Ngài thấy. Ngài về, Ngài mới bạch Đức Phật. Là con trên núi xuống, con nhìn thấy một cái chúng sinh như thế. La hét, chạy bay giữa hư không này. Khiếp quá, trông khổ quá. Thì chúng sinh ấy là chúng sinh gì đấy? Đức Phật mới nói là ta cũng đã từng nhìn thấy những chúng sinh như vậy, đấy chính là các ngã quỷ đấy. Ta đã từng nhìn thấy, nhưng vì chưa có ai trên thế gian này thấy cái chúng sinh này, chưa có con người nào nhìn thấy, cho nên ta chưa tuyên bố, ta chưa nói ra. Này, người đã thấy rồi thì ta sẽ nói ra sự thật này cho mọi người cùng biết. Tức là Đức Phật nói là có ngày một kiều liên chứng kiến, chứng minh, chứng con cũng nhìn thấy như Đức Phật. Ở đây cho nên Thầy nói là ngay cái cõi ngã quỷ đó Mình gọi là quỷ ma đấy Mà còn như vậy đấy mà Đâu có phải ai cũng thấy đâu Chân ở trên đời này có phải ai cũng nhìn thấy quỷ thấy ma đâu Mà không phải, không ai cũng thấy Thế chân nói, để bà nói là có nó không phải dễ Phải dẫn câu chuyện này để chúng ta thấy đấy. Đức Phật đã nhìn thấy ngã quỷ rất nhiều Nhưng mà Ngài chưa tuyên bố, Ngài chưa nói gì cả vì Ngài biết là trong cái loài người này chưa có ai nhìn thấy ngã quỷ. Đúng không? Lúc đó, cho nên Ngài chưa nói, Ngài nói là sợ người ta không tin, người ta phỉ báng thì người ta có tội. Đợi đến khi chính Ngài Mục Kiều Liên là đệ tử thần thông bậc nhất rồi, nhìn thấy ngã quỷ rồi về bạch với Phật, Đức Phật mới nói mà đúng rồi, ta đã từng thấy những cái chúng sinh như vậy. Đấy chính là chúng ngã quỷ đấy. Đấy thì đại chúng các con thấy thế nào? một cái câu chuyện như vậy thì huống hồ là cõi địa ngục cõi địa ngục nó còn vi tế hơn cả cái cõi ngã quỷ này không phải là mắt thường mà chúng ta thấy được đó nhé trên chúng ta mới thấy là nó là cái việc rất là khó mà nói vào cái này chúng ta phải theo lời dạy của bậc thánh và bậc thánh tối cao là đức phật để chúng ta tin thầy xin dẫn chứng trong kinh phật nói về cõi địa ngục cảnh giới địa ngục. Trong hệ thống kinh A Hàm của Phật giáo Bắc tông á, kinh A Hàm là kinh thuộc cái kinh nguyên thủy nhưng mà nó nó nằm trong cái Hán tạng thuộc Phật giáo Bắc tông. Thì cũng nói đến địa ngục trong kinh Trường A Hàm thì còn nói rõ đến địa ngục nằm ở đâu? Địa ngục nằm ở giữa núi Đại Kim Cương thứ nhất và núi Đại Kim Cương thứ hai xung quanh là biển lớn bao bọc trong cái luận à, lập thế a tỳ đàm thì chỉ rõ địa ngục ở ngoài núi thiết vi Đó. trong cái cấu tạo của thế giới này có núi thiết vi thưa đại chúng thế rồi đại địa ngục thì ở phía nam thiệm bộ châu à, nam thiệm bộ châu trong luận đại tỳ bà sa thì lại nêu rõ có cô địa ngục và biên địa ngục nằm ở khắp nơi ở rất nhiều nơi và tất cả những chúng sinh ở trong địa ngục đều có thân tướng xấu xí kỳ dị tâm thức luôn bị đau khổ bị hành hạ tra tấn bị đói khát và sợ hãi vô cùng đau khổ đấy trong các kinh các luận của Phật giáo Bắc Tông cũng đều nói rất rõ về địa ngục Phải không? chúng ta thấy như trong kinh địa tạng này, Đức Phật Ngài Bồ Tát Địa Tạng nói bao nhiêu cảnh giới địa ngục, chúng ta thấy không? Rất sợ. Và có những cái địa ngục là chỉ có a la la, a ba ba, a cha cha nghĩa là chúng sinh đấy chỉ có kêu la suốt ngày thôi. Vì tra tấn liên tục các các con ạ. Chúng ta thử vào bệnh viện mà mấy cái bệnh nhân họ bị đau đấy, họ chỉ kêu chỉ la thôi. Họ lúc ấy không còn tư duy suy nghĩ gì được, nó đau đớn quá. Những cái bệnh nhân ung thư mà giai đoạn cuối thì chúng ta thấy nó đau khủng khiếp. Thầy đã nhìn thấy cái, cái cô này có bị ung thư gan mà cái bụng nó trướng lên rồi. Nó đau khủng khiếp, chỉ có đau và đau thôi thưa Đại chúng. Không còn tư duy, lúc ấy bảo nghĩ ngợi cái gì được. Ấy. À, lúc ấy cho nghe một bản nhạc hay cũng không thấy hay. Cho xem một bộ phim hay cũng không xem được. Đại chúng thấy cũng có ăn một cái gì đặt vào lưỡi cũng không thấy ngon được nữa. Nó đau quá, cái đau ấy nó thống lĩnh hết tất cả rồi. Cho nên những chúng sinh trong địa ngục là suốt ngày chỉ kêu la dên xiết thôi vì liên tục bị tra tấn không có được nghỉ ngơi khổ vậy đấy trong kinh địa tạng nhân thấy nói rất rõ hầu hết các kinh điển Phật giáo Bắc Tông trong kinh hầu hết nói đến địa ngục đó. xác định cảnh giới địa ngục đó Thế còn trong kinh điển Nguyên Thủy kinh Tạng Pali thì kinh Tạng Pali chúng ta biết có năm bộ là kinh Trường bộ trung bộ tăng chi bộ tương ưng bộ và tiểu bộ trong năm cái bộ kinh này thì có ba bộ kinh đều nói đến địa ngục. Đó là kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi và kinh Tiểu Bộ đều nói đến địa ngục hết. Đó. Ừ. Thầy Diên Trích trong kinh Trung Bộ à, có một bài kinh tên là Kinh Thiên Sứ số 130 nói rõ về cảnh giới địa ngục. Nhé. Tại chúng cùng nghe xem Đức Phật trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy về địa ngục thế nào. thế mà có những cái vị sư cũng là có học hàm học vị đấy này nói là không có địa ngục nói là kinh nguyên thủy không nói đến địa ngục cái đó rất là sai lầm cho nên bất kỳ một vị sư nào đệ tử phật mà nói là không có địa ngục là rất sai với kinh điển à, rất sai với kinh điển Bây giờ thầy xin trích dẫn trong kinh à, trung bộ bài kinh thiên sứ nói thế này một thời đức thế tôn ở xá vệ tại kỳ viên nơi tinh xá ông cấp cô độc ở đấy đức thế tôn gọi các tỳ kheo và bảo này các tỳ kheo các tỳ kheo nói thưa vâng bạch thế tôn đức thế tôn nói như sau này các tỳ kheo ví như có hai nhà có cửa ở đây một người có mắt đứng chính giữa có thể thấy những người đi vào nhà đi ra khỏi nhà đi qua và đi lại có hai cái nhà có cửa ở đây mà có một người có mắt đứng ở chính giữa có thể thấy những người đi vào nhà và đi ra khỏi nhà, đi qua đi lại. Nghe không? Có hai cái ngôi nhà có cửa thì cái người đứng ở giữa ta nhìn thấy hai cái ngôi nhà này có người đi ra đi vào như nào. Cũng vậy này các tỳ kheo, ta với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy các chúng sinh hữu tình chết đi sinh lại, hạ liệt, cao sang, đẹp đẽ, xấu xí, thiện thú ác thú tùy theo hạnh nghiệp của họ. Đấy Đức Phật nói, ta đấy với cái thiên nhãn thanh tịnh và siêu nhân. Thanh tịnh tức là rất trong sạch, siêu nhân là nó vượt quá loài người. Loài người không thể không thể biết được, không thể hiểu được. Nó siêu vượt, vượt lên hơn khả năng của con người. Đấy cái mắt của Đức Phật gọi là thiên nhãn siêu nhân. Ở ngoài đời giờ hay có cái, cái cái câu chuyện về những siêu nhân trẻ con rất là thích đấy mà siêu nhân tức là loài người chúng ta không thể làm được nó vượt qua cái loài người chúng ta cái sức của loài người thanh tịnh siêu nhân đức phật thấy sao thấy các chúng sinh hiếu tình chết đi rồi lại sinh lại chết đi ở cõi này tái sinh lại ở cõi khác đấy gọi sinh lại hạ liệt hay là cao sang hạ liệt tức là thấp kém hay là cao quý đẹp đẽ hay là xấu xí sinh ra ở cái, cái kiếp sau đó, đẹp hay là xấu ở thiện thú hay là ác thú ở cái cõi lành cõi thiện ví dụ như cõi người hay cõi chư thiên là cõi thiện ác thú như là súc sinh ngã quỷ địa ngục gọi là ác thú tùy theo hạnh nghiệp của họ ngài thấy rõ là tùy theo hạnh nghiệp của họ tức là tùy theo cái nghiệp họ đã tạo trước đó, đó. và đức thế tôn nói các bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành khẩu thiện hành ý thiện hành không công kích các bậc thánh có chính kiến thọ trì nghiệp phù hợp với chính kiến các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú ở đây ngài nói là ngài thấy các chúng hữu tình này do thành tựu được thân thiện hành khẩu thiện hành ý thiện hành tức là thân khẩu và ý thiện lành thành tựu được những cái nghiệp thiện ở thân khẩu và ý thân thiện tức là gì Thân này không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng thiện là gì? Không dối láo, không hai lưỡi, không theo dệt và không ác khẩu. Ý là gì? Ý không tham sân si. À, đấy, đấy là thành tựu những cái người này thành tựu được thân khẩu ý thiện, thiện hành. Thì sao? Và lại đặc biệt là những người này họ không công kích các bậc thánh, à, đối với các bậc thánh. Ở đây thì Thầy nói đại chúng chúng ta chưa biết ai là bậc thánh. không? À? Nhất là ở đây Thầy nói những người tu hành chúng ta tuyệt đối không xúc phạm, không vu khống, không bôi nhọ, chúng ta chưa biết. vào thế thì nếu mà chúng ta xúc phạm, công kích phải Bậc Thánh thì chúng ta quả báo nặng lắm đấy. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật nói những cái vị này à, thân khẩu của họ thiện hành, họ không công kích các Bậc Thánh, họ có chính kiến, sống có chính kiến và họ trì nghiệp phù hợp với chính kiến. Từ cái chính kiến, tức là cái hiểu biết đúng đó, gọi là chính kiến thì họ làm các việc nó đúng đắn nghe không? có trí tuệ đúng đắn hiểu biết đúng đắn thì việc làm của họ căn cứ theo chính kiến cho nên nó đúng đắn Đó. gọi là là thọ trì nghiệp phù hợp với chính kiến thì các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú tất cả những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung ở cõi này thì sẽ được sinh vào thiện thú tức vào những chỗ tốt lành những cõi tốt đẹp ở thiên giới ở đời này à, ngay trong đời này được có thể sinh làm người hoặc sinh lên cõi trời hay các vị hữu tình này do thành tựu thân thiện hành khẩu thiện hành ý thiện hành không công kích các bậc thánh có chính kiến thọ trì nghiệp phù hợp với chính kiến các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh ra ở giữa loài người Thế được sinh tái sinh trở lại làm người đấy đại chúng theo ừ, tái sinh trở lại làm người đấy từ cõi người cõi trời là gọi là thiện thú rồi Đức Phật dạy tiếp, còn các hiếu tình do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sinh vào cõi ngã quỷ hay các hiếu tình này có thể bị sinh vào loại bàng sinh tức là xúc sinh hoặc là sinh vào cõi dữ ác thú đọa xứ và địa ngục đấy nếu người nào thành tựu thân ác hành khẩu ác hành ý ác hành tùy theo mức độ nặng nhẹ mà đọa sinh vào các ác thú như là ngã quỷ như là súc sinh và địa ngục đấy ở à đây đức phật nhắc đến địa ngục này Đó. này các tỳ kheo các người coi giữ địa ngục sau khi bắt giữ người ấy với nhiều cánh tay dẫn người ấy đến trước vua diêm ma và thưa đấy thì chính trong kinh nguyên thủy đức phật nói đến cõi địa ngục không? và khi cái người đấy mệnh trung thần thức thoát thân thì sao thì các cái người mà coi giữ ở địa ngục đấy bắt giữ cái người đấy không? với nhiều cánh tay đấy, chứ không phải không có à, và dẫn người ấy đến trước vua diêm ma ở đây là diêm ma tức là mình gọi là vua diêm vương đấy nhờ? bên hán gọi là chữ hán gọi là vua diêm vương à, mình gọi là vua diêm vương thì ở đây là diêm ma và thưa với vua diêm ma rằng là gì tâu đại vương người này không có từ tâm không xứng làm sa môn không xứng làm bà la môn không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình đại vương hãy trừng phạt nó đã mang xuống trước điện diêm vương à, chỉnh với diêm vương người này không có từ tâm phải không? Đấy, rồi không có xứng đáng là sa môn hay bà la môn không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình tức là không có đạo đức không có tôn ti gì cả đại vương hãy trừng phạt nó lúc đó vua diêm ma chất vấn người tội và sau đó những tội nhân này bị hành hình đức phật nói rất rõ nghe không? bị hành hình tra khảo hành hình cho vạc dầu sôi bắt leo cột đồng cháy, hay là kéo lưỡi ra cho trâu cầy, hay là mổ bụng móc ruột, hay gan, hoặc là dùng cái xiên mà xiên vào cho vào à, lửa nướng, đó, đây là chúng ấy các cái à, quẳng vào vạc dầu sôi, tất cả các cái hình ngục tra Tấn hoặc cho vào gọi là xe bay, xe chém, xe dao có những cái gọi trong địa ngục tả có những cái những cái, cái vòng xoáy nó xoáy từ bằng dao nó xoáy từ trên xuống nó xoáy vào đỉnh đầu nó xoáy xuống dưới dưới tận hậu môn nó chui ra nát hết thân thể trong địa ngục là như vậy đấy ừ. rồi đức phật kể tiếp các cảnh giới địa ngục như đại phấn nị địa ngục ở địa ngục này tội nhân bị cắt ra thịt và gân xương ra vân vân đại châm thọ lâm địa ngục ở địa ngục này tội nhân bị leo lên cây gai nhọn cháy đỏ rực Đại kiếm diệp lâm địa ngục, ở địa ngục này tội nhân bị các lá cây lay động, cắt đứt tay chân, mắt mũi, thân thể. Cái lá cây nó như con dao, nó lay động, nó cắt đứt hết. Đại khôi hà địa ngục, ở địa ngục này tội nhân bị trôi thuận và ngược theo dòng nước, và vân vân rất nhiều địa ngục. Sau khi kể rõ hình phạt nơi các địa ngục trên, Đức Phật nói thêm, Này các tỷ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn, hay một bà la môn nào khác nhưng điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi chỉ được ta thấy mà thôi chỉ được ta hiểu mà thôi để chúng ta thấy không ừ. vì ngay thời đức Phật cũng rất nhiều tỳ kheo cũng như chúng ta thôi đâu có biết địa ngục là cái gì ngã quỷ còn chẳng thấy nổi nữa huống hồ địa ngục Nghe không? các ngài chưa chứng đạo chưa thể thấy được bao giờ chứng đạt là hán thì mới thấy được có lục thông mới thấy được. Ừ. Như Ngài Mục Kiều Liên ấy, có lục thông rồi nhìn hết trên trời dưới đất, tìm mãi cuối cùng phát hiện ra mẹ mình đọa và làm ngã quỷ. Đấy, đại chúng thấy không? Ừ. Ngài có lục thông, Ngài mới thấy. Thế cho nên Đức Phật nói là cái điều này này không phải là ta nghe từ ai nói đâu. Không phải ta nghe từ một cái ông bà La Môn nào ông nói lại hay một vị Sa Môn nào nói lại cho ta hay là một ai ở trong đời này nói cho ta. Không phải. Mà cái điều này là chính ta thấy, ta biết mà thôi. Mà ta hiểu mà thôi. Đức Phật biết rõ đấy, nhá. Thế trong kinh nguyên thủy, kinh tạng ba đấy, mà Đức Phật khẳng định rõ cái địa ngục là như vậy. Khi ai mà hành ác nghiệp, thân khẩu ý thì vào địa ngục đó, nghe không? Thế trong kinh pháp cú có bài kệ nói đến địa ngục như này: nhiều nhiều người khoác cà xa. ác hành không nhiếp phục, người ác do ác hành phải sinh cõi địa ngục nhiều người khoác cà sa ở đây nói những vị xuất gia tu sĩ đấy ừ. mà ác hạnh không nhiếp phục không có điều phục cái tâm bất thiện của mình cái tâm ác của mình người ác do ác hạnh phải sinh cõi địa ngục khi bỏ thân này dẫu là mặc áo cà sa mà không tu dưỡng thì cũng đọa địa ngục vậy đấy thực hành ác hạnh cũng phải đọa bốn nạn chờ đợi người phóng giật theo vợ người mắc họa ngủ không yên bị chê là thứ ba đọa địa ngục là thứ bốn nào ở đây Đức Phật dạy cái người phóng giật theo vợ người, cái người ngoại tình đó, cũng mắc vào cái, cái họa và cuối cùng là đọa địa ngục. Đó là bốn nạn chờ đợi người, phóng giật theo vợ người. Cái người nào phóng giật buông lung và bỏ vợ nhà đi theo vợ người. đấy Thì sao? Thì mắc họa là một, ngủ không yên là hai, bị chê bai là thứ ba và chết đọa địa ngục là thứ bốn. Đấy. Cái người ở đời là như vậy đấy. Nếu mà một cái tội đấy thôi, cái tội ngoại tình đấy thôi mà còn chết còn vào địa ngục đấy rồi sao nữa đức phật dạy tiếp là như cỏ xa vụng nắm tất bị họa đứt tay hành sa môn tà vậy tất bị đọa địa ngục vào cái cây cỏ xa nó rất là sắc cái lá cỏ nó rất sắc ở trong rừng nhà mình đấy như thế có những cái cây, cây cỏ mà mình đụng vào nó như lưỡi cưa luôn đứt tay đứt chân rất là đau Đó. thế thì ạ, cái người mà không biết nắm cái cây cỏ này là rất dễ bị đứt tay thì đức Phật dạy hành Sa môn mà tà vậy xuất gia làm Sa môn mà tà vậy không có chính kiến không có chính hạnh không tu tập thì chết đọa địa ngục. Đó, đức Phật toán địa ngục. rồi trong kinh Đức Phật còn dạy thế này nếu lấy dao gậy hại người toàn thiện toàn nhân một người nào mà lấy dao lấy gậy chẳng phải chỉ dao gậy đâu phải không? tay đánh chân đá vào vân vân ác hại với một người toàn thiện, một bậc toàn nhân, thì lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này. Cái người mà ác với người toàn thiện, ác với một con người toàn thiện, một con người lành thiện thật sự. Ở đây, Thầy nói là ác với cái người chân tu thôi. Thì người ấy phải thọ lấy đau khổ trong 10 cái điều này. Ngay lập tức phải thọ đấy. Thứ nhất là thống khổ về tiền tài bị tiêu mất. Tiền tài, tài sản sẽ bị tiêu tán thứ hai thân thể bị bại hoại thứ ba là bị trọng bệnh bức bách đấy bị lâm trọng bệnh bức bách thứ tư là bị tán loạn tâm ý tâm ý nó cứ rối loạn lên không thể kìm được bất an vô cùng thứ năm là bị vua quan bức hại người đó hoặc mắc vào cái tội của vua quan đấy cứ thử đến mà ác hại một vị sư mà chân tu xem lập tức là sẽ mắc vào nạn vua quan luôn ừ. Đấy, chúng thấy câu chuyện ở chùa mình đó đấy như là là cậu khá bảnh ấy cái cậu phúc xo đấy tuyên bố xuống đây là cho người xuống đây để bắt cô yến rồi để mà hại chùa vừa tuyên bố xong thì bị nhà nước túm luôn không an bắt luôn đấy đại, đại chúng thấy không đấy, bị vua quan bức hại ngay ừ. thứ nữa là bị vu và trọng tội rồi tiếp theo là bị quyến thuộc ly tán gia đình tan nát cho nên, nên sư vụ mới nói, thầy mới nói là tất cả những ai ác hại chùa chúng ta trong thời gian vừa rồi, thế nào cũng bị quả báo. Không sớm thì muộn, gia đình đấy có khi bị ly tán luôn. Đấy, rồi sau nữa bị tài sản tan nát, tài sản bị tan nát hết, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt và sau khi chết đọa vào địa ngục. Đấy là 10 điều. Một người ác hại cái bậc toàn thiện, cái bậc chân chính tu hành, cái bậc mà toàn nhân ấy. quả báo nặng lắm thưa đại chúng ác hại ai ác hại cái người có đức là mình chết có đức là chết luôn rất nguy hiểm đó và đoạn địa ngục đấy cuối cùng lại còn đoạn địa ngục hiện đời bị những cái quả báo như vậy gia đình tan nát tài sản tiêu tốn thân sinh bệnh tật à. rồi bị tâm tâm ý thì rối loạn bị vua quan bức hại hay là bị vu vào trọng tội quyến thuộc thì chia lìa ly tán bao nhiêu cái khổ nó đến chân chớ hại ai hại cái bậc thiện lương bậc chân tu là rất nguy hiểm rất nguy hiểm đó nha thế thì như vậy để chúng ta thấy là gì kinh điển của đức phật dù là bắc tông hay nam tông đều nói đến địa ngục không những là mô tả cảnh giới địa ngục như thế nào mà còn nói rõ địa ngục ở những chỗ nào à, chứ không phải không nghe không? chứ không phải chỉ nói là chung chung đâu trong tâm tưởng đâu nghe không? thế thì bây giờ thầy xin phân tích thêm về mấy cái điều mà bạn này bạn ấy thắc mắc bạn nói là có người nói là có tài liệu nói là địa ngục có 18 tầng à, thì thực ra thì nó không hẳn hoàn toàn như thế nhưng mà cái muốn gọi là 18 tầng cũng được cách phân chia thế nào cũng được nghe không Đó, thế nào cũng được nhé thế thì ở đây 18 tầng nó xuất xứ từ cái chỗ mà con người ta chúng sinh thì có 6 căn đối với ngoài là 6 trần và phát sinh ra 6 thức, nghe không? Ba cái 6 này cộng vào cũng thành 18. Đấy, cho nên gọi là có 18 địa ngục hoặc là có 6 cái thức, 6 cái thức nhận biết. Nào, nhãn nhĩ tị thiệt thân ý thức. Nha. Đấy, 6 cái thức này nhân với ba thời thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai thành ra 18 thì cũng gọi là 18 tầng địa ngục. Yeah. Ở đây tại sao ví dụ thầy nói ví dụ như là um, ý thức của chúng ta chẳng hạn, thầy nói trong sáu cái thức thì ý thức chẳng hạn nhé, ý thức có thể chúng ta nghĩ về quá khứ, một cái quá khứ đau khổ thì mình cũng đau khổ cũng buồn. Ý thức đối diện trong hiện tại, chúng ta gặp cảnh khổ, chúng ta cũng thấy khổ. Ý thức nghĩ về tương lai, nghĩ thấy một cái tương lai mù mịt, vào đầy bất chắc mình cũng thấy khổ đấy cho nên là khổ ngay cả trong quá khứ hiện tại và tương lai à, người ta gọi là khổ thế cho nên nhân với ba sáu cái thức này nhân ba thành 18 tám à, thì phân ra là 18 tám tầng địa ngục thầy tạm lý giải như vậy để cho bạn này hiểu tại sao lại nói là có 18 tám tầng địa ngục nhưng sự thực thì thực sự có rất nhiều địa ngục như phân tầng thì có thể phân là 18 tám tầng tòa nhà có thể cao 18 tám tầng nhưng trong 18 tám tầng này có hàng ngàn các cái phòng À, hàng hàng ngàn các cái, cái ngăn khác nhau. Tầng thì gọi là có 18 nhưng mà phòng mấy ốc thì hàng ngàn hàng vạn cũng được. Nha, đại chúng hiểu chỗ này chưa? Đấy, có rất nhiều địa ngục nhưng mà thôi gọi là có 18 tầng cũng được là phân chia theo kiểu như vậy. Đó. Thưa giới bạn nói là có những quan điểm nói là người đã chết rồi á thì không còn thân xác thịt này nữa. Phải à, không? Thì làm gì có địa ngục thật chỉ là địa ngục tâm thôi không có địa ngục thật thiếu hình à. đó. thế thì thưa đại chúng cái quan điểm này là quan điểm sai một vị sư nào hay một ai mà nói rằng chết rồi không có thân cái đó là sai là không có cái thân xác vật chất thô này thôi thưa đại chúng chúng ta sống ở trên cái cõi đời này này dương gian này chúng ta mang cái thân này gọi là vật chất thô nhá nó có các tế bào phân tử nguyên tử thô mà mắt chúng ta có thể thấy gọi là sắc chất nhưng mà là thô chứ chưa phải tế nhưng khi chúng ta chút bỏ cái sắc chất thô này thần thức của chúng ta nó vẫn có cái sắc chất nhưng mà sắc chất vi tế và mắt của chúng ta không nhìn thấy Đấy. tại chúng thấy như là sóng điện trường, sóng từ trường của điện thoại, của tivi đó Nó cũng là một cái loại sắc chất Nhưng nó rất vi tế Mắt mình không thể thấy được các cái thiết bị khác nó mới đo được nó mới cảm nhận được đấy là một loại sắc chất đấy thưa đại chúng một loại vật chất vi tế không? cho nên thân của cái người chết họ có nhá như trong kinh điển nói ví dụ thân trung ấm của một người lớn thì nó giống như hình dáng một đứa trẻ bảy tuổi nào nó có đấy. thế hay là thân của ngạo quỷ nó cũng là cái thân rất vi tế như mắt của ngài mục kiều liên như ngài nhìn thấy chúng ta có nhìn thấy đâu thân của chư thiên cực kỳ vi tế đại chúng. Trong kinh nói là thân của chư thiên ấy mắt người thường không nhìn thấy, chỉ khi nào có bậc đại giác ra đời xuất hiện và, và ở gần với bậc đại giác tức là đức Phật chẳng hạn thì loài người mới có thể thấy được thân chư thiên thôi. Nó mới nhờ cái ánh hào quang của Phật nó mới lộ cái thân hiện ra cái thân chư thiên cho chúng ta thấy. Đó, chứ còn bình thường chư thiên người ta có xuống đây mình cũng không nhìn thấy. Thân của họ rất vi tế tại chúng hiểu không nào? Thế cho nên cái quan điểm nói rằng chết rồi không còn thân là sai, là không còn cái thân xác vật chất thô ở cái, cái tứ đại thô này thôi. Cái này gọi là tứ đại thô, còn nó có tứ đại tế, vi tế, cấu tạo rất vi tế là có cái thân đấy. Cho nên trong Kinh Đức Phật mới nói là thân thể của những người trong địa ngục rất là xấu xí. Phải không? Và thân của họ chật cả một địa ngục một người mà lọt vào cái địa ngục này thì thân của mình thấy choán hết cái địa ngục đó đại chúng hiểu không ví dụ thầy lấy ví dụ cái địa ngục bằng cái, cái chính điện của chùa chúng ta một người ấy rơi vào đây thì cái thân của người đấy choán hết cái địa ngục đấy mà trong địa ngục này một trăm người thì cũng một trăm người đều thấy mình choán hết cái địa ngục này nằm hết luôn đó nó lạ như vậy đấy mà không chướng ngại nhau vẫn một trăm người ở trong đấy mà không chướng ngại nhau vì chúng ta thấy như cái sóng điện trường ở trong cái, cái gian tránh điện này có hàng trăm cái thứ sóng của các cái loại mạng ở đây này có chướng nhau đâu phải không? nó cũng lấp đầy hết cả cái sóng này là sóng wifi sóng mobile sóng viettel sóng tv có hết ở đây mà có phải cái nào chướng nhau đâu cũng đầy hết cái phòng này đấy đấy nhờ, để chúng ta mới thấy rất là rõ kinh phật đức phật nói rất rõ chúng sinh vào trong địa ngục tự thân mình choán đầy địa ngục mà không chướng ngại tại sao thân lại phải choán đầy địa ngục vì thân phải to như vậy thì mới tra tấn được nhiều đúng không bây giờ thân mình bé bé thế này thì chỉ một cái mũi dao là, là đâm là hết chật mất thân rồi nhưng mà thân mình to bằng cái nhà này, này thì phải một nghìn mũi dao mới đâm được mình càng đau đau một cổ một nghìn mũi dao tại chúng thấy không cũng giống như người mà bị kiến cắn ấy. cái người mà bé thì chỉ mấy trăm con kiến nó bâu vào thôi còn người to thì phải mấy nghìn con thế thì người to sẽ phải bị đau nhiều hơn tại chúng thấy không vì mấy nghìn con nó bâu vào người mình bé tí thì chỉ mấy chỉ mấy trăm con thôi, đấy. Thế thì cho nên cái người vào địa ngục bị tra tấn đau khổ trên thân phải to ra như vậy, nở ra như vậy đấy thưa đại chúng. Đó. Cho nên nói rằng chết rồi không có thân đấy là cái mắt của phàm phu chúng ta. Chết rồi là mất cái thân tứ đại thô này thôi, còn tứ đại vi tế nó vẫn còn. Chỉ đến khi nào người đó sinh về cõi trời vô sắc thì mới gọi là không có cái thân. Đó. đến cõi trời vô sắc ấy, nhá. chúng ta ở cõi dục giới là cõi sắc giới và đến cõi vô sắc giới thì mới gọi là không có thân. Lúc ấy hoàn toàn họ sống bằng tư tưởng. chứ còn đã còn trong cõi dục này là có thân hết, địa ngục vẫn nằm trong cõi dục. đấy nhé tại chúng rất rõ cái chỗ này cho thầy. cho nên cái quan điểm nói là chết rồi không còn thân xác thì địa ngục nó không có đâu, nó chỉ là cõi tâm thôi không phải, nhá. Thế còn cái việc ở thế gian này người đời chúng ta nói rằng khi mà tâm mình khổ đau phiền não đấy là địa ngục thì đấy là quan niệm của thế gian ta muốn gọi thế nào cũng được. Nghe không? Hay người ta gọi cái nhà tù ở, ở trần gian này là địa ngục trần gian cũng được, cái đấy là quan niệm của người đời. Còn ở đây thầy nói quan điểm và cái thấy biết của Phật giáo nó rõ ràng. Còn người đời thì có thể gọi như thế, lúc sướng quá ở đấy nó đang ở thiên đường đấy, nghe không? còn lúc nó đang phiền não đau khổ thất tình hả? chán đời vào đấy nó đang trong địa ngục đấy thì cái đấy là chuyện quan niệm của người trần gian còn trong phật giáo là phải thấy thực thấy đúng hả? thế thì kinh thưa đại chúng để mà lý giải cho bạn này cho nó hiểu thì thứ nhất chúng ta tin rằng kinh điển đức phật nói đức phật thấy ngài nói nên sự thật nhưng trong phật giáo chúng ta có hai cái sự thật nghe không? Ở đây Thầy nói để đại chúng nắm được có hai cái sự thật. Một là sự thật tuyệt đối, hai là sự thật tương đối. Nha? Sự thật mà có hai cái. Đức Phật dạy chúng ta cũng thế. Có lúc Ngài nói ở cái sự thật tương đối, có lúc Ngài nói ở sự thật tuyệt đối. À. Nên Đạo Phật là thấy toàn diện, thưa đại chúng. Đạo Phật là thấy được toàn diện. Cái thấy của Phật giáo là thấy toàn diện. Thấy về mặt triết học gọi là gì? Thấy được cả bản thể Bản chất lẫn hiện tượng Thấy được cả nội dung lẫn hình thức à, Thấy được hết cái Còn trong Phật giáo thì gọi là gì? À, Phật giáo thấy được chân đế và tục đế Thấy được cái sự và cái lý Thấy được cái tánh và cái tướng à, ấy, Trong Phật giáo gọi là Chân và tục Sự và lý Tánh và tướng Thấy như vậy đấy Cái thấy của Phật giáo là thấy toàn diện như vậy Chứ không phải chỉ thấy một mặt người đời phàm phu chúng ta chỉ thấy một một phương diện thôi, còn trong Phật giáo là thấy toàn diện, à, sự lý tánh tướng là phải viên dung thấy hết, đó, nhé. cho nên ở đây thì thầy nói một chút về cái 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 triết lý của Phật giáo thấy rõ. Phật giáo thì khẳng định rằng nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp mà là duy thức biến, tất cả do tâm tạo mà muôn pháp có mặt ở đời này là do thức của chúng ta nó biến ra Nhờ? thế nó mới là khó đấy ngay cái thân thịt này tứ đại thô này cũng là là thức của chúng ta nghiệp thức chúng ta nó biến ra cái thế giới này, vạn hữu này cũng do nghiệp thức biến ra đấy, đại chúng thấy không núi sông mà trời trăng mây gió đều là nghiệp thức của chúng sinh biến ra mà thức thì lại gốc là tâm cho nên nó nói là vạn pháp nhất thiết duy tâm tạo là vậy đấy nó khó chỗ này đấy có một bài kệ của một vị thiền sư là ngài từ đạo hạnh rất là hay ngài nói thế này tác hữu trần sa hữu à, tác hữu trần sa hữu vi không nhất thiết không hữu không như thủy nguyệt vật trước hữu không không Yeah. tác hữu hữu đấy trần sa hữu nghĩa là nếu mà bảo là có đó thì có tự hạt cát từ mảy may à, nếu đã nói là có thì cái gì cũng có tôi đại chúng có thì cái gì tác hữu trần sa hữu hữu là có nếu bảo rằng có nếu cho là có thì cái gì cũng có sợi tơ sợi tóc hạt bụi cho đến nguyên tử, phân tử, Bây giờ khoa học nó khám phá ra rất nhiều cái. còn dưới cả nguyên tử, dưới cả điện tử, dưới cả neutron, đó. đó, nhỏ như thế vẫn là có, không phải không có. và thiên đường có, địa ngục có, muôn loài có. xem cái bộ phim về biển ấy chúng thấy vô số các loài, đủ các hình dạng không thể tưởng tượng được trong kinh thập thiện đức phật dạy tại sao chúng sinh lại lắm hình lắm dáng thế nó là do nghiệp thức của chúng sinh biến ra do nghiệp khác nhau hành nghiệp của mỗi chúng sinh khác nhau mỗi loài khác nhau chân sinh ra các hình tướng khác nhau đấy ở đây ấy, thầy chỉ cần nói đại chúng nhìn đến trong cái bộ phim mà, mà xạ ở à dưới biển đấy thấy nó vô số các loài không tưởng tượng nổi đủ các hình thù kỳ quái kỳ lạ có những cái con vật mà cũng lần đầu tiên trong đời thầy mới nhìn thấy Ừ, nó rất lạ kỳ còn trên rừng nữa không biết bao nhiêu nó nhiều lắm Đấy. là do nghiệp thức khác nhau nó biến ra cho nên đã có là có tự mảy may từ cái hạt bụi cho đến rất nhỏ cái gì cũng có mà vi không nhất thiết không mà đã bảo là không á, thì không có cái gì cả cả thế giới này cũng không Đấy. to như trái núi người ta cũng là thấy không mà, như mặt trời mặt trăng cũng là không cái chỗ không này rất là khó đấy thưa đại chúng đại chúng phải học ở cái mức độ sâu nữa mới thấy được cái không này ừ. từ Ngài nói sao Hiểu hay không giống như thủy nguyệt như bóng trăng ở dưới lòng sông ấy. bóng trăng ở dưới đáy nước ở lòng sông ấy bảo là có cũng không được bảo là không cũng không được phải không bảo là có thì bảo lấy lên đây thò tay xuống lấy cho tôi cái, cái trăng ở dưới đáy nước lên đây không lấy được nhưng bảo là không thì cái gì kia nó sáng lấp lánh ở dưới nước kia tại chúng thấy không <laughs> đấy à, bảo có không không được mà bảo không không được hay ở đây thầy lấy ví dụ luôn để lại chúng tư duy một chút này ví dụ chúng ta ai cũng nằm mộng cả rồi ai cũng nằm mơ à, ai cũng ngủ mơ cả rồi đấy trong đây tần này con người không ai là chưa từng mơ bây giờ hỏi giấc mơ là có hay không Nghe. Bảo giấc mơ là có có thì đâu mang nó ra đấy không mang được không ai lấy được giấc mơ cho mọi người cả. Chẳng ai đem được một cái gì trong giấc mơ. Trong giấc mơ đấy tôi nào ăn ăn đủ thứ hải sản, sơn hào, hải vị. Và hay chúng tôi được đi du lịch những cảnh đẹp lắm, những cảnh như đâu hết thôi. Mang ra không được nữa. Bảo là có thì không không làm sao mà chứng minh là nó có bằng cách nào được cả. Nhưng bảo là không có giấc mơ thì tại sao tôi lại mơ? Hả? Bảo không có giấc mơ là không có. Thế không có tại sao tôi lại mơ và tại sao tôi lại nhớ, tôi lại kể được hết. Tôi mơ như thế nào? Tôi gặp ai trong mơ? Nếu mà nó không có làm sao tôi nhớ, làm sao tôi kể? Đúng không này chúng? Thế <laughs> cho nên ngay cái giấc mơ của chúng ta hàng ngày này bảo nó có hay nó không là cái vấn đề rất là khó. Thấy không? Nói có cũng không được, mà bảo không cũng không phải. Có những cái tình trạng mà chúng ta nói có không, không được, mà nói không cũng không xong là như vậy đó. đấy. Đó nhé thế còn chúng ta thấy đấy Phật giáo là giải quyết được thấu đáo những vấn đề như vậy Đức Phật thì thấy, dạy rằng tất cả chúng sinh nhìn nhận và thấy thế giới này đều thông qua lăng kính nghiệp của mình chúng ta thấy thế giới này như thế nào là hoàn toàn theo cái lăng kính nghiệp của mình cũng giống như thầy nói ví dụ mình mà đeo cái kính đen thì thấy cả thế giới này tối đen mình đeo kính hồng thì thấy cả thế giới này có cái màu hồng đấy đấy gọi là cái kính chúng ta đeo hàng ngày đấy thôi thế còn còn cái kính nghiệp ấy cái lăng kính nghiệp đấy thì nó làm cho chúng ta thấy thế giới khác nhau mỗi loài thấy thế giới khác nhau theo nghiệp của loài mình thầy lấy ví dụ như là nước chẳng hạn loài người gọi là nước nhé thì con cá nó không nghĩ là nước đâu loài người nghĩ là nước là để dùng để uống này tắm rửa giặt rũ này và cũng có thể là để bơi bơi lặn con cá thì nó không nghĩ là nước mà nó nghĩ đấy là cái hơi thở của nó phải không là cái môi trường sống của nó chứ nó sống ở trong cái nước nó ra khỏi nước nó chết mình thì phải là không khí mới là hơi thở còn con cá nước là hơi thở của nó không phải không đấy thế rồi cái loài ngã quỷ họ nhìn nước lại tất cả đều là một một than hồng hết là một một giống như là một cái dòng than hồng ấy, hay là một thỏi than hồng vậy đó nhìn thấy nước là rực lửa luôn đấy là một dòng sông lửa một dòng sông đang nóng như than cháy vậy đó đấy là ngã quỷ thấy nước thì lại là than hồng Vậy chư thiên người ta nhìn thấy nước thì lại là ngọc bích chư thiên người ta nhìn thấy nước là ngọc bích hết đấy thưa đại chúng đó đại chúng thấy không à, khác nhau à, cũng là một cái chất ấy nhưng mà do nghiệp của mỗi loài khác nhau thì lại thấy khác nhau đấy. thầy lấy nó hơi thô một chút ví dụ như bãi phân chẳng hạn không? loài người chúng ta là bãi phân thì rất là bẩn không ai muốn gần không ai muốn cầm không muốn chạm vào nó cả bịt mũi đi qua không? nhưng mà sao con bò hung con giòi thì nó thích thú vô cùng đấy là nhà của nó đấy là thức ăn của nó đấy là tất cả những cái gì gần như là thi vị nhất của đời nó rồi nó ra vào trong đấy đại chúng nhìn thấy những con giòi bọ chưa nó chạy ra chạy vào nó tung tăng ở trong cái đống phân ấy. thích lắm sư phụ đã nhìn thấy cái đó ở trong rừng nhìn thấy à. Nhưng bãi phân trâu con giỏi nó bỏ nó chui ra chui vào hớn hở ở trong đấy vui lắm nhưng mà loài người mình thì rất sợ phải wow. đấy. hay con chó nó nhìn thấy bãi phân này là cũng là thức ăn của nó, nó rất thích thú hấp dẫn đấy các bạn như vậy chỉ một cái thôi mà chúng ta thấy nghiệp khác nhau thì đã thấy nó khác nhau rồi Nghe không rồi thầy lấy thêm ví dụ ví dụ như là trong mắt con ruồi nó thấy thế giới này khác trong mắt con kiến nó thấy thế giới này khác trong mắt con cua nó thấy thế giới này khác à, cấu tạo mắt của nó khác nhau nó thấy thế giới này khác trong mắt của loài người thấy thế giới này là như thế này bây giờ thầy nói tất cả nhân loại chúng ta đều thay mắt hết con mắt của mình nó không phải là hình cầu như thế này nữa ví dụ nó là hình lục lăng hay hình tam giác chẳng hạn nó không phải cấu tạo những cái sợi dây thần kinh như thế này mà nó lại những hình que, hình kiếc gì đấy chẳng hạn. Thì lập tức chúng ta sẽ nhìn thấy thế giới này khác hoàn toàn. Đại chúng thấy không? Không phải thấy cái cột này nó giống như thế này đâu. Mà khi chúng ta nhìn thấy cột, có khi nó lại ngoằn ngoèo như con run chẳng hạn. À, nó không thấy như thế nữa. Đại chúng thử lấy tay, ấn vào mắt mình xem mọi cái nó biến đổi ngay. Nếu tất cả mắt mọi người đều, nhân loại này mắt đều bị méo hình số 8 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ nhìn thế giới này nó đảo ngược có khi là nhìn thấy mọi người cứ đi trồng đầu xuống. Đó. phải không? Đấy, thế thì chúng ta mới thấy có phải do nghiệp của mình không? nghiệp của chúng ta khiến chúng ta thấy thế giới này nó như vậy theo nghiệp của loài mình thôi đó. đại chúng rõ chỗ này không? Đấy nhá, từ cái hôm nay thầy nói để đại chúng mới hiểu được à cho nên chúng ta thấy thế giới này là theo nghiệp của mình, đó. cái người mà tâm lúc nào cũng phiền hận lúc nào cũng oán trách thì nhìn thấy cái việc gì người ta cũng khó chịu lắm. Cái người ấy là suốt ngày ở đâu cũng ca thán chán đời, à, chán đất nước, chán quê hương, chán chính quyền này khác. Thầy đã gặp những chuyện ấy rồi. Cái người này là đeo cái lăng kính chán đời à, ở trong cơ quan cũng nói những chuyện chán đời ra ngoài quán trà vỉa hè cũng nói chuyện toàn chán đời thôi, toàn những cái chuyện chán đời đấy. Thế còn cái người mà người ta tâm tính lạc quan vui vẻ thì chỗ nào tao cũng thấy vui vẻ, đó nên là cái lăng kính mình đeo vào trong cuộc nguyễn du của nó hay lắm nhỉ? À, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ khi một người đã buồn thì cái gì nhìn cũng buồn vì cái lăng kính của mình là cái kính buồn thế thế khi, cái, cái cháu nào mà nó vừa nghe tin hôm nay đỗ lại học thì nó đeo cái lăng kính vui lúc đi đâu nó cũng vui à nó đi về nhà cũng vui đi ra đường cũng vui ra chợ ra đồng nó có làm nó cũng vui cả ngày hôm nó vui Đấy, vì hôm đó được đeo cái kính vui đấy chúng hiểu không nào đó nhé đấy, thế cho nên cái chúng ta thấy được thế giới này nó hoàn toàn do nghiệp thức của mình mà nghiệp thức của mình thì nó cũng sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi tâm tính này rồi chuyển kiếp thì nó nghiệp nó cũng chuyển đó để chúng ta hiểu và như vậy thì chúng ta mới thấy nhìn nhận thế giới này thế nào cho nó đầy đủ cho nó đúng chỉ có mắt của bậc thánh mới thấu tột cái điều này Nghe không? trong mắt các bậc thánh thế giới này không có một vật Nghe không? ngài vẫn thấy có tất cả vạn vật nhưng mà ngài cũng lại thấy cái không có một vật trong bài kệ của đức lục tổ hệ năng khi ngài mà đạt đạo ấy ngài nói thế nào bồ đề bản vô thọ minh cảnh diệt phi đài bản lai vô nhất vật hà xứ nhạ trần ai nghèo bản lai vô nhất vật ngài nói là xưa nay không có một vật ạ à. Tôi thấy xưa nay không có một vật Cả thế giới này thật sự là không có cái gì hết á Trong mắt Bậc Thánh các ngài nhìn Các ngài thấy tận cái không Trăm ngàn vạn người trước mặt cũng thấy là không hết à Ngài thấy được cái không đó Đại chúng hiểu không? Cái mắt của các ngài nó sâu đến như vậy mà Dù Chúng ta vì mắt thịt cho nên thấy là đây là một cái khối đặc Thấy cái thân thể này làm khối đặc Nhưng mắt của các ngài giống như là các cái tia x quang á nó xuyên qua người mình thì đâu có thấy gì là mình đâu bây giờ mắt chúng ta mà có những cái tia x quang người ta nhìn người ta xuyên qua hết người này thì ta thấy ví dụ có chú nào ngồi trước mặt bây giờ nhìn xuyên qua thì thấy chẳng có chú ý đâu coi như là không có gì nữa này chúng thấy không xuyên qua tất cả các cái khe hở trong cơ thể mình rồi người ta xuyên qua các cái, cái khoảng cách các tế bào đó cho nên người ta thấy nó là không các bậc thánh nhìn thấy cái không của vạn vật Đức Lục Tổ ấy Năng thế Ngài nói là xưa nay không một vật là như vậy đấy Bản lai vô nhất vật. Thấy trái núi tôi cũng thấy là không thôi. Nhưng mà không phải là Ngài nói như thế là Ngài phủ nhận không có cái trái núi. Ngài vẫn thấy trái núi nhưng mà Ngài cũng thấy cái không của trái núi. Ừ. Cái rỗng không của nó. Đó. Đại chúng rõ chỗ này không? Ừ. Đấy nhá. Thế cho nên đứng trên cái góc độ gọi là tuyệt đối lý tính Chân đế thì vạn pháp dai không. Tất cả vạn sự vạn vật trên thế giới này là không. Đấy là góc. Ở cái giác độ chân đế tuyệt đối. Lý tính. Thế còn. Ở cái góc độ sự thật tương đối. Tục đế. Gọi là tục đế tương đối. Ở cái chân lý tương đối này. Wow. Ở, ở cái góc độ về sự. Vật hiện tượng thì vẫn có đầy đủ Mọi sự mọi vật Có Phật, có Ma Có Trời, có Địa Ngục à, Có Thiên Đường, có Địa Ngục Có chúng sinh, có đủ các hạng loại Có nhân và có quả Nhân nào và quả đấy Rõ ràng, không sai Đấy là sự thật tương đối Như Thầy nói đấy Đối với Đạo Phật phát hiện ra hai cái sự thật Một sự thật tuyệt đối Và một sự thật tương đối nhưng mà tất cả chúng ta đều đang sống, đang tồn tại trong cái gì? Sự thật tương đối. Chúng ta chưa ai mà là thánh để chứng được vào cái chân đế tuyệt đối. Chúng ta vẫn đang sống và đang bị chi phối bởi cái sự thật tương đối này. Nghe không? Chưa ai thoát được cái sự thật tương đối này. Chỉ các bậc thánh, các ngài chứng được chân lý tuyệt đối, chứng vào chân đế vào wow. các ngài sống được ở trong chân đế rồi còn chúng ta chưa sống được Nghe không? chúng ta chưa sống được cho nên chúng ta không thể nói rằng là không có cái gì cả chúng chưa không thể nói được rằng là xưa nay không có cái gì không có địa ngục không có thiên đường chúng ta chưa nói cái đó được đâu chúng ta vẫn còn đang sống đang bị cái thế giới tương đối này nó chi phối chúng ta vẫn còn thấy đói vẫn còn thấy khát vẫn còn thấy đau vẫn còn thấy sợ vẫn còn ham muốn vẫn còn thấy khoái lạc thế thì chúng ta chưa thể hết được phải không đó thầy kể cho câu chuyện về các bậc thánh giả khi ngài đã chứng đạt được chân đế tuyệt đối các ngài mới có thể thấy là vạn pháp dai không được câu chuyện này về một vị thiền sư là tổ sư tử là tổ thứ 24 của phật giáo thiền tông thì tổ sư tử khi ấy đến nước kế tân để hoàng pháp nhé nên cái tuần hoàng pháp thì trong cái nước này á, có hai cái người ngoại đạo họ rất giỏi về huyễn thuật họ giỏi huyễn thuật lắm nhưng bây giờ khi mà thấy tổ đến ấy, tổ sư tử đến thì họ biết là họ sẽ họ sẽ không thể làm ăn gì được vì ngài quá đạo cao và tất cái đức hành cái tất cả mọi cái phép thuật của ngài đều hơn họ cho nên họ rất là khởi ra cái ác tâm đố kỵ họ có mưu đồ ám sát nhà vua vì khi mà tổ sư tử đến nước kế tân này Hoàng Pháp ấy, thì vua của nước kế tân này là ông Di La Quật, ông rất kính trọng Phật giáo. Khi được gặp Ngài rồi, ông kính trọng Phật giáo vì thấy trí tuệ của Ngài nó mênh mông. Mọi cái Ngài giúp cho rất đầy đủ. Cho nên ông, ông kính trọng Phật giáo vô cùng, ông cho phát triển Phật giáo trong nước. Thế cho nên ấy, ngoại đạo họ rất là tức, họ rất ghen ghét. Thế thì có hai cái vị ngoại đạo này họ giỏi về huyễn thuật lắm. Họ mới mưu đồ họ sẽ ám sát vua. Nha, ám sát vua và cũng là để hại Phật giáo đấy, họ cái ý đồ để hại Phật giáo. Đó. Cũng giống như bây giờ cũng có một số những các cái ngoại đạo cũng có ý đồ hại Phật giáo đấy. bôi nhọ Phật giáo, họ viết bài viết báo bôi nhọ Phật giáo, chúng ta biết đấy. Khi thấy Phật giáo mà hưng thịnh là họ có ý đồ như vậy. Họ đâu có biết là Phật giáo là cái tôn giáo đồng hành với dân tộc chúng ta hơn 2.000 năm lịch sử. Và có thể nói là Phật giáo đã thẩm sâu vào trong xương, trong tùy của người con dân đất Việt rồi. Nhưng mà họ ác hại Phật giáo đấy. Ừ. thế thì các cái vị ngoại đạo lại cũng thế họ tính ám sát vua nhưng mà họ sợ bị bại lộ cho, cho nên ý, họ rất là thâm họ cạo tóc đi họ mặc quần áo của một vị sư hình dáng vị sư vào Nghe không? để đi ám sát vua đấy chúng ta thấy không cái chuyện này bây giờ cũng có có rất nhiều những cái vị nó ở ngoại đạo khác mà muốn hại phật giáo họ cũng cạo tóc thì họ mua mấy quần áo của nhà chùa đấy họ mặc vào xong rồi họ đi uống rượu ăn thịt họ đi châu ừ, gái này khác thế xong nó quay lên nó bảo đấy sư đấy sư bây giờ đi ăn chơi như thế hiện nay là đã có những cái tình trạng đấy xảy ra là chúng hiểu không bây giờ cao tóc thì ai mà chả cạo chọc được rất dễ quần áo nhà chùa thì mua ở, ở hiệu có ngay Nghe không? rất dễ mặc vào cái là thấy là hình vị sư ngay rồi thế rồi là họ đi ăn đi chơi uống rượu xong rồi đủ các thứ sau đó tự quay phim cho người quay clip lên xong tung lên mạng nói đấy là sư đấy sư thế nọ thế kia đấy đấy chúng ta thấy ác vô cùng giống hệt những cái vị ngoài đạo đó. trong cái câu chuyện này thầy kể nó muốn ám sát vua nhưng mà sợ ám sát mà không thành thì thì chết và khờ, và mục đích của họ không đạt được cho nên họ giả làm sư cạo tóc mặc quần áo của các thầy tỳ kheo các vị sư đấy. rồi đi làm việc ám sát vua và quả nhiên thì sự việc nó bại lộ và bị bắt à, bị bắt thì đương nhiên hai vị này bị bắt thì sẽ bị xử tử thôi nhưng mà làm sao nó đã đạt được mục đích rồi lúc này thì ông vua di la quật ấy, ông tự nhiên ông rất là hận về phật giáo ông bảo không nghĩ là mình đã yêu quý phật pháp cho phát triển xây dựng chùa triển như vậy mà bây giờ họ lại quay về họ ác họ hại mình thế này đó tại chúng thấy kinh không Đấy. cho nên Ông từ lúc ông phẫn uất lên này, ông bắt đầu thay đổi hết tất cả. Ông bắt đầu quyết định là triệt hạ chùa triền, ra lệnh triệt hạ chùa triền, bắt nhốt tăng chúng. Đại chúng thấy không? Đó, bắt nhốt tăng chúng. Nó giống ghê lắm các thưa đại chúng. Đó, cái tình trạng bây giờ. Thế và ông Vua ông trách thế này. Lâu nay ta sùng kính Phật giáo, quý trọng các tỷ kheo mà nay họ lại manh tâm sát hại ta. Vậy họ còn đạo đức ở chỗ nào? đó bởi vậy thì nhà vua hôm ấy là đích thân tự mình cầm cái gươm cái gươm báu của ông đấy của hoàng cung mang đến chỗ tổ sư tử ông gặp ngài và ông hỏi thế này thầy đã được không tướng chưa <laughs> hỏi là thầy đã được không tướng chưa tức là ông này cũng là được am hiểu phật giáo đấy hỏi câu này là phải cái người mà đã từng học sâu về phật giáo phật giáo thì nói về tướng không mà tính không tướng không của các pháp cửa chùa cũng gọi là cửa không là vậy đấy nghe không đấy. cửa không không cửa chung đấy. đấy thì ở đây là hỏi là thầy đã được không tướng chưa đã chứng được cái không tướng của các pháp chưa nghe không đấy. thế thì ngài sư tử mới nói đã được ừ, ngài đáp là đã được vua ông vua nói là nếu đã được thì còn sợ gì sống chết chăng đấy. Còn nếu Ngài đã được thì Ngài có còn sợ gì sống chết nữa, phải không? Đã, đã, bị, đã chứng được tính không thì còn sợ gì sống chết. Thân này cũng là không có gì mà sợ. Đã, hỏi cũng đúng đấy chứ. Thế thì Ngài mới nói thế nào? Tổ sư tử nói là đã lìa sống chết thì đâu có sợ. Ngài nói là ta đã lìa cái chuyện sống chết, ta đâu có sợ. Thế thì ông, ông dồn tới thế này. Nếu chẳng sợ thì có thể cho ta cái đầu của Ngài được chăng? <laughs> Ghê không? <laughs> ông vừa là phẫn uất ông vừa đủ vừa là lấy cả đạo lý ra để cật phấn ngài mà cũng dùng đạo lý để mà diệt ngài mà nếu mà ngài chẳng sợ thì ngài có thể cho ta cái đầu được không nào cũng là để kiểm chứng xem ngài có thật chứng chưa nghe không tổ sư tử nói sao thân này còn chẳng phải của ta huống nữa là cái đầu thế là ngài mới ở đây ông lấy đầu ta đi thế ngài chìa cổ ra cho ông thế và ông này ông ấy liền dơ gươm giống chặt đầu ngài rơi xuống đất nghe không? và khi đầu ngài vừa rơi ra thì một dòng sữa trắng nó cao nó phun lên cao cả hàng trượng trong trong đây nói là hàng trượng. Nó không phải là máu nữa mà nó là dòng sữa trắng, máu trắng nó phun lên. Và ngay sau đó thì tay của cái ông vua ờ uh, Di này ấy, tự nhiên là rời lìa luôn. Chém xong đầu ngài Dương Đất lập tức cánh tay của ông rời luôn, đứt luôn, tự động đứt luôn. Và 7 ngày sau thì ông vua lại chết. Đấy. Đấy thì ở đây thầy nói là câu chuyện này câu chuyện trong lịch sử của phật giáo thiền tông nói là cái tổ sư tử ngài đã chứng được cái chân đế cái tuyệt đối rồi ngài đã sống được với cái chân lý tuyệt đối cái tánh không rồi à, cho nên ngài mới nói là ngài không còn sợ gì nữa cái thân này còn không phải của mình thì có gì cái đầu cái đầu còn tiếc cái gì nữa tức là ngài chứng được cái không rồi nha vì ông hỏi là ngài đã đạt được không tính chưa không tướng chưa thì ngài mới ta được rồi đó nha Ngày câu chuyện này để cho chúng ta mới thấy được là gì chúng ta không thể nói rằng vì phật giáo nói là vạn pháp dây không cho nên không có gì cả không cũng có mà có cũng có ừ, có một vị tổ sư cũng nói đấy thực tế lý địa bất thọ nhất trần vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp nghĩa là gì nghĩa là cái chỗ mà thật tuyệt đối cái chỗ chân lý tuyệt đối thì không có một mảy trần như lục tổ hệ năng nói là xưa nay không một vật là vậy đấy cái chỗ thực tế là xưa nay là chân thật không có gì nhưng vạn hạnh môn chung bất xả nhất pháp ở trong cái việc đạo hạnh công hạnh là không được bỏ một việc nào một pháp nào người ở đời mà chấp không bằng hạt cải ấy, thì còn nặng hơn là chấp có bằng núi tu di là vậy đó nghe không? Bảo là không có cái gì là chết. Thế cho nên vị sư nào nói là không có địa ngục mà nói với tất cả đại chúng như thế là chết đấy. Là sai hoàn toàn. Nghe không? không là phải không với những bậc nào. Các thiền sư người ta có khi cũng nói không. Không địa ngục, không này khác là nói để phá chấp cho cái người đương cơ, cái người đang đối diện với họ thôi. Chứ còn với tất cả đại chúng mà nói là không có địa ngục là chết, là mình bị đọa đấy. Vì sự thật là địa ngục nếu về mặt tương đối là hiện hữu có thật. Ở thế gian này chúng ta có nhà tù, vào thì tại sao lại không có địa ngục? Có thiên đường thì phải có địa ngục. Nhưng những vị sư này thì lại chấp nhận có thiên đường, nhưng mà lại không chấp nhận có địa ngục là thế nào? Nghe không? Thiên đường thì nó đối với địa ngục, có thiên đường phải có địa ngục chứ. Đó. Có cái chỗ sung sướng thì phải có chỗ cực khổ đau. Nghe không? Đại chúng thấy không? ở đây Thầy lấy ví dụ cái cảnh giới Chùa Ba Vàng chúng ta đây có phải cũng là do tuy tâm chúng ta tạo không? Do tâm của Thầy, tâm của các Phật tử, tâm của tất cả các cơ quan, chính quyền, nhà nước vào đều có chung một cái tâm muốn xây dựng cái chùa này. Không? thì nó mới hình thành cái chùa này. Chứ ngày xưa nó làm cái, cái núi hoang. Đại chúng thấy không? Thế đây có phải cảnh giới này là do tâm mình tạo ra không? của những cái người yêu thích cái tình cảnh thì nó về đây, nó hiện ra cái cảnh giới này. Thế còn nhà tù là cái chỗ mà tâm của những cái người tạo tội thì sẽ hiện ra cái cảnh nhà tù. Mai mốt ấy, bỏ cái thân cõi người này thì sẽ có cảnh giới địa ngục đón những cái người tạo tội ấy. Nhưng chẳng qua vì mắt chúng ta là phàm nhân không thấy chứ đừng phủ nhận lời đức Phật dạy nha. Cho nên để trả lời câu hỏi cho bạn này Thì Thầy khẳng định với bạn Về mặt tục đế nhé? Về mặt gọi là sự vật à, Tương đối thì địa ngục hoàn toàn thực có Không thể nói là không có Chỉ không có với những ai đã chứng đạt được chân đế mà thôi Nghe không? Còn đối với kẻ phàm phu chúng ta Địa ngục có thực vậy đấy đừng coi thường đừng nghĩ rằng địa ngục chỉ là tâm chỉ là trạng thái tâm mà chết đấy mà sau này thì hối không kịp. Địa ngục là sự thật nhé, sự thật đấy chứ không phải cái chuyện chỉ là nói cảm xúc của tâm tôi khổ gọi là địa ngục cũng phải. Mà chúng ta bỏ thân này lập tức thần thức vào địa ngục nếu tạo ác nghiệp như kinh Đức Phật dạy. Có vua Diêm La có ngục tốt quỷ sứ họ tra tấn rõ ràng à, không thể nói là không được khi chúng ta mê còn trong vô minh này thì địa ngục là thật Nghe không? chúng ta chưa giác ngộ thì chưa thể nói địa ngục không được hết tại chúng phải nhớ như vậy nhé thế thầy xin trả lời câu hỏi cho bạn này như vậy để khẳng định với bạn cái điều này không còn phải mê lầm và không phải lăn tăn gì nữa Nghe không? trong cái chân lý tương đối cái thế giới tương đối này có thiên đường có địa ngục là thật đấy Nghe chỉ khi nào chứng thánh quả và wow, đạt được chân đế tuyệt đối mới biết được vạn pháp dai không lúc ấy thì hãy mở miệng nói rằng không có địa ngục còn bây giờ mà nói không có địa ngục là đọa vào địa ngục đấy lúc vào trong địa ngục rồi mới lúc <laughs> ấy nói có hay không đây nha thì thầy xin chia sẻ với đại chúng nhé thì mong đại chúng hiểu được để chúng ta tin sâu lời Phật dạy chúng ta thực hành à, kính bạch à, từ YouTube của bạn Hoàng Anh kính thưa thầy, con thưa thầy con trai con mới mất, cháu hưởng dương 14 tuổi. Thầy cho con hỏi rằng quần áo, sách vở và đồ dùng của con trai con nên đốt đi hay là mang đi làm từ thiện ạ? À? Con xin thầy chỉ dạy cho con, con xin tạ ơn thầy. À tức là từ bạn Hoàng Anh bạn hỏi rằng là con trai của bạn ấy mới mất, cháu có rất trẻ 14 tuổi thôi. Thế thì bây giờ là sách vở đồ dùng tất cả các thứ của con trai của bạn ấy nên đốt đi hay là để lại dùng hay là đem đi làm từ thiện. Đó. Thế thầy xin trả lời bạn Hoàng Anh và đại chúng thế này. Quả thật đấy là cái câu hỏi này cũng nhiều người lăn tăn đấy. Và không biết cái đồ dùng của những người đã chết, mới chết này rồi đã chết, kể cả chết lâu rồi thì xử lý thế nào? Đó. có những người thì là đem những cái đồ dùng ấy cho tống hết vào quan tài à, ngày xưa thì quan tài đem trôn trôn luôn áo quần giày dép trang sức các thứ tống hết vào đấy đem trôn theo quan tài thế cho nên có nhiều cái quan tài trôn vàng trôn bạc trôn ngọc trong đấy cho nên về sau mới mì cái bọn mà đi đào mộ á bọn bọn mới nó biết là trong quan tài có của nó tối nó ra nó đào tung cả mộ ra nó lấy vàng đấy cho nó bị đào thế sau này biết là như thế rồi thì không cho vàng bạc vào đấy nữa à, thế rồi thì là, 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 cho những cái khác vàng giả gọi là, là vàng mã đấy đốt vào thưa đại chúng nó nhiều cái chuyện lắm thế rồi có khi là không dám dùng cứ để ở đấy cất ở đấy mãi mãi lưu cứu đời này đời sau cứ sợ không dám dùng đấy thì nó là thế nào thế thì chúng ta phải à, tư duy cái việc này nó thật là thấu đáo theo đúng tinh thần của đạo Phật nhé. Thì theo tinh thần của Phật giáo chúng ta thì biết rồi một người sau khi chết ấy, nếu họ không tái sinh vào các cõi như là cõi trời, cõi thần á tu la, cõi người hay cõi súc sinh, kể cả cõi địa ngục nếu họ không rơi vào các cõi đấy họ tái sinh làm ngã quỷ. Mà đa phần chúng ta là sinh vào ngã quỷ thưa đại chúng. Kinh Đức Phật dạy rồi những người sống trên cõi trần này sau khi chết thì đa phần rớt vào ngã quỷ hoặc địa ngục giống như đất ở móng tay so với đất đại địa đó à. ừ. những người tái sinh được lại làm người ít như đất ở móng tay còn những người đọa làm ngã quỷ và địa ngục nhiều như đất đại địa cho đại chúng thế cơ mà cho nên nói chúng ta hầu hết sinh làm ngã quỷ thế thì trong 49 ngày của thân trung ấm á ở đây thì thầy khẳng định với đại chúng thế này hiện nay cái chuyện về thân trung ấm á thì giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển cũng còn có những cái bất đồng. Có những vị nói rằng chết một cái là tái sinh liền, đầu thai ngay. À, không có cái giai đoạn trung chuyển gọi là thân trung ấm. Nhưng mà thầy thầy không chấp nhận quan điểm này vì chính bản thân thầy đã từng thoát xác và thầy biết rất rõ cái chỗ này, khẳng định nó có một cái thân bên ngoài. Thoát thân này ra vẫn còn Không phải là đầu thai ngay Không phải là tái sinh ngay đâu Nó có cái thân trung ấm Nó có một cái giai đoạn Đấy là sự thật thưa đại chúng đó. Có một lần thầy cũng thoát thân Ra khỏi cái thân này Nhìn thấy rõ hết mọi việc Thưa đại chúng Thấy cái thân mình nằm tranh anh ở đấy luôn Rồi mình đi, đi chơi chỗ này chỗ kia Thưa đại chúng đó. Cái hồi ấy là thầy còn ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đó Ừ. lúc ấy cũng đã thiết tha tu tập rồi cũng gọi là 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 dục như ý túc tha thiết tu tập lắm rồi Đấy, lúc ấy nó sinh ra được cái đó à, lúc mà thầy đi ngao du thế nhìn thấy rất còn đi cái ra biển rất là nhanh thưa đại chúng đúng là chân thầy mới nói nó đi như sóng điện là như vậy nhìn thấy các cảnh thấy người dân ở biển họ đi biển thế nào đến lúc quay về lại trong trường thì còn nhìn thấy một anh bạn anh đáy bậy cơ thưa đại chúng đó. Lấy vậy cho đến lúc mà thầy về thì nhìn thấy cái, cái, xác mình nằm đấy thầy còn nghĩ là nên nhập hay không nhập đó tới khi mà bảo ờ, chứ đang suy nghĩ thế thì mình đã nhập vào cái thân rồi nhập vào thân rồi xong một lúc sau thì ngồi dậy ngồi dậy thầy đi mới tìm cái anh bạn lúc nãy thầy nhìn thấy thầy hỏi thật là lấy có đúng không đấy vậy không đúng không đấy đấy vậy thật đấy thế thì thế thì ai phủ nhận được cái chuyện này nó có một cái thân cho nên thầy biết biết cái thần thức mình nó thoát ra nó đi như thế nào là có Không phải không Nó vẫn nghe vẫn thấy được Và vẫn nghe vẫn thấy được Đấy nhé yeah. Thế cho nên ấy, khi mà trong 49 ngày Thì nếu vong linh không bị tái sinh vào những cõi kia Thì ở trong thân trung ấm Vong linh vẫn đi vẫn về được Và ra mộ về nhà Đến những chỗ mà vong linh thương nhớ vẫn đi được đó và phải nói rằng những vong linh này họ cũng rất là quyến luyến với vật dụng tiếc sót chúng à thì khi mà chúng ta mà dùng cái vật dụng đấy đó hoặc chúng ta phạm vào vật dụng đấy làm hư hỏng của người ta hay đem vật dụng ấy cho ai thì khiến cho họ có thể buồn khổ, giận trách và làm những cái điều không tốt với mình. Đó, những cái những cái vong linh mà trước khi đi mà họ còn những cái vật quý báu của họ, lúc sống ở đời họ rất quý, rất yêu, rất thích không rời ấy, thì đến khi họ chết ấy trong 49 ngày nhất là trong 49 ngày họ sẽ rất là quyến luyến những cái vật đấy thưa đại chúng thế cho nên thầy mới khuyên là người trước khi mất nên xả hết xả bỏ hết thì không ngại cái chuyện mình cho đồ đạc nữa đấy đại chúng nhớ cái câu chuyện trong kinh phật kể đấy có ông lão trước khi chết ông có trôn một cái hũ vàng mà ông chết ông không kịp nói cho con cho cháu cho nên sau khi chết ấy, hết 49 ngày, ông lập tức ông tái sinh đầu thai vào con chó của nhà ông ấy, vào bụng con chó, cái nhà ông ấy, và sinh ra làm con chó. Và con chó ấy từ ngày nó sinh ra, nó cứ chăm chăm nó nằm ở cái chỗ mà ông trôn hũ vàng ấy. Đã? Nó giữ hũ vàng ấy. Và về sau thì Đức Phật đi khất thực qua nhà đấy, Đức Phật mới con chó nó ra nó sủa Đức Phật, Đức Phật mới quở nó. Thì Đức Phật biết mà, nó bỏ ăn, sau đó nó bỏ ăn, nó bỏ ăn, rồi nó chết thì cái anh chủ nhà anh rất là bực anh mới chạy đến tinh xá anh mới hỏi phật là tại sao mà mà ngài lại quả con chó nhà tôi để cho nó chết thế đức phật mới nói là Ngươi ngồi đây ta lại nói lại cho người ta con chó đấy chính là bố người đấy ngày xưa ông có chôn hũ vàng trước khi chết ông không trăng chối được cho nên cái tâm tiếc của luyến tiếc ấy, khiến cho ông đầu thai lại làm con chó này đấy à, anh nghe lời ta anh về anh tìm đúng cái chỗ con chó nó hay nằm anh đào xuống anh sẽ thấy hũ vàng thế là anh này về anh đào lên đúng chỗ đấy và đúng hũ vàng luôn. Thế là anh mới tỉnh ngộ ra anh mới biết quả thật cái tâm tham tiếc này khiến cho đọa lạc. Và sau đó thì anh đã cúng hết cái bán hết chỗ vàng thì anh làm cúng dường trai tăng, cúng dường đại chúng đức Phật hồi hướng phước cho bố anh để cho bố anh không bị đọa lạc. Đấy. Thế còn trong nhà thiền còn kể câu chuyện có một vị sư già cũng cao tuổi rồi nhưng vị này không biết tu tập ở chùa thôi nhưng mà chả biết tu tập thì chỉ có biết làm thôi Nhưng vị này thì hôm vị này có trồng được một cái cái luống mía rất là đẹp cây nào nó nên nó cũng mập mạp nó cũng đẹp à, mía gọi là giống như mía tím ấy, nó đẹp lắm à. mà lại ngọt ngon nữa thế thế thì đến lúc là vị chết cái tâm vị trước đó ngày nào cũng ra tưới mía rồi là chăm sóc cho mía tỉa lá bắt sâu này khác quý cái bụi mía lắm thưa đại chúng thế rồi mà đến khi chết thần thức của vị sư già này đọa làm con sâu trong bụi mía thưa đại chúng quý bụi mía mà làm đấy là sư đấy vì không biết tu thưa đại chúng. không học đạo đi tu là chỉ có ở chùa đấy không học đạo không tu tập gì chỉ là người ở chùa trông chùa thôi không có biết học đạo đâu cho nên đi xuất gia mà không gặp được môi trường tốt tu tập vẫn có thể đọa thưa đại chúng đấy chứ không phải chuyện thường đâu Lẽ một vị sư già trong nhà thiền có kể câu chuyện này đó nhé và, và rất nhiều những câu chuyện của những người mà khi chết còn người ta còn ham tiếc của cải vật dụng bị đọa lạc trong cái thời gian họ chưa tái sinh mà ở thân trung ấm ấy, nếu mà chúng ta đem của cải vật dụng họ đi cho là họ sẽ rất khổ tâm vì trước khi chết họ còn luyến tiếc những vật đó đó nhé thế thì thầy có kể một câu chuyện một câu chuyện thực đấy ở đây thầy không nói tên cái, có một cái anh, anh này thanh niên thôi anh là cán bộ ở cấp huyện của một thành phố địa chính của một thành phố. Ừ. thế thì anh ta chết rất là trẻ, mới có ngoài 30 tuổi thôi. Vợ dạy con thơ cho nên ta anh ta luyến luyến ái gia đình lắm. Nhà, quyến luyến lắm. Và này chúng biết không? Anh ta đã nhập vào người nhà, anh ta báo cho người nhà, tức là lên miệng nói luôn đi đòi nợ ở những nhà ai. Đúng luôn không sai. Ai nợ bao nhiêu tiền nói hết đấy nhé thế rồi gì nữa anh chết ý, thì anh để lại một cái xe máy cũng rất là đẹp mới mua nên vợ thì có xe rồi hai đứa con thì nó còn nhỏ tí một đứa mới đẻ nó còn bé mà thế cho ở nhà thì nghĩ bây giờ cái xe máy anh chết thì không có ai đi cả thì đem cho cô em gái thế nhưng mà rồi anh cũng nhập vào anh nhập vào và anh lên miệng nói luôn không cho để đấy để sau này con nó lớn nó đi Đấy, cái tiền phúng viếng đại chúng biết không? Thì bà mẹ anh cầm Thế mà rồi sau anh anh nhập luôn vào cô em gái Anh nói luôn Mẹ phải đưa cho vợ con nó cầm à, Đấy, chứ không phải truyền thường anh đòi Đòi tiền đấy Đấy, đại chúng biết ghê không? Thế và đặc biệt nữa là thế này Cái ghế của anh ở cơ quan không ai dám ngồi luôn Ngồi vào là có chuyện ngay Cho nên ở cơ quan ấy, quyết định là thôi để hết 49 ngày mới cho người vào cái ghế đấy ngồi vào vị trí cái ghế đấy để mà ngồi có khi còn phải đổi ghế khác ấy, không dám ngồi cái ghế mà ngồi cái bàn của anh ấy phải thay cái ghế khác đấy đại chúng thấy nó gớm đến như vậy cơ mà vì sao thầy biết câu chuyện này vì vì chính thầy có làm cái lễ tang cho anh ấy nó, nó, nó ở ngoài đời gọi là thiêng đến như vậy chết trẻ nó thiêng như vậy nhưng mà ở đây thầy nói đấy là cái tâm cái tâm còn ái luyến với trần gian ái luyến với quyến thuộc còn chấp giữ đại chúng hiểu không đấy là câu chuyện thật đấy chuyện rất thật luôn rất thật luôn Nghe không? thế cho nên thầy mới khuyên mọi người thứ nhất đấy, đối với người già không nên cho người già giữ nhiều tiền nhiều của đại chúng ạ à, vì người già là người sắp ra đi rồi nếu để cho họ giữ nhiều tiền nhiều của cái tâm tham cái tâm tiếc ấy, nó sẽ dinh sinh ra rồi đến lúc mà họ nhắm mắt họ đi thì họ cứ thế luyến ái và rất khổ cho nên đối với các cụ già thì ta chăm sóc các cụ thật chu đáo về dinh dưỡng thật đầy đủ thuốc men đầy đủ nhưng tiền vàng và của báu đừng trao các cụ làm gì nhiều cụ á, lúc đời sống thì nghèo bây giờ già con cái nó có của ăn của đẻ nó cho tiền cho của là cứ giữ chầm chặt ấy phải biết có nhiều cụ ngày ngày cứ đem bọc tiền ra đếm nha yeah. có một chị đạo tràng trưởng chị kể cho, cho cho thầy nghe đấy mẹ chồng chị có một bọc tiền mà cứ ngày ngày đem ra cụ đếm xong lại cất đi đó. mà chẳng kể đâu ra ngay cái cụ ở chùa lân ngày xưa cụ sư già chùa lân ngày xưa thầy ở đấy cụ cũng có một bọc tiền ngày nào cụ cũng mang tiền ra cụ đếm cứ thầy thấy mình ngay sang đây sang đây đếm tiền xong lại cất đi để đầu ở gối đầu giường ấy. thế thì thầy nói cụ này chết thì chắc là cũng lại làm con mọt ở cái đống tiền này thôi khó mà mà siêu sinh được lắm thưa đại chúng đó cho nên ấy, người già rồi đến lúc già rồi là phải học buông đi phải không đừng nắm giữ cái gì nữa thì đến lúc chết nó mới thanh thản được và tất cả vật tử chúng ta cũng nên hiểu cái điều này nghe không? Đó. nên hiểu cái điều này để chúng ta chúng ta ứng dụng đối với người thân của mình nghe không? đừng để người già cầm giữ tiền của tài sản những vật quý báu rất là khổ đấy chết rồi là đọa đấy khổ lắm ừ, nhé. Thế cho nên À, liên hệ với trường hợp của bạn này Thì uh, Thầy khuyên bạn Có thể là uh, Những cái đồ dùng ấy á, Không có nên đốt đi Đừng đốt đi làm gì cả Với Phật giáo chúng ta biết là không đốt đi không giải quyết được vấn đề gì Nhá Để lại mà dùng, đỡ lãng phí Thế nhưng mà Cũng đừng có chôn theo cái quan tài Nhá, để lại Nhưng mà dùng thế nào Nhá, Dùng thế nào thì trước khi mà dùng thì ta lên có cái lễ hoặc là thỉnh chư tăng về nhà hoặc là đến chùa thỉnh chư tăng làm lễ khai thị cho vong linh nghe không? để cho vong linh họ hiểu giác ngộ họ buông xả buông xả vong linh trẻ con thì nó khó hơn người lớn đấy người lớn người ta cũng trải qua cuộc đời rồi người ta dễ xả hơn còn vong linh trẻ con nó nhiều khi nó thích cái gì là nó chấp trước cái đấy dữ lắm cho nên phải khai thị kỹ và tốt nhất là luôn luôn để cho hết 49 ngày đi, kể cả chưa tăng khai thì rồi cũng nên để qua 49 ngày để cho vong linh thứ nhất ấy, nó nguôi ngoai, nó biết là nó đã chuyển kiếp rồi, không còn ở cõi trần nữa, không dùng được vật dụng cõi trần nữa, hết 49 ngày. Một là chuyển kiếp đi đâu rồi thì không nói nhưng nếu sinh làm ngã quỷ thì ngã quỷ ấy nó cũng nguôi ngoai với cái vật dụng rồi, nghe không? cho nên sau 49 chín ngày, mà thầy khuyên thế này tiếp là cái vật dụng ấy nên để cho người thân người ta dùng đã Nhá? người thân như mẹ như cha anh em ruột thịt dùng thì vong linh nó cũng không sinh ra cái tâm khó chịu hiểu không nó về nó thấy ông mẹ mình dùng bố mình dùng thì thôi không sao thế người thân phải dùng một thời gian thấy yên ổn không có chuyện gì nữa thì mới đem cho ai thì cho hiểu không? đấy là cái cách để cho vong linh nó được yên ổn nhé đó thế thì đấy là cái cách mà mình làm với trường hợp này cũng thế sau khi mà thấy yên ổn rồi thì đi làm từ thiện cũng được Không dùng nữa đi làm từ thiện cũng được Còn ngay mà ngay trong 49 ngày đem cho ngay Thầy nghĩ là chưa nên Vì chưa biết vong linh nó đã giác ngộ nó buông xả hay chưa Nhá. Đấy thì thầy xin chia sẻ với bạn này như vậy nha. Kính thưa đại chúng Có bạn gửi câu hỏi về cho thầy như thế này Thầy xin đọc nội dung câu hỏi Kính chào thầy. Con có câu hỏi về địa ngục, mong được hỏi thầy ạ. À. Thưa thầy, có nhiều tài liệu mô tả về địa ngục là có 18 tầng, có sắt, có dao, có lửa như là một không gian có thật, là nơi giam giữ những linh hồn tội lỗi sau khi chết. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng với người đã khuất không còn thân xác thì địa ngục đó chỉ là địa ngục tâm chứ không có địa ngục hữu hình. Thậm chí con người trên trần gian khi nào đau khổ thì cũng gọi là địa ngục, khi nào chúng ta vui thì là thiên đường. Còn địa ngục hữu hình là do con người hình tượng hóa để người trần dễ hiểu. Thưa thầy, vậy đạo Phật giải thích thế nào về những quan điểm này? Địa ngục thật sự hiện hữu? hay ở trong tâm mình ạ? À. Con xin kính cảm ơn Thầy. À, đại chúng nghe rõ câu hỏi chưa? À, bạn này ấy, tên là bạn Bùi Anh Hợp. À, bạn gửi câu hỏi về cho Thầy. Bạn hỏi về địa ngục. Đại chúng chắc à, chúng ta ai cũng được nghe danh từ địa ngục rồi, đúng không? Nhưng mà quả thật ý, để hiểu về nó thì cũng không phải đơn giản. À. Đấy. Không phải đơn giản. Chúng ta, nhất là chúng ta là Phật tử thì ai cũng nghe đến từ địa ngục và chúng ta cũng rất hay thường dùng đến nó. Đấy. Điều này không được làm, nhưng làm là đoạn địa ngục đấy. Nghe không? Đấy. nếu mà giết người là đoạn địa ngục đấy. Nếu mà bất hiếu với cha mẹ là đoạn địa ngục đấy. Nếu mà chúng ta phá chùa chiền vào thiêu đốt kinh tượng, Wow. xua đuổi tăng ni là đoạn địa ngục đấy à, nếu chúng ta phạm giới là đoạn địa ngục đấy chúng ta danh từ địa ngục rất nhiều trong cuộc sống à, hay là ác quá cũng bảo nó ác như thế thì chết nó đoạn địa ngục <laughs> wow. nên trong tâm chúng ta thì ai cũng cũng mường tượng hiểu về cái địa ngục à. đấy. thế thì thực ra thì hiểu một cụ thể nó như thế nào thì cũng không phải ai cũng hiểu biết về cái địa ngục cho nó nó tường tận đâu. Thế cho nên là bạn bạn Bùi Anh Hợp này bạn gửi câu hỏi về cho thầy. Bạn nói rằng là sao? Có nhiều tài liệu tài liệu thì chắc ở đây trong đó có kinh điển. Nói về địa ngục, trong địa ngục có đến 18 tầng, 18 tầng địa ngục. Rồi ở trong địa ngục có đủ các cái hình cụ tra tấn, các cái dụng cụ tra tấn. Nào là dao, nào là xe lửa, nào là kiếm, là đao nào là giường sắt nào là, là cột đồng vạc dầu sôi vân vân nhiều thứ à, Đó, giống như là một cái cái nhà tù cái ngục tù có thật á. đấy bạn hỏi thế thế nhưng rồi cũng có những quan điểm thì họ lại nói rằng là người đã chết rồi á là không còn cái thân xác nữa thì địa ngục nó chỉ là ở trong tâm thôi mà cái này ấy, thì thưa đại chúng không phải là là người dân thường đâu mà có một số các vị tu sĩ phật giáo đệ tử xuất gia của phật đấy chứ không phải không cũng nói thế cũng nói là chỉ có địa ngục trong tâm thôi Đã. chứ làm gì có cái địa ngục thật ừ. không có địa ngục hữu hình thật đâu ừ. thế rồi lại có quan điểm là à, cái địa ngục là ở trên trần gian thì chúng ta cũng có khi nào mình khổ thì gọi là địa ngục khi nào mình vui mình sướng đấy gọi là thiên đường Đã thế còn cái mà gọi là địa ngục ấy thì chắc là các tôn giáo đặt ra để cho mình dễ hiểu thôi hay là để răn đe con người không phạm tội thôi. Đấy, đại chúng thấy không? Vấn đề nó đặt ra là vấn đề rất là phức tạp. Rất phức tạp. Thế thì bạn bùi anh hợp bạn gửi về bạn hỏi thầy quan điểm của thầy thế nào? Tất nhiên thầy thì không thể gọi là quan điểm riêng mà phải đứng trên cái cái tri kiến của Phật giáo cái kinh điển của Phật dạy, Đó. đồng thời với những cái mà tu tập quán chiếu của mình để mình luận giải về vấn đề này, Đó. thì ở đây á, thầy xin trả lời cho bạn Bùi Anh Hợp cũng như tất cả đại chúng chúng ta cùng nghe, nghe không? về cái vấn đề này như thế nào. Trước hết ý, để nhận định về cái vấn đề địa ngục ý, thì chúng ta thấy là cái danh từ địa ngục thì nó xuất phát từ trong các cái tôn giáo và các cái tín ngưỡng đã có từ rất lâu đời hầu hết tôn giáo nào cũng nói đến địa ngục ấy có thể cái danh từ nó khác nhau có tôn giáo gọi là hỏa ngục hay luyện ngục hay này khác nhưng mà nó đều chỉ chung là một cái nơi trốn rất là đau khổ một cái nơi trốn một chỗ để mà giam cầm tra tấn thực hiện các cái hình phạt đối với những cái người có tội khi sống ở trên trần gian chết rồi phải linh hồn phải đi vào trong cái chốn này cái chốn đấy gọi là địa ngục về cắt nghĩa từ thì đây nó là một cái từ hán việt địa là đất ngục là cái, là cái tù là cái nhà tù ở trong lòng đất Thế cho nên khi nói đến địa ngục thì chúng ta ai cũng nghĩ là nó ở dưới lòng đất đây này. Và wow. ai cũng nghĩ là địa ngục ở dưới lòng đất này. Âm ti địa ngục là nghĩ là ở dưới đất này. Nhưng sự thực thì nó có phải thế không? Và wow. rất nhiều các nhà khoa học rồi các cái công trình mà khảo cứu họ đào xuyên lòng đất hàng, hàng bao nhiêu cây số có thấy địa ngục đâu. Nghe không? <laughs> hay là chúng ta cứ nghĩ là khi người chết chúng ta đào đất chúng ta vùi xuống đấy gọi là xuống địa ngục Thế thực ra thì cái danh từ địa ngục nó cũng không phải là cái nghĩa đen như thế nhưng mà chúng ta thì khi nói đến chữ địa là cứ nghĩa nghĩ là ở trong lòng đất nhưng sự thực thì cái nghĩa thật thì nó không phải như thế Đó, thế nhưng mà ai cũng hiểu cái địa ngục là cái chỗ rất khổ cái chỗ bị tra tấn bị hành hạ giam cầm tối tăm ú ám à, của những tội nhân của những linh hồn khi sống ở trên trần gian này tạo những cái tội lỗi ác à, làm những việc xấu ác chết thì là linh hồn bị giam cầm ở đấy bị tra tấn ở đấy nghe không? đấy là cái quan niệm chung ở trong dân gian thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là địa ngục này nó có thật hay không hay nó này chỉ là cái tâm của chúng ta à, quả thật bàn về vấn đề địa ngục có hay không không phải là dễ không phải, không phải dễ đấy cho nên thầy mới nói là chúng ta nghe thì nhiều dùng từ địa ngục cũng nhiều nhưng mà để hiểu chính xác về nó không không? hiểu thì rồi mới tin một cách sự thực như thế nào đấy, cho nên học phật của chúng ta là học phải hiểu thấu đáo để rồi có niềm tin cho nó đúng đắn mình gọi là chính tín không không? còn nếu mà chưa hiểu mà tin thì vẫn gọi là mê tín phải học hiểu cho thấu đáo rồi chúng ta tin nha Đấy, tất nhiên ở đây thì thầy nói rằng chúng ta chưa ai là phàm nhân này chưa ai nhìn thấy địa ngục có phải không nếu mà chúng ta một người nhìn thấy rồi thì người đó là tin chắc rồi vì chúng ta thấy rồi mà ở đời thì cứ phải nói sao mắt thấy tay sờ thì mới tin và tay sờ được mắt nhìn thấy thì chúng ta mới tin À, nhưng mà ở đây thầy cũng nói rằng thế này, này có nhiều cái mắt thấy rõ ràng mà chưa chắc đã đúng phải không? tay sờ hẳn hoi mà chưa chắc đã phải <laughs> đúng không đại chúng theo có nhiều cái mắt mình nhìn thấy nhưng mà hóa ra nhiều cái mắt của mình nó bệnh nó có phải đúng đâu người ta gọi là nhìn gà hóa cuốc cái anh uống rượu đấy phải không? nhìn một hóa hai nhìn gà hóa cuốc anh uống rượu cũng mắt ấy nhưng mà Rượu nó làm mê mẩn tâm thần Thấy tôi thấy thật đấy nhưng mà có đúng đâu Đại chúng thấy không? Cho nên không phải cái mắt chúng ta thấy đã là đúng Ở Người đời thì cứ nói mắt tôi thấy là đúng rồi Nhưng mà Để xác nhận nó đúng thật hay không Thì cũng chưa chắc Tay mình nắm được rồi đấy Mà cũng còn chưa chắc là đã, đã có thật không Thì chúng ta phải thấy nhé Cái độ tin cậy của các giác quan của chúng ta Nó chưa chắc đã phải là Tuyệt đối chính xác đâu Đấy. nhưng mà thôi về cái tương đối thì tôi gọi là mắt thấy và tay sờ và tay nghe được thì cũng gọi là là tí đi nào đấy thầy nói thế nhé ừ. thế thì ở đây chúng ta biết ấy, chắc là địa ngục để mà thấy được ý, thì chỉ có các bậc vĩ nhân bậc thánh nhân à, như là đức phật hay là các vị bồ tát các vị thánh tăng họ có lục thông và thấy hết mà À, lục thần thông đấy. như là la hán lục thông đấy. Đấy, thấy hết sáu phép thần thông có thiên nhãn à. có thiên nhĩ đó mới thấy à, có phật nhãn chứ còn thì phàm phu chúng ta thì cái mắt này gọi là mắt thịt tầm nhìn xa của con mắt thịt này không quá 10 km à, mà thấy thì không thấy được những vật rất nhỏ đó, nhỏ như là vi trùng mình không thấy chúng ta giỏi lắm thì thấy được mấy cái con mà à, con bọ nhỏ thôi phải không à, chứ còn đến con vi trùng vi khuẩn vi rút là mắt mình không thấy rồi cái đấy phải vào kính hiển vi đó. bằng kính hiển vi đến tế bào của mình mình cũng còn không nhìn rõ nó đó thế chúng ta biết là cái giác quan của mình nó rất là 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 hữu hạn nó không phải là cái khả năng vô hạn để thấy được thế thì ở đây á trước hết để bàn về vấn đề này thì đứng trên cái giác độ của Phật giáo Phải phải nói Phật giáo thì lấy kinh điển Lấy những lời của Đức Phật dạy Làm kim chỉ nam để xác định Các vấn đề Và Chúng ta không thể xa rời kinh điển của Phật được Vì kinh Phật Là lời dạy của Đức Phật Là kim khẩu của Phật Thuyết ra Mà Đức Phật là bậc toàn giác Ngài thấy biết tất cả Không thiếu sót Một vật nào cho nên Đức Phật gọi là bậc thế gian dài, thấy suốt, thấu suốt. Không việc gì việc Phật không biết, không vật gì, sự hiện, hiện tượng, sự vật gì mà Phật không thấy. Đó, cho nên chúng ta phải thấy. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật thì phải căn cứ vào kinh điển của Phật để chúng ta tìm hiểu nhé. Thế thì chúng ta biết kinh điển Phật giáo bây giờ thì có hai cái hệ kinh điển phật giáo bắc tông và kinh điển phật giáo nam tông Nghe không? cái này là do lịch sử phát triển của phật giáo phân chia ra như thế thành phật giáo bắc tông phật giáo nam tông nhưng nhìn chung cả hai hệ dù là bắc tông hay nam tông thì đều ghi nhận là có địa ngục trong kinh điển Đó. địa ngục trong kinh ấy, thì là một trong sáu cái cảnh giới luân hồi của chúng sinh theo phật giáo thì chúng sinh sau khi chết bỏ thân nhất là ở cõi người này sẽ đi vào trong lục đạo luân hồi có sáu cõi sáu cảnh giới sáu con đường à, cao nhất là cõi chư thiên thứ nữa là đến các cõi thần atula rồi thứ ba là đến cõi người chúng ta thứ tư là đến cõi súc sinh thứ năm là đến cõi ngã quỷ mình vẫn gọi là ma quỷ thứ sáu là cõi địa ngục hay cảnh giới địa ngục đấy là sáu cõi luân hồi gọi là lục đạo luân hồi của chúng sinh thì một chúng sinh ấy, khi mà chết ở cái thân cõi này thì thần thức à, dân gian chúng ta thì gọi là linh hồn à, sẽ đi tái sinh vào trong một trong sáu cõi đó tùy theo cái duyên nghiệp của người đó đấy. thì phật giáo thì khẳng định cái điều đó à, có sáu cõi luân hồi và chúng sinh khi rời bỏ một cái cõi nào đó có thể từ cõi trời bỏ thân cõi trời cũng đi vào một trong sáu nẻo này hoặc từ cõi thần hay từ cõi người hay từ cõi súc sinh kể cả từ cõi địa ngục khi hết kiếp ở địa ngục thì cũng tái sinh vào một trong sáu cõi này Nghe không? đó đấy cho nên là bỏ cái thân trước sinh vào thân sau thì thân sau sẽ nằm trong sáu cái cõi này Đấy chúng ta rất là rõ nha Thế thì à, chúng ta thấy trong kinh điển, Đức Phật khẳng định là có sáu cõi luân hồi và địa ngục là một trong sáu cõi đó. À, là một trong sáu cõi đó. Chứ Đức Phật không nói là có năm cõi, luân hồi có sáu cõi và địa ngục là một cõi. Loài người chúng ta là một cõi, một cảnh giới. À. thầy nhớ có câu chuyện mà khi Ngài Mục Kiều Liên, Ngài tu đắc A-la-hán rồi, có một hôm Ngài từ trên núi, Ngài đi xuống, ngài nhìn thấy một con ngạ quỷ, à, bụng rất là to, cổ nhỏ như cái kim, chân tay giống như cái sậy vậy đó, và người thân nó bốc cháy dữ dội, la hét, đi trong không trung này. Thế thì ngài một kiểu liên nhìn thấy cái chúng sinh này lần đầu tiên ngài nhìn thấy, mà ngài lúc ấy là gọi là la hán lục thông thôi, có sáu phép thần thông ngài nhìn thấy thì không thể sai được. Đó ngài nhìn đâu phải chỉ bằng con mắt thịt của mình đâu ngài nhìn cả bằng thiên nhãn à, ngài thấy được một cái chúng sinh này ngài cũng chưa biết chúng sinh này là cái loại gì rất là ngạc nhiên lần đầu tiên từ khi mà đắc đạo ngài thấy ngài về ngài mới bạch đức phật là con trên núi xuống con nhìn thấy một cái chúng sinh như thế la hét chạy bay giữa hư không này khiếp quá trông khổ quá thì chúng sinh ấy là chúng sinh gì đấy Thế Đức Phật mới nói là ta cũng đã từng nhìn thấy những chúng sinh như vậy. Đấy chính là các ngã quỷ đấy. Ta đã từng nhìn thấy. Nhưng vì chưa có ai trên thế gian này thấy cái chúng sinh này. Chưa có con người nào nhìn thấy. Cho nên ta chưa tuyên bố, ta chưa nói ra. Nay, người đã thấy rồi thì ta sẽ nói ra sự thật này. Thì cho mọi người cùng biết. Tức là Đức Phật nói là có ngài một kiều liên chứng kiến, chứng minh. Chính con cũng nhìn thấy như Đức Phật. Ở đây cho nên Thầy nói là ngay cái cõi ngã quỷ đó, mình gọi là quỷ ma đấy. Mà còn như vậy đấy, mà đâu có phải ai cũng thấy đâu. Chứ ở trên đời này có phải ai cũng nhìn thấy quỷ, thấy ma đâu. Mà không phải, không ai cũng thấy. Thế chân nói, để bà nói là có, nó không phải dễ. Phải dẫn câu chuyện này để chúng ta thấy. Đấy. Đức Phật đã nhìn thấy ngã quỷ rất nhiều, nhưng mà Ngài chưa tuyên bố, Ngài chưa nói gì cả vì ngài biết là trong cái loài người này chưa có ai nhìn thấy ngã quỷ, đúng không? lúc đó, cho nên ngài chưa nói ngài nói là sợ người ta không tin người ta phỉ báng thì người ta có tội. đợi đến khi chính Ngài Mục Kiều Liên là đệ tử thần thông bậc nhất rồi nhìn thấy ngã quỷ rồi về bạch với Phật đức Phật mới nói mà đúng rồi, ta đã từng thấy những cái chúng sinh như vậy, đấy chính là chúng ngã quỷ đấy. đấy thì đại chúng các con thấy thế nào? một cái câu chuyện như vậy thì huống hồ là cõi địa ngục cõi địa ngục nó còn vi tế hơn cả cái cõi ngã quỷ này không phải là mắt thường mà chúng ta thấy được đó nhé cho chúng ta mới thấy là nó là cái việc rất là khó mà nói vào cái này chúng ta phải theo lời dạy của bậc thánh và bậc thánh tối cao là đức phật để chúng ta tin thầy xin dẫn chứng trong kinh phật nói về cõi địa ngục cảnh giới địa ngục trong hệ thống kinh a hàm của Phật giáo Bắc Tông á kinh a hàm là kinh thuộc cái kinh nguyên thủy nhưng mà nó, nó nằm trong cái hán tạng thuộc Phật giáo Bắc Tông thì cũng nói đến địa ngục trong kinh trường a hàm thì còn nói rõ đến địa ngục nằm ở đâu địa ngục nằm ở giữa núi Đại Kim Cương thứ nhất và núi Đại Kim Cương thứ hai xung quanh là biển lớn bao bọc trong cái luận à, lập thế a tỳ đàm thì chỉ rõ địa ngục ở ngoài núi thiết vi Đó. trong cái cấu tạo của thế giới này có núi thiết vi thưa đại chúng thế rồi đại địa ngục thì ở phía nam thiệm bộ châu à, nam thiệm bộ châu trong luận đại tỳ bà sa thì lại nêu rõ có cô địa ngục và biên địa ngục nằm ở khắp nơi, ở rất nhiều nơi. Và tất cả những chúng sinh ở trong địa ngục đều có thân tướng xấu xí, kỳ dị, tâm thức luôn bị đau khổ, bị hành hạ, tra tấn, bị đói khát và sợ hãi, vô cùng đau khổ. Đấy, trong các kinh, các luận của Phật giáo Bắc Tông cũng đều nói rất rõ về địa ngục. Wow. Chúng ta thấy như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật Ngài Bồ Tát Địa Tạng nói bao nhiêu cảnh giới địa ngục, chúng ta thấy không? Rất sợ. Và có những cái địa ngục là chỉ có a la la, a ba ba, a cha cha nghĩa là chúng sinh đấy chỉ có kêu la suốt ngày thôi. Vì tra tấn liên tục các các con ạ. Chúng ta thử vào bệnh viện mà mấy cái bệnh nhân họ bị đau đấy, họ chỉ kêu chỉ la thôi. Họ lúc ấy không còn tư duy suy nghĩ gì được, nó đau đớn quá. Những cái bệnh nhân ung thư mà giai đoạn cuối thì chúng ta thấy nó đau khủng khiếp thầy đã nhìn thấy cái, cái cô này có bị ung thư gan mà cái bụng nó trướng lên rồi nó đau khủng khiếp chỉ có đau và đau thôi thưa đại chúng không còn tư duy lúc ấy bảo nghĩ ngợi cái gì được ấy. À, lúc ấy cho nghe một bản nhạc hay cũng không thấy hay cho xem một bộ phim hay cũng không xem được đại chúng thấy cũng có ăn một cái gì đặt vào lưỡi cũng không thấy ngon được nữa nó đau quá cái đau ấy nó thống lĩnh hết tất cả rồi cho nên những chúng sinh trong địa ngục là suốt ngày chỉ kêu la rên xiết thôi vì liên tục bị tra tấn không có được nghỉ ngơi khổ vậy đấy trong kinh địa tạng dân thấy nói rất rõ hầu hết các kinh điển phật giáo bắc tông trong kinh hầu hết nói đến địa ngục đó. xác định cảnh giới địa ngục đó thế còn trong kinh điển nguyên thủy kinh tạng pali thì kinh tạng pali chúng ta biết có năm bộ là kinh trường bộ trung bộ tăng chi bộ tương ương bộ và tiểu bộ trong năm cái bộ kinh này thì có ba bộ kinh đều nói đến địa ngục. Đó là kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi và kinh Tiểu Bộ đều nói đến địa ngục hết. Đó. Ừ. Thầy xin trích trong kinh Trung Bộ à, có một bài kinh tên là Kinh Thiên Sứ số 130 nói rõ về cảnh giới địa ngục. Nhé. Tại chúng cùng nghe xem Đức Phật trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy về địa ngục thế nào. thế mà có những cái vị sư cũng là có học hàm học vị đấy này nói là không có địa ngục nói là kinh nguyên thủy không nói đến địa ngục cái đó rất là sai lầm cho nên bất kỳ một vị sư nào đệ tử phật mà nói là không có địa ngục là rất sai với kinh điển à, rất sai với kinh điển Bây giờ thầy xin trích dẫn trong kinh à, trung bộ bài kinh thiên sứ nói thế này một thời đức thế tôn ở xá vệ tại kỳ viên nơi tinh xá ông cấp cô độc ở đấy đức thế tôn gọi các tỳ kheo và bảo này các tỳ kheo các tỳ kheo nói thưa vâng bạch thế tôn đức thế tôn nói như sau này các tỳ kheo ví như có hai nhà có cửa ở đây một người có mắt đứng chính giữa có thể thấy những người đi vào nhà đi ra khỏi nhà đi qua và đi lại có hai cái nhà có cửa ở đây mà có một người có mắt đứng ở chính giữa có thể thấy những người đi vào nhà và đi ra khỏi nhà, đi qua đi lại. Nghe không? Có hai cái ngôi nhà, có cửa thì cái người đứng ở giữa ta nhìn thấy hai cái ngôi nhà này có người đi ra đi vào như nào. Cũng vậy này các tỳ kheo, ta với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân thấy các chúng sinh hữu tình chết đi, sinh lại, hạ liệt, cao sang, đẹp đẽ, xấu xí, thiện thú, ác thú tùy theo hạnh nghiệp của họ. Đấy, Đức Phật nói, ta đấy với cái thiên nhãn thanh tịnh và siêu nhân. Thanh tịnh tức là rất trong sạch. Siêu nhân là nó vượt quá loài người. Loài người không thể, không thể biết được, không thể hiểu được. Nó siêu vượt, vượt lên hơn khả năng của con người. Đấy, cái mắt của Đức Phật gọi là thiên nhãn siêu nhân. Ở ngoài đời hay có cái, cái, cái câu chuyện về những siêu nhân trẻ con rất là thích đấy mà siêu nhân tức là loài người chúng ta không thể làm được nó vượt qua cái loài người chúng ta cái sức của loài người thanh tịnh siêu nhân đức phật thấy sao thấy các chúng sinh hiếu tình chết đi rồi lại sinh lại chết đi ở cõi này tái sinh lại ở cõi khác đấy gọi sinh lại hạ liệt hay là cao sang hạ liệt tức là thấp kém hay là cao quý đẹp đẽ hay là xấu xí sinh ra ở cái, cái kiếp sau đó, đẹp hay là xấu ở thiện thú hay là ác thú nào ở cái cõi lành cõi thiện ví dụ như cõi người hay cõi chư thiên là cõi thiện ác thú như là súc sinh ngã quỷ địa ngục gọi là ác thú tùy theo hạnh nghiệp của họ ngài thấy rõ là tùy theo hạnh nghiệp của họ tức là tùy theo cái nghiệp họ đã tạo trước đó Đó và đức thế tôn nói các bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành khẩu thiện hành ý thiện hành không công kích các bậc thánh có chính kiến thọ trì nghiệp phù hợp với chính kiến các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú ở đây ngài nói là ngài thấy các chúng hữu tình này do thành tựu được thân thiện hành khẩu thiện hành ý thiện hành tức là thân khẩu và ý thiện lành thành tựu được những cái nghiệp thiện ở thân khẩu và ý thân thiện tức là gì thân này không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng thiện là gì? Không dối láo, không hai lưỡi, không theo dệt và không ác khẩu. Ý là gì? Ý không tham sân si. À, đấy, đấy là thành tựu những cái người này thành tựu được thân khẩu ý thiện, thiện hành. Thì sao? Và lại đặc biệt là những người này họ không công kích các bậc thánh, à, đối với các bậc thánh. Ở đây thì Thầy nói đại chúng chúng ta chưa biết ai là bậc thánh. Không? À? nhất là ở đây thì nói những người tu hành chúng ta tuyệt đối không xúc phạm, không vu khống, không bôi nhọ chúng ta chưa biết vào thế thì nếu mà chúng ta xúc phạm, công kích phải bậc thánh thì chúng ta quả báo nặng lắm đấy đó cho nên ở đây đức Phật nói những cái vị này à thân khẩu của họ thiện hành, họ không công kích các bậc thánh, họ có chính kiến sống có chính kiến và họ trì nghiệp phù hợp với chính kiến từ cái chính kiến tức là cái hiểu biết đúng đó gọi là chính kiến thì họ làm các việc nó đúng đắn nghe không? có trí tuệ đúng đắn hiểu biết đúng đắn thì việc làm của họ căn cứ theo chính kiến cho nên nó đúng đắn Đó. gọi là là thọ trì nghiệp phù hợp với chính kiến thì các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú tất cả những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung ở cõi này thì sẽ được sinh vào thiện thú tức vào những chỗ tốt lành những cõi tốt đẹp ở thiên giới ở đời này à, ngay trong đời này được có thể sinh làm người hoặc sinh lên cõi trời hay các vị hữu tình này do thành tựu thân thiện hành khẩu thiện hành ý thiện hành không công kích các bậc thánh có chính kiến thọ trì nghiệp phù hợp với chính kiến các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh ra ở giữa loài người thế được sinh tái sinh trở lại làm người đấy đại chúng thấy không ừ, phải tái sinh trở lại làm người đấy từ cõi người cõi trời là gọi là thiện thú rồi Đức Phật dạy tiếp, còn các hữu tình do thành tiểu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến. Các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sinh vào cõi ngã quỷ hay các hữu tình này có thể bị sinh vào loại bàng sinh, tức là súc sinh, hoặc là sinh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ và địa ngục. Đấy. Nếu người nào thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà đọa sinh vào các ác thú như là ngã quỷ, như là súc sinh và địa ngục. Đấy. À đây Đức Phật nhắc đến địa ngục này. Đó. Này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục sau khi bắt giữ người ấy với nhiều cánh tay Dẫn người ấy đến trước vua Diêm Ma và thưa Đấy thì Chính trong kinh nguyên thủy Đức Phật nói đến Cõi địa ngục không? Và khi cái người đấy Mệnh trung Thần thức thoát thân Thì sao? Thì các cái người mà coi giữ ở địa ngục đấy Bắt giữ cái người đấy không? Với nhiều cánh tay Đấy chứ không phải không có à, Và dẫn người ấy đến trước vua Diêm Ma Ở đây là Diêm Ma tức là mình gọi là vua Diêm Vương đấy, Nghe? bên hán gọi là chữ hán gọi là vua Diêm Vương, à, mình gọi là vua Diêm Vương thì ở đây là Diêm Ma và thưa với vua Diêm Ma rằng là gì? Tâu đại vương người này không có từ tâm, không xứng làm Sa môn, không xứng là Bà La môn, không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình, đại vương hãy trừng phạt nó, Đó mang xuống trước điện diêm vương à, chỉnh với diêm vương người này không có từ tâm không? đấy rồi không có xứng đáng là sa môn hay bà la môn không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình tức là không có đạo đức không có tôn ti gì cả đại vương hãy trừng phạt nó lúc đó vua diêm ma chất vấn người tội và sau đó những tội nhân này bị hành hình đức phật nói rất rõ nghe không? bị hành hình tra khảo hành hình cho vạc dầu sôi bắt leo cột đồng cháy à, hay là à, kéo lưỡi ra cho trâu cầy hay là mổ bụng móc ruột hay gan hoặc là dùng cái xiên mà xiên vào cho vào à, lửa nướng đó đây là chúng ấy các cái à, quẳng vào vạc dầu sôi tất cả các cái hình ngục xe tấn hoặc cho vào gọi là xe bay xe chém xe dao có những cái gọi là trong địa ngục tả có những cái những cái, cái vòng xoáy nó xoáy từ bằng dao nó xoáy từ trên xuống nó xoáy vào đỉnh đầu nó xoáy xuống dưới dưới tận hậu môn nó chui ra nát hết thân thể trong địa ngục là như vậy đấy ừ. rồi đức phật kể tiếp các cảnh giới địa ngục như đại phấn nị địa ngục ở địa ngục này tội nhân bị cắt ra thịt và gân xương ra vân vân đại châm thọ lâm địa ngục ở địa ngục này tội nhân bị leo lên cây gai nhọn cháy đỏ rực Đại kiếm diệp lâm địa ngục, ở địa ngục này tội nhân bị các lá cây lay động, cắt đứt tay chân, mắt mũi, thân thể. Cái lá cây nó như con dao, nó lay động, nó cắt đứt hết. Đại khôi hà địa ngục, ở địa ngục này tội nhân bị trôi thuận và ngược theo dòng nước, và vân vân rất nhiều địa ngục. Sau khi kể rõ hình phạt nơi các địa ngục trên, Đức Phật nói thêm, Này các tỷ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn, hay một bà la môn nào khác nhưng điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi chỉ được ta thấy mà thôi chỉ được ta hiểu mà thôi Đấy, chúng ta thấy không ừ. vì ngay thời đức phật cũng rất nhiều tỳ kheo cũng như chúng ta thôi đâu có biết địa ngục là cái gì ngã quỷ còn chẳng thấy nổi nữa huống hồ địa ngục nào các ngài chưa chứng đạo chưa thể thấy được bao giờ chứng đạt là hán thì mới thấy được có lục thông mới thấy được. Ừ. nhưng Như Ngài Mục Kiều Liên ấy, có lục thông rồi nhìn hết trên trời dưới đất, tìm mãi cuối cùng phát hiện ra mẹ mình đọa và làm ngã quỷ. Đấy, đại chúng thấy không? Ừ. Ngài có lục thông, Ngài mới thấy. Thế cho nên Đức Phật nói là cái điều này này không phải là ta nghe từ ai nói đâu. Không phải ta nghe từ một cái ông bà La Môn nào ông nói lại hay một vị Sa Môn nào nói lại cho ta hay là một ai ở trong đời này nói cho ta. Không phải. Mà cái điều này là chính ta thấy, ta biết mà thôi và ta hiểu mà thôi. Đức Phật biết rõ đấy, nhá. Thế trong kinh nguyên thủy, kinh tạng Bali đấy, mà Đức Phật khẳng định rõ cái địa ngục là như vậy. Khi ai mà hành ác nghiệp, thân khẩu ý thì vào địa ngục đó. Nghe không? Thế trong kinh pháp cú có bài kệ nói đến địa ngục như này: nhiều nhiều người khoác cà xa, ác hành không nhiếp phục, người ác do ác hành phải sinh cõi địa ngục nhiều người khoác cà sa ở đây nói những vị xuất gia tu sĩ đấy ừ. mà ác hạnh không nhiếp phục không có điều phục cái tâm bất thiện của mình cái tâm ác của mình người ác do ác hạnh phải sinh cõi địa ngục khi bỏ thân này dẫu là mặc áo cà sa mà không tu dưỡng thì cũng đọa địa ngục vậy đấy thực hành ác hạnh cũng phải đọa bốn nạn chờ đợi người phóng giật theo vợ người mắc họa ngủ không yên bị chê là thứ ba đọa địa ngục là thứ bốn À, ở đây Đức Phật dạy cái người phóng giật theo vợ người, cái người ngoại tình đó, cũng mắc vào cái, cái họa và cuối cùng là đọa địa ngục. Đó là bốn nạn chờ đợi người, phóng giật theo vợ người, cái người nào phóng giật buông lung và bỏ vợ nhà đi theo vợ người. đấy Thì sao? Thì mắc họa là một, ngủ không yên là hai, bị chê bai là thứ ba và chết đọa địa ngục là thứ bốn. Đấy. Cái người ở đời là như vậy đấy. Nếu mà một cái tội đấy thôi, cái tội ngoại tình đấy thôi mà còn chết còn vào địa ngục nữa rồi sao nữa đức phật dạy tiếp là như cỏ xa vụng nắm tất bị họa đứt tay hành sa môn tà vậy tất bị đọa địa ngục vào cái cây cỏ xa nó rất là sắc cái lá cỏ nó rất sắc ở trong rừng nhà mình đấy như thế có những cái cây, cây cỏ mà mình đụng vào nó như lưỡi cưa luôn đứt tay đứt chân rất là đau Đó. thế thì ạ, cái người mà không biết nắm cái cây cỏ này là rất dễ bị đứt tay thì đức phật dạy hành sa môn mà tà vậy xuất gia làm sa môn mà tà vậy không có chính kiến không có chính hạnh không tu tập thì chết đọa địa ngục Đó, đức phật đoán địa ngục rồi trong kinh đức phật còn dạy thế này nếu lấy dao gậy hại người toàn thiện toàn nhân một người nào mà lấy dao lấy gậy chẳng phải chỉ dao gậy đâu vào tay đánh chân đá vào vân vân ác hại với một người toàn thiện, một bậc toàn nhân, thì lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này. Cái người mà ác với người toàn thiện, ác với một con người toàn thiện, một con người lành thiện thật sự. Ở đây, Thầy nói là ác với cái người chân tu thôi. Thì người ấy phải thọ lấy đau khổ trong 10 cái điều này. Ngay lập tức phải thọ đấy. Thứ nhất là thống khổ về tiền tài bị tiêu mất. Tiền tài, tài sản sẽ bị tiêu tán thứ hai thân thể bị bại hoại thứ ba là bị trọng bệnh bức bách đấy bị lâm trọng bệnh bức bách thứ tư là bị tán loạn tâm ý tâm ý nó cứ rối loạn lên không thể kìm được bất an vô cùng thứ năm là bị vua quan bức hại người đó hoặc mắc vào cái tội của vua quan đấy cứ thử đến mà ác hại một vị sư mà chân tu xem lập tức là sẽ mắc vào nạn vua quan luôn ừ. Đấy, chúng thấy câu chuyện ở chùa mình đó. đấy như là, là cậu khá bảnh với cái cậu phúc xo tuyên bố xuống đây là cho người xuống đây để bắt cô yến rồi để mà hại chùa vừa tuyên bố xong thì bị nhà nước túm luôn công an bắt luôn đấy đại chúng thấy không đấy, bị vua quan bức hại ngay thứ nữa là bị vu và trọng tội rồi tiếp theo là bị quyến thuộc ly tán gia đình tan nát cho nên, nên Sư Phụ mới nói, Thầy mới nói là tất cả những ai ác hại chùa chúng ta trong thời gian vừa rồi, thế nào cũng bị quả báo. Không sớm thì muộn, gia đình đấy có khi bị ly tán luôn. Đấy, rồi sau nữa? Bị tài sản tan nát, tài sản thì tan nát hết. Phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt và sau khi chết đọa vào địa ngục. Đấy là 10 điều. Một người ác hại cái bậc toàn thiện, cái bậc chân chính tu hành, cái bậc mà toàn nhân ấy. quả báo nặng lắm thưa đại chúng ác hại ai ác hại cái người có đức là mình chết có đức là chết luôn rất nguy hiểm đó và đoạn địa ngục đấy cuối cùng lại còn đoạn địa ngục hiện đời bị những cái quả báo như vậy gia đình tan nát tài sản tiêu tốn thân sinh bệnh tật à. rồi bị tâm tâm ý thì rối loạn bị vua quan bức hại hay là bị vu vào trọng tội quyến thuộc thì chia lìa ly tán bao nhiêu cái khổ nó đến chân chớ hại ai hại cái bậc thiện lương bậc chân tu là rất nguy hiểm rất nguy hiểm đó nha thế thì như vậy để chúng ta thấy là gì kinh điển của đức phật dù là bắc tông hay nam tông đều nói đến địa ngục không những là mô tả cảnh giới địa ngục như thế nào mà còn nói rõ địa ngục ở những chỗ nào à, chứ không phải không nghe không? chứ không phải chỉ nói là chung chung đâu trong tâm tưởng đâu nghe không? thế thì bây giờ thầy xin phân tích thêm về mấy cái điều mà bạn này bạn ấy thắc mắc bạn nói là có người nói là có tài liệu nói là địa ngục có 18 tầng à, thì thực ra thì nó không hẳn hoàn toàn như thế nhưng mà cái muốn gọi là 18 tầng cũng được cách phân chia thế nào cũng được nghe không? Đó, thế nào cũng được nhé. Đấy, thế thì ở đây 18 tám tầng nó xuất xứ từ cái chỗ một con người ta chúng sinh thì có sáu căn đối với ngoài là sáu trần và phát sinh ra sáu thức nghe không ba cái sáu này cộng vào cũng thành 18. tám đấy thế cho nên gọi là có 18 tám địa ngục hoặc là có sáu cái thức sáu cái thức nhận biết mà nhãn nhĩ tị, thiệt thân ý thức nha đấy sáu cái thức này nhân với ba thời Thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai Thành ra 18 Thì cũng gọi là 18 tầng địa ngục Nha yeah. Ở đây tại sao? Ví dụ Thầy nói Ví dụ như là um, Ý thức của chúng ta chẳng hạn Thầy nói trong sáu cái thức thì ý thức chẳng hạn nhé Ý thức có thể chúng ta nghĩ về quá khứ Một cái quá khứ đau khổ Thì mình cũng đau khổ, cũng buồn Ý thức đối diện trong hiện tại Chúng ta gặp cảnh khổ Chúng ta cũng thấy khổ Ý thức nghĩ về tương lai Nghĩ thấy một cái tương lai mù mịt vào đầy bất chắc mình cũng thấy khổ đấy cho nên là khổ ngay cả trong quá khứ hiện tại và tương lai à, người ta gọi là khổ thế cho nên nhân với ba sáu cái thức này nhân ba thành 18 tám à, thì phân ra là 18 tầng địa ngục thầy tạm lý giải như vậy để cho bạn này hiểu tại sao lại nói là có 18 tầng địa ngục nhưng sự thực thì thực sự có rất nhiều địa ngục như phân tầng thì có thể phân là 18 tầng tòa nhà có thể cao 18 tầng nhưng trong 18 tầng này có hàng ngàn các cái phòng và hàng, hàng, ngàn các cái, cái, ngăn khác nhau tầng thì gọi là có 18 nhưng mà phòng mấy ốc thì hàng ngàn hàng vạn cũng được nha đại chúng hiểu chỗ này chưa Đấy, có rất nhiều địa ngục nhưng mà thôi gọi là có 18 tầng cũng được là phân chia theo kiểu như vậy đó thưa giới bạn nói là có những quan điểm nói là người đã chết rồi á, thì không còn thân xác thịt này nữa phải à, không? thì làm gì có địa ngục thật chỉ là địa ngục tâm thôi không có địa ngục thật hiếu hình à. đó. thế thì thưa đại chúng cái quan điểm này là quan điểm sai một vị sư nào hay một ai mà nói rằng chết rồi không có thân cái đó là sai là không có cái thân xác vật chất thô này thôi thưa đại chúng chúng ta sống ở trên cái cõi đời này này dương gian này chúng ta mang cái thân này gọi là vật chất thô Nhá. nó có các tế bào phân tử nguyên tử thô mà mắt chúng ta có thể thấy Nghe không? gọi là sắc chất nhưng mà là thô chứ chưa phải tế nhưng khi chúng ta chút bỏ cái sắc chất thô này thần thức của chúng ta nó vẫn có cái sắc chất nhưng mà sắc chất vi tế và mắt của chúng ta không nhìn thấy Đấy. Tại chúng thấy như là sóng điện trường sóng từ trường của điện thoại của tivi đó nó cũng là một cái loại sắc chất nhưng nó rất vi tế mắt mình không thể thấy được các cái thiết bị khác nó mới đo được, nó mới cảm nhận được. Đấy là một loại sắc chất đấy, thưa đại chúng. Một loại vật chất vi tế. Cho nên thân của cái người chết họ có. Nhớ như trong kinh điển nói, ví dụ thân trung ấm của một người lớn thì nó giống như hình dáng một đứa trẻ bảy tuổi. Nào, nó có. Đấy. Thế hay là thân của ngạ quỷ, nó cũng là cái thân rất vi tế. Như mắt của Ngài Mục Kiều Liên, Ngài nhìn thấy. Chúng ta có nhìn thấy đâu. Thân của chư thiên, cực kỳ vi tế đại chúng trong kinh nói là thân của chư thiên ấy, mắt người thường không nhìn thấy chỉ khi nào có bậc đại giác ra đời xuất hiện và ở gần với bậc đại giác tức là đức phật chẳng hạn thì loài người mới có thể thấy được thân chư thiên thôi nó mới nhờ cái ánh hào quang của phật nó mới lộ cái thân hiện ra cái thân chư thiên cho chúng ta thấy Đó. chứ còn bình thường chư thiên người ta có xuống đây mình cũng không nhìn thấy thân của họ rất vi tế đại chúng hiểu không nào cho nên cái quan điểm nói rằng chết rồi không còn thân là sai là không còn cái thân xác vật chất thô ở cái, cái tứ đại thô này thôi cái này gọi là tứ đại thô còn nó có tứ đại tế vi tế cấu tạo rất vi tế là có cái thân đấy cho nên trong kinh đức phật mới nói là thân thể của những người trong địa ngục rất là xấu xí và thân của họ chật cả một địa ngục một người mà lọt vào cái địa ngục này thì thân của mình thấy choán hết cái địa ngục đó đại chúng hiểu không ví dụ thầy lấy ví dụ cái địa ngục bằng cái, cái chính điện của chùa chúng ta một người rơi vào đây thì cái thân của người đấy choán hết cái địa ngục đấy mà trong địa ngục này một trăm người thì cũng một trăm người đều thấy mình choán hết cái địa ngục này nằm hết luôn đó nó lạ như vậy đấy mà không chướng ngại nhau vẫn một trăm người ở trong đấy mà không chướng ngại nhau vì chúng ta thấy như cái sóng điện trường ở trong cái, cái gian tránh điện này có hàng trăm cái thứ sóng của các cái loại mạng ở đây này có chướng nhau đâu phải không? nó cũng lấp đầy hết cả cái sóng này là sóng wifi rồi sóng mobile sóng viettel sóng tv có hết ở đây mà có phải cái nào chướng nhau đâu cũng đầy hết cái phòng này đấy đấy nhà để chúng ta mới thấy rất là rõ kinh phật đức phật nói rất rõ chúng sinh vào trong địa ngục tự thân mình choán đầy địa ngục mà không chướng ngại tại sao thân lại phải choán đầy địa ngục vì thân phải to như vậy thì mới tra tấn được nhiều đúng không bây giờ thân mình bé bé thế này thì chỉ một cái mũi dao là, là đâm là hết chật mất thân rồi nhưng mà thân mình to bằng cái nhà này, này thì phải một nghìn mũi dao mới đâm được mình càng đau đau một cổ một nghìn mũi dao tại chúng thấy không cũng giống như người mà bị kiến cắn ấy. cái người mà bé thì chỉ mấy trăm con kiến nó bâu vào thôi còn người to thì phải mấy nghìn con thế thì người to sẽ phải bị đau nhiều hơn tại chúng thấy không vì mấy nghìn con nó bâu vào người mình bé tí thì chỉ mấy chỉ mấy trăm con thôi đấy thế thì cho nên cái người vào địa ngục bị tra tấn đau khổ trên thân phải to ra như vậy nở ra như vậy đấy thưa đại chúng đó cho nên nói rằng chết rồi không có thân đấy là cái mắt của phàm phu chúng ta chết rồi là mất cái thân tứ đại thô này thôi còn tứ đại vi tế nó vẫn còn chỉ đến khi nào người đó sinh về cõi trời vô sắc